Đường Kinh Luân bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, đại ca là đang trách ta rồi. Dùng Bùi Lâm kiềm chế Triệu Phi Dương là hai anh em họ nhất trí đạt thành ý kiến, hiện tại đại ca thế mà tướng tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình, Đường Kinh Luân cảm thấy buồn cười, để lão thái thái nhận Bùi Lâm đương tại nữ mà là chủ ý của người nào. Đưa cho cái đôi này gôn biệt thự là của người nào chủ ý. Cái thứ nhất nghĩ ra loại biện pháp này người rõ ràng là người Đường Kinh Vĩ. Phá kính khó tròn, chẳng những thích hợp với cặp vợ chồng, đối huynh đệ, đối với bằng hữu cũng giống như vậy. Một khi tạo thành khe hở mãi mãi cũng không cách nào lấp đầy, anh em nhà họ Đường lại cũng khó có thể trở lại tuổi thơ thời điểm. Đường Kinh Vĩ lắc đầu nói, ta không trách ngươi, ngươi là Hoa Niên CEO, đương nhiên là có ngươi phương pháp quản lý, nếu đổi lại là ta cũng phải cấp Triệu Phi Dương quyền lực thiết chí một cái chiếc lồng, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Đường Kinh Luân thấp giọng nói, đại ca, ý của ngài là muốn động Triệu Phi Dương. Đường Kinh Vĩ nhìn như hứng hờ hỏi ngược lại, ngươi có nhân tuyển thích hợp. Đường Kinh Luân nhắc nhở, chúng ta cùng Triệu Phi Dương ở giữa là có hiệp nghị, nếu như chúng ta đơn phương giải trừ hợp đồng sẽ bồi thường hắn một số tiền lớn, mà lại Đông Châu phương diện chưa hẳn đáp ứng. Đường Kinh Vĩ thở dài nói, ta hiện tại mới phát hiện, cùng công gia hợp tác làm ăn rất khó chiếm được tiện nghi, chúng ta là thương nhân mạch suy nghĩ, bọn hắn là vì chính giả mạch suy nghĩ, chúng ta mọi thứ lợi ích trước đây, lo lắng được chịu tổn thất, người ta thủ trước tiên nghĩ đến là chiến tích. Bọn hắn đối nguy hiểm năng lực chịu đựng muốn so chúng ta lớn, chúng ta đấu không nổi a. Đừng nhìn Đông Châu phương diện chỉ lưu lại 20% cổ phần, nhưng là Trường Hưng bệnh viện cũng không phải bọn hắn muốn làm gì thì làm địa phương. Đường Kinh Vĩ mặc dù lần này công tư hợp doanh bên trong thu hoạch không ít lợi ích, nhưng là hắn cũng nhận rất nhiều chế ước, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Đông Châu giám thị phía dưới. Trường Hưng bệnh viện là Đông Châu chữa bệnh cải cách thí điểm. Cũng không có nghĩa là Đông Châu thị đối Trường Hưng triệt để bỏ mặc không quan tâm. Hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết chính là chứng cứ rõ ràng, Hoa Niên tập đoàn dám ở Trường Hưng hai kỳ công trình bên trên khất nợ tư kim, nhưng là tại khu công nghệ cao hạng mục này bên trên, bọn hắn căn bản không dám thất lễ. Từ khi Hoa Niên nợ nần nguy cơ tuôn ra về sau, khu công nghệ cao quản ủy hội liền đối bọn hắn tăng cường giám sát cường độ. Người đứng đầu Cảnh Văn Tuấn trước đây tướng chuyện này giao cho Mai Như Tuyết phụ trách. Mai Như Tuyết mặc dù tuổi trẻ, nhưng là phong cách làm việc lăng lệ quả quyết, đối Hoa Niên chưa nói tới nửa điểm khách khí. Hiện tại Cảnh Văn Tuấn vừa mới thu hoạch được tăng lên, tiến vào Đông Châu lãnh đạo thành phố tầng, hắn mặc dù rời đi khu công nghệ cao, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép mình một tay dẫn vào khu công nghệ cao hạng mục phát sinh vấn đề gì, đối Hoa Niên giám thị so đi lên còn phải nghiêm khắc. Đường Kinh Vĩ cân nhắc qua thừa dịp lần này cơ hội tướng Triệu Phi Dương thanh lý ra ngoài. Hắn đồng thời cũng ước lượng một chút hậu quả, bồi thường tiền chỉ là phụ, coi như Triệu Phi Dương đi, Đông Châu phương diện cũng không có khả năng đồng ý bọn hắn chọn phái đi một cái mới viện trưởng. Khả năng nhất là Đông Châu một lần nữa an bài viện trưởng nhân tuyển, người này rất có thể đứng tại Hoa Niên mặt đối lập, cùng dạng này còn không bằng tướng Triệu Phi Dương lưu lại. Chính như Đường Kinh Luân nói, Bùi Lâm xảy ra chuyện cũng không phải Triệu Phi Dương xảy ra chuyện, bọn hắn thiếu khuyết đá Triệu Phi Dương bị loại lý do. Đường Kinh Luân cũng có chính hắn tính toán, đại ca muốn nhất đá ra khỏi cục người không phải Triệu Phi Dương mà là mình, sở dĩ đến bây giờ còn giữ lại vị trí của mình, đơn giản là bởi vì Hoa Niên chính tao ngộ tài vụ nguy cơ, không thích hợp tại tầng quản lý làm to chuyện, loại thời điểm này nếu như lại có nội bộ công ty bất hòa, nhất là huynh đệ không cùng tin tức truyền ra, Hoa Niên nợ nần gây dựng lại khẳng định phải dẹp. Chính là bởi vì đây, Đường Kinh Luân mới có đầy đủ thời gian tìm kiếm đường lui, hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cũng làm xong có một ngày cùng đại ca triệt để vạch mặt chuẩn bị. Đường Kinh Vĩ bưng chén rượu lên chủ động cùng hắn đụng một cái, Kinh Luân, ta cái này làm đại ca quá khứ có cái gì làm không được địa phương ngươi nhiều tha thứ. Đường Kinh Luân ngây ngẩn cả người không nghĩ tới đại ca thế mà lại chủ động cúi đầu trước chính mình, chẳng lẽ hắn lại tại tính toán gì? Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là Đông Châu nguy cơ, chẳng lẽ hắn muốn để cho mình đi Trường Hưng giải quyết? Đường Kinh Luân uống chén rượu này nói, đại ca. Đừng nói như vậy, ta cũng có làm được chỗ không đúng, không có người dẫn ta ra, ta sẽ không có ngày nay. Đường Kinh Vĩ tựa hồ bị hắn câu nói này cảm động, thở dài nói, Kinh Luân a, người ta huynh đệ là tương hỗ thành tựu, thường nói, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Hoa Niên đến nguy cấp tổn vong trước mắt chỉ có người ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua nan quan. Đường Kinh Luân không có chút nào cảm động, hắn đối vị đại ca kia có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết, cần mình thời điểm chính là huynh đệ tình thâm. Không cần mình thời điểm bỏ đi như giày rách, đại ca tuyệt tình hắn là lĩnh dậy qua,
diễn kịch ai không biết, Đường Kinh Luân cũng là mặt mũi tràn đầy cảm động, đại ca, ta vĩnh viễn đứng tại ngài bên này. Đường Kinh Vĩ nói, Thiên Nhất không có thành tựu, ta để ngươi mang theo hắn, chủ yếu là muốn cho ngươi giáo dục hắn giúp hắn trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra căn bản là không cố gắng, ta đối với hắn triệt để đánh mất hy vọng. Đường Kinh Luân yên lặng giúp hắn rót rượu, trong lòng thầm nghĩ, đừng quanh co lòng vòng, tranh thủ thời gian chuyển tới đề tài chính. Quả nhiên, Đường Kinh Vĩ nói, Kinh Luân, Trường Hưng sự tình không thể coi thường, hiện tại lớn khỏe mạnh là chúng ta Hoa Niên tập đoàn quan trọng nhất, tuyệt không thể xuất hiện vấn đề gì. Đường Kinh Luân đã hiểu hắn ý tứ, cùng chờ hắn an bài, không bằng mình chủ động, đại ca, nếu không ta đi Đông Châu một chuyến, chủ trì Trường Hưng cục diện, gắng đạt tới tướng lần này phong ba lắng lại xuống dưới. Đường Kinh Vĩ gật đầu nói, người có thể đi là không còn gì tốt hơn. Đường Kinh Luân nói, đại ca, ta đi là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta một sự kiện. Nói, kia bút 5.000 vạn chuyển nhượng kim ta nghĩ dẫn đi. Đường Kinh Vĩ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Kinh Luân sẽ đánh cái này 5.000 vạn chủ ý. Đường Kinh Luân nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như không có cái này 5.000 vạn, ta lo lắng Trường Hưng nội bộ còn sẽ xuất hiện vấn đề mới. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, tốt a. Đường Kinh Luân lại nói, quan điểm của ta là Triệu Phi Dương có thể bất động tận lực bất động, nếu như chúng ta đá đi hắn, Đông Châu phương diện khẳng định sẽ an bài một cái mới nhân tuyển, hắn hiện tại là nhất cô đơn thời điểm, nếu như ta nhóm lựa chọn đem hắn lưu lại, hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, chờ hắn vượt qua tràng nguy cơ này về sau khẳng định sẽ triệt để đảo hướng Hoa Niên. Đường Kinh Vĩ nói, ta cùng ngươi cũng có ý tưởng giống nhau, đổi một người chưa hẳn so Triệu Phi Dương dùng tốt. Đường Kinh Luân minh bạch đại ca trong miệng dùng tốt chính là nghe lời. Đường Kinh Vĩ lại lần nữa giơ ly rượu lên, Trường Hưng sự tình cần phải thận trọng giải quyết, liên quan đến người ta huynh đệ bản thân lợi ích, ngàn vạn không qua loa được. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, cố ý nói, muốn hay không mang Thiên Nhất cùng đi. Đường Kinh Vĩ lắc đầu nói, từ bỏ, hắn đi chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Triệu Phi Dương trắng đêm chưa ngủ, nhìn qua nhiệt độ ổn định trong Dương Nhi Tử. Vững tin cái này tiểu sinh mệnh vẫn cuột cường trưởng thành, hắn hơi yên lòng một chút, cùng mẫu thân bàn giao một tiếng, rời đi phòng bệnh. Triệu Phi Dương trải qua thời điểm, rất nhiều nhân viên y tế đều hướng hắn hành chú mục lễ, tại quá khứ Triệu Phi Dương cho rằng bọn họ là đối với mình kính sợ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mỗi người đáy lòng đều đang cười nhạo mình. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, mặc dù cảnh sát không có chính thức bắt Bùi Lâm, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bùi Lâm đã bị liệt là trọng đại đối tượng hiềm nghi. Triệu Phi Dương cũng bị cảnh sát tìm đến hỏi lời nói, đều là liên quan tới Dương Mộ Phong ngộ hại cùng ngày phát sinh sự tình, nhớ lại cùng ngày tình cảnh, Triệu Phi Dương cũng phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi, Bùi Lâm mua lông nhớ đầu heo thịt cho hắn, vốn là nấu cơm cho hắn ăn, nhưng đột nhiên lại có việc rời khỏi cửa nhà, nói là Bùi Ngọc Lâm thời hẹn nàng có việc gấp. Triệu Phi Dương cũng không hướng cảnh sát cung cấp quá nhiều chi tiết, hắn dưới đáy lòng vẫn là giữ gìn Bùi Lâm, dù sao Bùi Lâm là con của hắn mẫu thân. Chuyện này đã được chứng minh. Triệu Phi Dương không nghĩ nhi tử vừa ra đời liền mất đi mẫu thân, cũng không nghĩ nhi tử có được một cái tội phạm giết người mẫu thân. Triệu Phi Dương trải qua cảnh sát sau khi cho phép tiến vào phòng bệnh, Bùi Lâm hôm nay đã ngồi dậy, sắc mặt vẫn là mắt trần có thể thấy tái nhợt, bất quá nét mặt của nàng phi thường bình tĩnh, nhìn thấy Triệu Phi Dương tiến đến, hướng hắn cười cười, Phi Dương, người đã đến, nhi tử được không? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, tướng hộp cơm để ở một bên. Ta để nhà ăn cho ngươi hầm canh gà, ngươi uống nhiều một chút. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, ngươi gầy, hai ngày này vất vả ngươi. Triệu Phi Dương ngồi tại bên giường, nhìn qua Bùi Lâm cũng nhìn qua hắn, hai người tựa hồ cũng đọc hiểu đối phương, nhưng giờ khắc này tới quá muộn. Bùi Lâm nói, ngày đó đều là lỗi của ta không nên cố tình gây sự. Triệu Phi Dương nói, đều đi qua, cũng không thể chỉ trách ngươi, là ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là trước hướng ngươi giải thích. Bùi Lâm nói, ta mang cho ngươi đến không ít phiền phức a. Triệu Phi Dương nói, người một nhà, không cần phải nói loại lời này. Bùi Lâm nói, bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật rất nhiều chuyện ta đều hẳn là hướng ngươi thẳng thắn, giữa chúng ta ngăn cách là ta tạo thành. Triệu Phi Dương đập vỗ tay của nàng, cảm giác được Bùi Lâm tay như băng rét lạnh. Bùi Lâm không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn nói, ta cùng Dương Mộ Phong hoàn toàn chính xác từng có một đoạn, nhưng là ta có thể cam đoan. Ta chưa hề phản bội qua ngươi. Triệu Phi Dương mím môi.
Bùi Lâm nói, ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhận hết người khác lặng lẽ, chính vì vậy, ta so người khác càng khát vọng trở nên nổi bật, rõ ràng hơn hạnh phúc kiếm không dễ, cho nên ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hạnh phúc của ta, ngươi hiểu chưa? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ta minh bạch, ngươi đừng nói nữa. Bùi Lâm nói, ngươi không rõ, ai đều sẽ không hiểu, Phi Dương, nếu như cửa này ta không qua được, ngươi có thể hay không tiện đợi con của chúng ta? Triệu Phi Dương nói cái gì ngốc lời nói, ngươi nhất định có thể qua cửa ải này, nhi tử cũng không thể không có mẫu thân. Bùi Lâm nói, ta còn chưa thấy qua hắn. Triệu Phi Dương lúc này phương mới nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra cho mẫu thân video liên tuyến, để Bùi Lâm nhìn xem hòm giữ nhiệt bên trong nhi tử, một mực biểu hiện kiên cường. Bùi Lâm nhìn thấy nhi tử gầy gò nho nhỏ gương mặt, nước mắt như dũng tuyền chảy xuống. Đường Kinh Luân đến Đông Châu về sau, vốn định trước cùng Bùi Lâm gặp một lần. Nhưng là bởi vì nàng hiện tại là cảnh sát trọng điểm giám sát đối tượng, trừ phi nàng chí thân người nhà bên ngoài người khác không cho phép quan sát, cho nên Đường Kinh Luân cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Đường Kinh Luân tướng mang tới hoa tươi giao cho y tá, để nàng hỗ trợ chuyển giao, vừa vặn lúc này Triệu Phi Dương từ trong phòng bệnh ra. Triệu Phi Dương đối Đường Kinh Luân đến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, phát sinh chuyện lớn như vậy nếu như công ty cao tầng không phản ứng chút nào đó mới là không tầm thường. Triệu Phi Dương tướng Đường Kinh Luân mời đến văn phòng, minh bạch Đường Kinh Luân này đến hẳn là muốn cái giải thích, Triệu Phi Dương cũng cân nhắc đến xấu nhất khả năng, vì để tránh cho Bùi Lâm sự tình mang cho Hoa Niên ảnh hưởng trái chiều, không bài trừ tướng vợ chồng bọn họ đá ra khỏi cục khả năng. Đường Kinh Luân cũng không có bày ra hưng sư vấn tội tư thế, không nhanh không chậm nói, Phi Dương a, ta nghe nói Bùi Lâm gặp điểm phiền phức. Triệu Phi Dương nói, từ khi nàng phụ trách lớn khỏe mạnh về sau phiền phức từ đầu đến cuối không ngừng. Hắn uyển chuyển biểu đạt đối Đường Kinh Luân bất mãn, người nhà trang cái gì trang. Nếu như không là lúc trước ngươi lợi dụng Bùi Lâm kiềm chế ta, không phải đến làm cho nàng đi phụ trách lớn khỏe mạnh, sự tình cũng sẽ không làm đến loại tình trạng này. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng, Dương Mộ Phong chính là Đường Kinh Luân cho lấy tới Hoa Niên lớn khỏe mạnh, bây giờ quay đầu ngẫm lại, hắn vô cùng có khả năng trước đó liền biết Bùi Lâm cùng Dương Mộ Phong từng có một đoạn, Triệu Phi Dương hận đến hàm răng ngứa ngứa. Anh em nhà họ Đường hai không có một cái tốt, mình thật sự là mắt bị mù, lựa chọn thế nào cùng bọn hắn hợp tác. Đường Kinh Luân nói, Phi Dương a, miệng nhiều người sói chảy vàng thích hủy tiêu xương, hiện tại nội bộ tập đoàn cái gì cũng nói, liền nói cái này Trường Hưng nội bộ, cũng có người không kịp chờ đợi đánh lên báo nhỏ cáo, đối với các ngươi khá bất lợi a. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng yên tâm, ta sẽ gánh chịu ứng chịu trách nhiệm. Hắn ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nên gánh chịu ta gánh chịu không nên gánh chịu các ngươi mơ tưởng lại đến trên đầu của ta. Đường Kinh Luân nở nụ cười, hắn móc ra một hộp khói, rút ra một chi, Triệu Phi Dương bình tĩnh nhìn qua hắn, không có cho hắn đốt thuốc dự định. Đường Kinh Luân móc ra bật lửa đốt lên thuốc lá, nói khẽ thực không dám giấu giếm, tình cảnh của ngươi không ổn, công ty ban giám đốc đa số thành viên đều cho rằng ngươi tồn tại cho Trường Hưng mang đến phong hiểm, cho toàn bộ tập đoàn mang đến phong hiểm. Triệu Phi Dương nói, minh bạch. Phiền phức Đường Tổng nhìn kỹ một chút chúng ta lúc trước hợp đồng. Đường Kinh Luân hít một hơi thuốc lá nói, ta là ủng hộ ngươi, trước khi tới đây, ta khuyên nhủ đại ca tạm thời cải biến chủ ý. Triệu Phi Dương khóe môi lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười, hắn đối Đường Kinh Luân nhưng là câu nói này nửa tin nửa ngờ. Đường Kinh Luân gần nhất rõ ràng bị biên giới hóa, một cái nề Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo người lại còn nói cái này loại lời nói, mình cũng không lĩnh hắn phần nhân tình này. Đường Kinh Luân nói, một cây chẳng chống vững nhà, hứa lâu dài vẫn là phải lựa chọn bão đoàn sưởi ấm. Hắn nhìn ra Triệu Phi Dương đối với mình sâu nặng cảnh giác, dứt khoát tướng nói làm rõ. Triệu Phi Dương tâm như gương sáng, anh em nhà họ Đường đều là tướng mình xem như một quân cờ, Đường thật sự coi chính mình dễ dàng như vậy trưởng khống. Nghĩ từ bản thân là Hoa Niên làm hết thảy, Triệu Phi Dương âm thầm tâm lạnh, từ nay về sau, ta và các ngươi huynh đệ thế bất lưỡng lập. Triệu Phi Dương hai ngày này tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn, tại hắn đảm nhiệm Trường Hưng viện trưởng mới bắt đầu, đỉnh lấy Đông Châu cục vệ sinh trẻ tuổi nhất sử cấp cán bộ quang hoàn, nhất thời phong quang vô hạn, hắn kiên quyết tiến thủ lớn mật đổi cách, phổ biến công tư hợp doanh, thúc đẩy chữa bệnh thị trường hóa, có thể nói đoạn thời gian kia hắn kiếm đủ ánh mắt. Nhưng là theo công tư hợp doanh thành công, hắn hoàn thành từ thể chế đến dân sĩ thân phận biến hóa, kinh tế thu nhập bên trên hoàn toàn chính xác có rất lớn tăng trưởng. Nhưng hắn lại phát hiện mình dần dần đã mất đi qua cảm giác thỏa mãn, cũng là lúc kia Triệu Phi Dương mới nhận rõ mình,
hắn cần nhất không phải tiền tài mà là quyền lực, từ bỏ thể chế là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất quyết định ngu xuẩn. Cùng Bùi Lâm quen biết mến nhau càng làm cho hắn từng bước một lâm vào vũng bùn, trường sai lầm này hôn nhân dẫn đến hắn tại bệnh viện uy vọng không ngừng trượt, thậm chí đưa đến phụ thân hắn qua đời, hiện tại Bùi Lâm lại tao ngộ trận này trời lớn phiền phức, Triệu Phi Dương đáy lòng đã lặng lẽ tướng đây hết thảy quy tội đến anh em nhà họ Đường trên thân. Hắn là Hoa Niên bỏ ra nhiều như vậy đổi lấy lại là như vậy cảnh ngộ, Triệu Phi Dương nội tâm có thể nào cân bằng, không có lý do tất cả chuyện xui xẻo đều rơi vào hắn trên người một người, mà anh em nhà họ Đường lại lần này hợp trong doanh kiếm được đầy bồn đầy bát, hắn muốn trả thù, hắn muốn để anh em nhà họ Đường nếm đến ruồng bỏ mình đại giới. Triệu Phi Dương đi hướng Đường Kinh Luân, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, vươn tay ra. Đường Kinh Luân minh bạch hắn ý tứ, đưa cho hắn một điếu khói. Triệu Phi Dương tướng khói ngậm lên miệng, có chút chuyển hướng Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân trong lòng thầm mắng, người này thế mà muốn ta cho hắn đốt thuốc, lão tử chí ít trên danh nghĩa vẫn là Hoa Niên tập đoàn CEO, người tính là gì? Một con chó mà thôi, nhưng là hắn rõ ràng hơn, hiện tại Triệu Phi Dương vẫn có giá trị lợi dụng, muốn cho hắn vì chính mình phục vụ nhất định phải cho hắn một điểm ngon ngọt. Đường Kinh Luân móc ra bật lửa là Triệu Phi Dương đốt lên thuốc lá, Triệu Phi Dương hút một hơi thuốc. Nhắm mắt lại, công ty nghĩ đá ta bị loại. Chỉ cần trong thành phố đáp ứng cá nhân ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đường Kinh Luân nói, người khác không rõ ràng ta còn có thể không rõ ràng, Trường Hưng nhưng không thể rời đi ngươi. Triệu Phi Dương phun ra một ngụm nồng đậm sương mù, ngài quá đề cao ta, kỳ thật thế giới này rời đi ai cũng có thể, tựa như Hoa Niên có hay không ngài đều như thế. Hắn phi thường rõ ràng, Đường Kinh Luân tại Hoa Niên vị trí so với mình càng thêm xấu hổ. Đường Kinh Luân thở dài nói, cho nên nói người ta đồng bệnh tương liên, ta đại ca người kia lòng nghi ngờ quá nặng, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể cùng hưởng phúc, liền nói ngươi là Trường Hưng bỏ ra nhiều như vậy, chuyện lần này để hắn cho rằng có khả năng nguy hiểm cho đến công ty lợi ích, đầu tiên nghĩ đến vẫn là đá ngươi bị loại, ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Triệu Phi Dương nói, bị loại cũng tốt, căn cứ hiệp ước, ta hẳn là có thể lấy đi một số lớn tiền đền bù. Đường Kinh Luân nói, Phi Dương a. Người cũng không phải quan tâm tiền người. Triệu Phi Dương nhìn qua Đường Kinh Luân ánh mắt nhiều ít xen lẫn một chút trào phúng, người hiểu rất rõ ta. Đường Kinh Luân nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết, người tình cảnh hiện tại ta cảm động lây. Kỳ thật người bị dồn đến nghèo cảnh chưa nếm không là một chuyện tốt, cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhìn thấy Triệu Phi Dương không có trả lời mình, Đường Kinh Luân tiếp tục nói, kỳ thật ta đại ca muốn nhất đá ra khỏi cục người là ta. Cái thứ nhất đưa ra Hoa Niên tập đoàn cần chuyển hình chính là ta, đưa ra lớn khỏe mạnh khái niệm chính là ta, là Hoa Niên tập đoàn xông pha chiến đấu cũng là ta, nhưng Hoa Niên cùng Trường Hưng hoàn thành hợp tác về sau, hắn dẫn đầu biên giới hóa chính là ta. Triệu Phi Dương nói, hắn sở dĩ giữ lại chức vị của ngươi, là bởi vì Hoa Niên tập đoàn đang đứng ở nợ nần trọng tổ mấu chốt giai đoạn, ở thời điểm này thay đổi công ty CEO muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, sẽ còn dẫn phát bên ngoài giới đối nội bộ công ty không cùng sầu lo. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Phi Dương là người thông minh, kỳ quái là, lần này biến cố để Triệu Phi Dương bắt đầu có phong mang, như cùng một thanh bảo kiếm đột nhiên mở lưỡi đao. Triệu Phi Dương tướng đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc nhấn diệt, nợ nần gây dựng lại trước đó hắn đồng dạng sẽ không đụng đến ta, Hoa Niên tập đoàn trước mắt yêu chất nhất hạch tâm nhất tài sản chính là Trường Hưng Bệnh viện. Người chỉ có tại kinh lịch ngăn trở về sau mới sẽ trở nên thông thấu. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng Đường Kinh Luân muốn lợi dụng mình, hắn đồng thời cũng thấy rõ giá trị của mình. Đường Kinh Luân thấp giọng nói, hiện tại không dám động chưa hẳn về sau không dám động. Hắn lại đưa cho Triệu Phi Dương một điếu thuốc. Triệu Phi Dương không có tiếp, hắn quyết định không còn bị động xuống dưới, xem ra ta phải làm cho tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Cam tâm sao? Triệu Phi Dương nhìn qua Đường Kinh Luân, không cam lòng tuyệt không chỉ một. Triệu Phi Dương thấp giọng nói, Trường Hưng hai kỳ công trình không thể trì hoãn. Đường Kinh Luân mỉm cười nói, kia 5.000 vạn ta giúp ngươi muốn trở về. Triệu Phi Dương mím môi, không muốn coi nhẹ trong thành phố 20% cổ phần, Hoa Niên có thể từ Trường Hưng lấy đi bao nhiêu tiền, Trường Hưng nói không tính, Hoa Niên mình nói cũng không tính. Đường Kinh Luân hướng hắn vươn tay ra, kỳ thật trên thế giới huynh đệ không đáng tin cậy. Triệu Phi Dương cầm Đường Kinh Luân tay. Trong lòng yên lặng nói, ai cũng đừng nghĩ đem Trường Hưng từ trong tay của ta cướp đi. Lý Trung Tại một nữ cảnh sát cùng đi tiến vào Bùi Lâm phòng bệnh. Bùi Lâm ngay tại truyền dịch,
nhìn thấy bọn hắn đi tới, không có biểu hiện ra một tơ một hào bối rối, cười hô, Lý Cảnh Quan, các ngươi đã tới, ngồi, ta không tiện chào hỏi các ngươi, bên cạnh có nước, một các ngươi tự tiện. Lý Trung ngầm thầm bội phục nữ nhân này, mặc dù bọn hắn nắm giữ rất nhiều điểm đáng ngờ, tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng Bùi Lâm, nhưng là hiện tại vẫn không cách nào đưa nàng định tội, còn thiếu khuyết chứng cứ xác thực nhất. Lý Trung ngồi xuống về sau nói, Bùi Lâm, ngươi cảm thấy thân thể khôi phục được thế nào? Có thể hay không tiếp nhận chúng ta đặt câu hỏi? Bùi Lâm cười cười, còn tốt, hỏi đi, ta đoán chừng mười mấy 20 phút không có vấn đề gì. Lý Trung nhẹ gật đầu, trước khi tới đây Lục Kỳ chuyên môn bàn giao, nữ nhân này khó đối phó, nhất định phải cùng với nàng hư hư thật thật, gắng đạt tới nhất cử đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến. Nữ cảnh sát mở ra ghi âm bút ngồi ở một bên ghi chép. Lý Trung nói, mời ngươi hồi ức một chút Dương Mộ Phong ngộ hại ngày đó tình huống. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, nàng bắt đầu lại từ đầu nói, nói đến phi thường kỹ càng, lần này chủ động bàn giao Dương Mộ Phong đã từng uy hiếp qua nàng, vì thế nàng còn chuyên môn tìm Hứa Thuần Lương hỗ trợ, Hứa Thuần Lương cũng đáp ứng nàng. Lý Trung hợp thời đánh gãy Bùi Lâm nói, trước ngươi vì cái gì không nói. Bùi Lâm thở dài nói, ta không dám nói, ta lo lắng các ngươi hoài nghi ta. Lại lo lắng chuyện này bị trưởng phu ta biết không chịu tha thứ ta. Giải thích của nàng hợp tình hợp lý. Lý Trung nói, người cùng Bùi Ngọc tại lớn cá liệu dùng cơm trong lúc đó, người từng đi ra ngoài. Đi toilet. Bao lâu? Bùi Lâm nói, nhớ không rõ lắm hẳn là có mười mấy 20 phút đi, ta tại toilet thích soát điện thoại, người cũng biết, làm loại sự tình này thời điểm bình thường không có cái gì thời gian quan niệm. Người cùng Trần Vi Vi nhận biết. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, ta đi nàng nơi đó làm mấy lần sơn móng tay, tỷ ta tại nàng nơi đó làm kẹt, mang ta tới. Người biết nàng cùng Dương Mộ Phong quan hệ sao? Bắt đầu không biết, sau tới một lần vô tình nhìn thấy Dương Mộ Phong cùng với nàng, ta mới biết được. Lý Trung nói, chúng ta đã kiểm tra ra niên quảng trường video theo dõi, người rời đi lớn cá Nhật Liêu về sau hoàn toàn chính xác đi toilet, bất quá rất nhanh người liền từ bên trong ra. Bùi Lâm nhìn qua Lý Trung, có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Lý Trung nói, chúng ta thống kê tại đoạn thời gian đó ra vào toilet nhân số. Bùi Lâm biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mỉm cười nói, ta nói dối, ta cũng không đi toilet. Nàng đích xác không có tiến về toilet, bởi vì nàng lưu ý đến tiến về toilet trong thông đạo có giám sát, Bùi Lâm trực tiếp tiến vào an toàn thông đạo, dọc theo dưới bậc thang lâu, nàng phi thường rõ ràng, cảnh sát định tội cần chứng theo. Chỉ cần chứng cứ thiếu thốn, coi như tra được trên người nàng cũng vô pháp ngay lập tức đem nàng định tội. Duy nhất có năng lực đưa nàng đẩy vào vực sâu chính là Vũ Pháp Quân, chỉ cần Vũ Pháp Quân không xuất thủ, nàng còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lý Trung nói, một người ngụy trang đến cho dù tốt, cuối cùng vẫn là sẽ lộ ra sơ hở, Bùi Lâm, ngươi làm qua cái gì chúng ta đều rõ ràng. Bùi Lâm lạnh nhạt cười nói, ta không có chút nào rõ ràng, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút. Lý Trung nói, đừng tưởng rằng quan bế điện thoại định vị liền không thể tra tìm di động quỹ tích, điện thoại định vị không chỉ bao quát GPS định vị, Wi-Fi định vị, còn có cơ trạm định vị. Coi như trước hai cái đóng lại, cơ đứng vững vị vẫn có thể tra ra ngươi đi qua địa phương nào, ngốc qua bao lâu thời gian. Bùi Lâm thở dài nói, người sống trên thế giới này quả nhiên không có bí mật gì để nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, coi là có thể giấu giếm quá khứ của mình, giữ gìn gia đình của ta hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đều là đồ cực khổ. Lý Trung nói, cho nên ngươi vì bảo trụ bí mật không tiếc đối Dương Mộ Phong ra tay. Bùi Lâm nở nụ cười, ta hận hắn, thế nhưng là ta tại sao muốn giết hắn a? Ta đã tìm người giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Hứa Thuần Lương cũng đáp ứng ta. Lý Trung nói, chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì a? Bùi Lâm nói, ta tin tưởng hắn có năng lực giải quyết chuyện này, Lý Cảnh Quan. Phát sinh chuyện này thời điểm ta đã mang thai, ngươi tin tưởng một cái mang thai nữ nhân sẽ bí quá hóa liều làm loại sự tình này. Là một cái vô lại chắn tiền đồ của ta cùng vận mệnh. Lý Trung nói, ta chỉ biết là có ít người vì bảo trụ hạnh phúc của mình sẽ bí quá hóa liều không tiếc đại giới. Bùi Lâm nói, tuyệt không phải ta, nếu như các ngươi trưởng nắm đủ chứng cứ, cho rằng có thể thuyết phục quan tòa tướng ta định tội, như vậy các ngươi một mực khởi tố ta, nếu như không có. Ta cũng nghi nhìn các ngươi không muốn tạo ra hoảng loạn, ảnh hưởng gia đình của ta, ảnh hưởng danh dự của ta. Lý Trung đầy đủ lĩnh giáo đến nữ nhân này lợi hại, hắn nhẹ gật đầu, kết thúc lần này tra hỏi. Trở lại trong xe cảnh sát,
một mực tại bên trong chờ lấy hắn. Lục Kỳ không kịp chờ đợi nói, thế nào? Nàng thừa nhận hay chưa? Lý Trung thở dài, nào có dễ dàng như vậy, nữ nhân này rất xảo trá, nàng hiện tại sách lược chính là lấy lui làm tiến, đem chúng ta nắm giữ những tình huống kia tất cả đều thừa nhận, sau đó dùng mới hoang môn tiến hành trèo chống cấu trúc khởi một đạo phòng tuyến mới. Lục Kỳ nói, nàng chạy không được. Lý Trung nói, khẳng định sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng. Lục Kỳ nói, thắng lợi trong tầm mắt, đợi đến tất cả giám sát kết quả phân tích ra được, nàng liền lộ ra nguyên hình. Nhân hòa đường nhãn hiệu kết cục quan hệ đến đại hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hợp tác, Chu Nghĩa Văn vì chuyện này không thể không kiên trì đến đây Hồ Sơn trấn trao đổi, lần này trừ hắn ra còn có Minh Đức tập đoàn phó tổng Lý Sương Hữu. Nói đến cái này, Lý Sương Hữu cùng Hứa Thuần Lương cũng có chút liên quan, đệ đệ của hắn Lý Sương Mẫn cũng là bởi vì bán Cao Hiểu Bạch mà bị Hứa Thuần Lương xuất thủ trừng trị. Chu Nghĩa Văn mấy ngày nay cũng tìm không ít luật sư, tất cả mọi người đường kính nhất trí, đều cho rằng Chu Nghĩa Văn muốn thông qua thư kiện đoạt lại nhân hòa đường nhãn hiệu quyền sở hữu khả năng cực kỳ bé nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là cùng Hứa Thuần Lương trao đổi, gắng đạt tới đạt thành hiệp nghị, tranh thủ thu hoạch được nhân hòa đường nhãn hiệu quyền sử dụng. Hứa Thuần Lương vừa mới lên ban không lâu nghe nói Chu Nghĩa Văn tới bái phỏng, trước hết để cho hắn chờ ở cửa qua hơn 10 phút mới an bài bọn hắn tiến đến. Chu Nghĩa Văn trong lòng tự nhủ, ngươi một cái phó trấn trưởng giá đỡ thật đúng là không nhỏ, hôm nay tới có việc cầu người, trong lòng cho dù là có bất mãn cũng phải nhẫn. Lý Sương Hữu nay tuổi 30 tuổi, thân hình cao lớn, thể trạng cân xứng, đi lại mạnh mẽ, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Hứa Thuần Lương hướng Chu Nghĩa Văn nói, Chu Tổng hôm nay tìm đến ta là vì công sự vẫn là việc tư. Nếu như là việc tư chúng ta tốt nhất tan tầm về sau bàn lại. Chu Nghĩa Văn nói, đương nhiên công sự, việc tư ta cũng sẽ không chỉ hoãn Hứa phó trấn thời gian quý giá. Hắn tướng bên người Lý Sương Hữu giới thiệu cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đứng dậy cùng bọn hắn nắm tay, mời hai người ngồi xuống. Lý Sương Hữu nói ngay vào điểm chính, Hứa trấn trưởng, chúng ta hôm nay tới là muốn nói chuyện bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn sự tình. Hứa Thuần Lương nói, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn tựa như là đại hằng hạng mục, cần cũng là bọn hắn cùng ta đàm. Chu Nghĩa Văn nói, Hứa phó trấn hẳn là nghe nói đi, Đại Hằng tập đoàn, Minh Đức tập đoàn, Nhân Hòa đường tam phương đạt thành cộng đồng khai phát suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hiệp nghị, chúng ta hôm nay tới chủ yếu muốn làm cái tình huống nói rõ. Hứa Thuần Lương cho bọn hắn đưa tới hai bình nước, cười tủm tỉm nói, ta đời trước biểu Hồ Sơn trấn chính phủ đối hai vị nhà đầu tư biểu thị hoan nghênh, ta cũng muốn cường điệu một điểm, tại Nguy Sơn đảo phạm vi bên trong bất cứ đầu tư nào hạng mục đều phải đi qua nghiêm khắc xét duyệt. Nhất định phải phù hợp pháp luật tương quan pháp quy, tương quan đơn vị nhất định phải có được hợp pháp tư chất, các ngươi tự mình hiệp nghị nhất định phải đi theo quy trình thu hoạch được phê duyệt sau mới có tính hợp pháp. Nếu không chúng ta một mực không cho thừa nhận. Lý Sương Hữu nói, hiệp nghị của chúng ta thu được Đông Châu cùng Nguy Sơn huyện chủ quản lãnh đạo ủng hộ, chúng ta ký hiệp nghị quá trình cũng không tồn tại vấn đề gì, Hứa trấn trưởng cứ yên tâm. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, kia liền không có vấn đề gì. Đã chủ quản lãnh đạo đều đồng ý, các ngươi còn tới tìm ta làm gì? Chu Nghĩa Văn thầm mắng Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hắn thở dài nói, chúng ta ký tên hiệp nghị thời điểm không tồn tại vấn đề gì, lúc ấy cũng trưng cầu phụ thân ta ý kiến, hắn cũng ký tên trao quyền sách mặc dù hợp lý hợp pháp, nhưng là phụ thân ta sau khi qua đời tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu quyền sở hữu giao cho ngươi, đồng thời còn cho ngươi Nhân Hòa Đường y dược tập đoàn 30% cổ phần, từ đối với phụ thân ta tôn trọng. Cân nhắc đến ngươi cũng nên có được cảm kích quyền. Cho nên hôm nay chuyên tới để cáo chi. Hứa Thuần Lương nói, Chu Tổng, ngươi nói rõ ràng là việc tư a. Chu Nghĩa Văn nói, ta không cho rằng là việc tư, ngươi là phân công quản lý Hồ Sơn trấn chiêu thương lãnh đạo, đồng thời lại là Nhân Hòa đường cổ đông một trong, muốn đem công và tư tách ra giống như cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói Chu lão tiên sinh trước đó ký tên trao quyền sách. Chu Nghĩa Văn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong sao chép kiện đưa tới, Hứa Thuần Lương tiếp nhận nhìn thoáng qua, sao chép kiện a, ngươi hẳn là cầm nguyên kiện tới, ta làm sao biết ngươi phần này trao quyền sách là thật là giả? Làm sao biết Chu lão tiên sinh có phải hay không tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới ký tên phần này trao quyền sách? Lấy đạo của người trả lại cho người, vài ngày trước anh em nhà họ Chu chất vấn di chúc tính hợp pháp, hiện tại đến phiên Hứa Thuần Lương. Chu Nghĩa Văn nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, tại hiệp nghị ký tên trước đó, ngươi cùng Nhân Hòa Đường cũng không bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải công ty cổ đông, ta trưng cầu ý kiến qua luật sư, chúng ta khi đó hiệp nghị có pháp luật hiệu ứng, ngươi không có quyền bác bỏ.
Hứa Thuần Lương cười ha ha, Chu Tổng luôn mồm muốn cùng ta đàm công sự, kết quả đi vào đàm đến tất cả đều là việc tư. Đã các ngươi đều tới, ta còn là cho ngươi một cái hồi phục, Nhân Hòa Đường hiện tại nhãn hiệu tất cả người là ta, các ngươi hợp tác hạng mục chỉ cần không lợi dụng Nhân Hòa Đường danh tự, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, nếu như các ngươi muốn lợi dụng Nhân Hòa Đường đến chế tạo ảnh hưởng tiến hành mở rộng, thái độ của ta chính là tuyệt đối không thể lấy, như quả các ngươi kiên trì làm như thế, ta sẽ truy cứu luật pháp của các ngươi trách nhiệm. Chu Nghĩa Văn nói, ngươi thấy rõ ràng, hiệp nghị của chúng ta tại ngươi đạt được Nhân Hòa Đường nhãn hiệu trước đó. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi cho là mình chiếm lý, căn bản không cần thiết tới tìm ta đàm, ngươi một mực dùng Nhân Hòa Đường ba chữ chính là, ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một sự kiện, nghĩ lại mà làm sao. Chu Nghĩa Văn không thể nhịn được nữa, Hứa Thuần Lương, Nhân Hòa Đường là cha con chúng ta ba người tân tân khổ khổ sáng tạo đứng lên, ngươi có tư cách gì chiếm lấy. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không muốn a, nhưng ta bá tổ phụ không phải phải cho ta, hai huynh đệ các ngươi xuất lực không giả. Nhưng các ngươi cũng làm không ít chuyện thất đức, nhất là đệ đệ ngươi Chu Nghĩa Vũ, táng tận thiên lương đồ chơi, đơn giản không bằng heo chó. Chu Nghĩa Văn nói, ngươi không muốn công báo tư thù. Hứa Thuần Lương cười nói, Chu Nghĩa Văn, ta còn chưa bắt đầu báo thù, nếu như ta muốn báo thù căn bản không cần mượn dùng công gia lực lượng, ta là duy quyền, Nhân Hòa Đường quyền sở hữu tại ta, ta chưa hẳn có thể tướng Nhân Hòa Đường phát dương làm vinh dự, nhưng ta có thể bảo chứng, từ nay về sau. Hai huynh đệ các ngươi đừng muốn lợi dụng Nhân Hòa Đường ba chữ kiếm một phân tiền, các ngươi nếu như không phục một mực thử một chút, ăn vào đi nhiều ít, ta để các ngươi phun ra gấp 10. Chu Nghĩa Văn nhìn qua không ai bì nổi Hứa Thuần Lương, trong lòng thầm mắng hắn quá phách lối. Lý Sương Hữu ho khan một tiếng, hắn mở miệng nói chuyện ý đồ hóa giải trước mắt cục diện rằng co. Hứa Chấn Trưởng, kỳ thật làm ăn giảng cứu một cái cùng có lợi, Đại Hằng tập đoàn hiện tại tình trạng tài chính các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Nếu như chúng ta không đầu tư hạng mục này, bọn hắn bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn khó tránh khỏi đuôi nát, đối quý trấn cũng không phải tin tức tốt gì a. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Trung Quốc có câu tục ngữ, sóng lớn đáy cát bắt đầu gặp kim, không chịu nổi khảo nghiệm xí nghiệp là không cách nào tại cái này thị trường sinh tồn được, người nghĩ rằng chúng ta chính phủ là ăn chay, đuôi nát. Người để hắn nát một cái thử một chút. Một, Chu Nghĩa Văn trong lòng tự nhủ người này làm sao hỗn đến thể chế bên trong đi. Đơn giản chính là cái ngang ngược không nói lý vô lại. Lý Sương Hữu nói, Hứa Chấn Trưởng là muốn cự tuyệt đầu tư của chúng ta rồi. Tại Đông Châu đại lực đưa vào đầu tư, cải thiện hoàn cảnh đầu tư hôm nay, cách làm của ngươi cùng các cấp lãnh đạo đi ngược lại nha. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lý Sương Hữu nói, một người ngoại quốc đối với chúng ta chính sách nghiên cứu đến vẫn là rất thấu triệt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì từ quốc gia chúng ta kiếm tiền, các ngươi thật đúng là hạ không ít công phu. Lý Sương Hữu lạnh nhạt cười nói, tại chúng ta tới nói là thị trường điều tra, chúng ta nghĩ đến là hợp tác cùng có lợi, không phải là vì đánh trận, chúng ta kiếm tiền đồng thời cũng trợ giúp quý quốc phát triển kinh tế, lưỡng toàn tề mỹ sự tình cớ sao mà không làm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như sai lầm không phải là các ngươi trợ giúp chúng ta, là chúng ta cho các ngươi cơ hội kiếm tiền, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng một điểm, cơ hội kiếm tiền ta có thể cho các ngươi, cũng có thể cho người khác, cuối cùng cho ai muốn nhìn ai càng thủ quy củ. Lý Sương Hữu đối Hứa Thuần Lương thủ đoạn sớm đã có nghe thấy, nhưng chính diện giao phong còn là lần đầu tiên, một cái nho nhỏ phó trấn trưởng không biết ở đâu ra lực lượng, coi là tay cầm Nhân Hòa Đường nhãn hiệu lá bài này liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lý Sương Hữu thở dài, nhắc nhở, ba chúng ta phương hợp tác là trải qua quý lãnh đạo thành phố phê chuẩn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, xem ra người đối với chúng ta quốc gia cũng không hiểu rõ, chúng ta là cái xã hội dân chủ, ta nói không tính. Lãnh đạo nói cũng không tính, chân chính đương ra làm chủ là dân chúng. Năm xã hội dân chủ. Hứa Thuần Lương nói, ta quên, quốc gia các ngươi là có khác nước căn cứ quân sự, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, các ngươi liền chủ quyền đều không hoàn chỉnh còn nói gì xã hội dân chủ. Câu nói này đối Lý Sương Hữu mang ý nghĩa vũ nhục cực lớn, hắn không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi. Chu Nghĩa Văn mặc dù cùng Minh Đức tập đoàn là cùng một trận doanh, nhưng hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương câu nói này nói đến có cái gì mau bệnh, tất cả đều là tình huống hiện thật a. Hứa Thuần Lương nói, sai mới xin lỗi, không sai vì cái gì xin lỗi. Xem ra quốc gia các ngươi phong tục tập quán cùng chúng ta không giống, rõ ràng là người khác sai, còn cúi đầu khòm người hướng đừng người nói xin lỗi, không có ý tứ chúng ta người Trung Quốc xương cốt không có như thế mềm.
Lý Xương Hữu giận dữ hét, Hứa Thuần Lương, ta muốn khiếu nại ngươi, ngươi chẳng những vũ nhục ta, còn vũ nhục quốc gia của ta, đây là tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tha thứ, chúng ta quốc cách là thần thánh. Kéo mấy A ngược lại đi, chớ cùng ta ở chỗ này thượng cương thượng tuyến, muốn quốc cách tìm các ngươi bố sam tâm sự đi, tìm đông doanh quỷ tử tâm sự đi, ngươi cùng ta ở chỗ này trò chuyện cái gì quốc cách. Chúng ta là tại các ngươi trong nước có chú quân đâu vẫn là xâm lược các ngươi rồi. Nghĩ khiếu nại đi, ta không có rảnh chiêu đãi ngươi. Hứa Thuần Lương nói trở mặt liền trở mặt, đã bắt đầu đuổi người. 3. Lý Xương Hữu tức đến xanh mét cả mặt mày, hướng Chu Nghĩa Văn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Nghĩa Văn nhưng không có đi vội vã, hắn còn có lời muốn nói. Lý Xương Hữu rời đi về sau, Hứa Thuần Lương nhìn thấy Chu Nghĩa Văn vẫn không hề rời đi ý tứ, nhịn không được bật cười, làm gì? Người đây là dự định tại ta chỗ này ăn cơm à? Chu Nghĩa Văn nói, người trẻ tuổi, làm trưởng bối của ngươi ta khuyên ngươi một câu, giết người bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hứa Thuần Lương đem trừng mắt, đi mẹ nó, người mẹ nó ai trưởng bối à? Chu Nghĩa Văn không nghĩ tới người này thế mà trực tiếp trở mặt bạo thô, Hứa Thuần Lương gọi cha mình bá tổ phụ, mình dài hắn một đời có lỗi sao? Ngươi, ngươi tố chất quá kém. Hứa Thuần Lương lạnh hừ một tiếng, tố chất cũng phải phân đối với người nào. Cùng như ngươi loại này không nhân tính đồ chơi trò chuyện tố chất, người mẹ nó nghe hiểu được sao? Ngươi! Hứa Thuần Lương nói, thật sự cho rằng chuyện này lật thiên rồi. Chu Nghĩa Vũ bị bắt vào đi là trừng phạt đúng tội, ngươi mặc dù không tiến vào, nhưng ngươi cũng làm không ít chuyện thất đức, pháp luật không quản được ngươi, ta quản ngươi. Chu Nghĩa Văn bỗng nhiên đứng dậy, Hứa Thuần Lương, nhân hòa đường hôm nay hết thảy là chúng ta tân tân khổ khổ dốc sức làm ra, ngươi có tư cách gì cướp đi? Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, pháp luật chính là tư cách của ta, ta không ngại nói cho ngươi, ngươi ít si tâm vọng tưởng, nhân hòa đường tấm chiêu bài này coi như mục nát cũng sẽ không tiện nghi hai người các ngươi lang tâm cẩu phế đồ vật. Thế thì chưa hẳn. Không phục à, ta liền thích ngươi không phục, có gan ngươi phản kháng, chúng ta nhìn xem cuối cùng là ai thụ thương. Chu Nghĩa Văn nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Thuần Lương, ta cho các ngươi hứa ra lưu túc mặt mũi, ngươi không muốn ép người quá đáng. Hứa Thuần Lương hướng hắn chậm rãi tới gần, con người của ta còn liền thích ép người quá đáng, hoặc là không làm, muốn làm liền đem sự tình cho làm tuyệt. Chu Nghĩa Văn hạ giọng nói, các ngươi hứa ra bẩn sự tình đừng cho là ta không biết, nếu như ta tướng Hứa Trường Anh sự tình rũ ra đi, ta nhìn các ngươi lão Hứa nhà còn thế nào có mặt đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề, Hứa Trường Anh cùng Chu Nhân Hòa năm đó ngược luyến rất ít người biết, người bình thường cho dù là biết cũng sẽ không cầm chuyện này làm văn chương. Chu Nghĩa Văn không niệm phụ thân dưỡng dục tri ân, vậy mà muốn cầm chuyện này đến áp chế Hứa gia, người này đơn giản hoàn toàn không có lương tri. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, người dự định làm sao rũ ra đi. Chu Nghĩa Văn nói, hai người bọn họ rõ ràng là thân huynh muội lại làm ra cầu thả sự tình, lúc trước Hứa Trường Anh vì sao tự sát. Còn không phải là bởi vì không còn mặt mũi đối thế nhân, người tằng tổ phụ vì sao tự sát. Cũng là bởi vì xấu hổ khó đương, ra môn. Bồng, Chu Nghĩa Văn thấy hoa mắt, sau đó mũi kịch liệt đau nhức, lại là Hứa Thuần Lương một quyền rắn rắn chắc chắc đánh trên mặt của hắn. Chu Nghĩa Văn đầu tiên là cảm thấy sợ hãi, tiếp theo trong lòng một trận kinh hỉ, Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn là nam nhẹ, bị mình nói kích thích đến đánh một quyền của mình. Mình mặc dù ăn đòn, nhưng là một quyền này nghịch chuyển thế cục, ta muốn nghiệm thương, ta muốn cáo ngươi, ta muốn để ngươi thân bại danh liệt, thậm chí lâm vào lao ngục tai ương. Không chờ hắn nghĩ xong đâu, Hứa Thuần Lương chiếu vào bụng của hắn lại là hung hăng một quyền, Chu Nghĩa Văn cảm giác cùng lúc kịch liệt đau nhức, xương sườn tựa hồ bị người này đánh gãy, hắn lập tức phản ứng lại, há miệng lớn tiếng kêu cứu, nhưng miệng ba mở ra lão đại, lại một chút xíu thanh âm đều không phát ra được. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, muốn gọi cứu mạng, chậm, ta điểm ngươi á huyệt, coi như đem ngươi giết chết, ngươi cũng không phát ra được một chút xíu thanh âm. Chu Nghĩa Văn vừa mới sinh ra kinh hỉ lại biến thành sợ hãi, người này là kẻ hung hãn à. Bụng dưới lại bị đánh trùng điệp một quyền, hắn chân đứng không vững ngã rầm trên mặt đất, Hứa Thuần Lương lại chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo, Chu Nghĩa Văn bây giờ trở nên một không thể động đậy được. Trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương kéo ra ngăn kéo lấy ra túi châm, một lần nữa đi hướng mình. Hứa Thuần Lương nói, ta có vô số loại biện pháp giết chết ngươi, ta sở dĩ một mực không có ra tay, là hy vọng ngươi còn có chút lương chi. Hiện tại xem ra ta nghĩ sai. Hắn rút ra hai cây kim châm cứu từ Chu Nghĩa Văn huyệt thái dương phân biệt cắm vào,
Chu Nghĩa Văn cảm giác kim châm cứu tại trong đầu không ngừng xâm nhập, dọa đến cũng nhanh khóc lên. Hứa Thuần Lương lại đâm đương dương huyệt, trước đỉnh huyệt, thông thiên huyệt, huyệt bách hội, não hộ, huyệt phong trì, phong phủ huyệt. Nếu như Chu Nghĩa Văn không hiểu trung y cũng không bị gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thuở nhỏ học y, tại dưỡng phụ Chu Nhân Hòa dạy bảo hạ y thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhất là châm cứu phương diện không dám nói trình độ cao nhất, nhưng là nhất lưu tổng được xưng tụng, hắn biết Hứa Thuần Lương đâm vào đều là sọ não trọng huyệt, mà lại hạ châm rất sâu. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn đem ngươi biến thành một cái kẻ ngu phi thường dễ dàng, đáng tiếc tại ta bá tổ phụ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ta còn là cho ngươi một cái cơ hội, nói, là ai bảo ngươi làm như thế? Chu Nghĩa Văn cảm giác hơn 10 chi kim châm cứu đồng thời đâm vào mình sọ não, cảm giác đau đến không muốn sống để hắn trở nên diện mục vặn vẹo, cái trán phần cổ gân xanh tuôn ra, nhưng mặc dù là như thế thống khổ cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh âm. 1. Hứa Thuần Lương nói, cái này gọi cửu truyền ngập đầu châm, ngươi không phải Hứa gia con cháu đương nhiên sẽ không nghe nói qua, ta thi châm về sau, ngươi mỗi khi gặp vào đông liền sẽ phải gánh chịu như địa ngục dày vò, một lần so một lần gian nan, muốn sống không được muốn chết không xong, bình thường tới nói, người bình thường nhìn không quá cửu thiên, ý chí kiên cường người nhìn không quá tháng 9, cho dù là võ công cường giả đứng đầu cũng nhìn không quá 9 năm, tướng loại châm pháp này dùng tại ngươi xúc sinh này trên thân có chút lãng phí. Chu Nghĩa Văn cảm giác một cây kim châm cứu đâm vào hắn đại truy huyệt, không phải đã nói cửu chuyển ngập đầu châm, tại sao lại tới? 1. Căn này kim châm cứu càng đâm càng sâu, Chu Nghĩa Văn hồn phi phách tán, dạng này đâm pháp, mình chẳng phải là muốn tê liệt. Hứa Thuần Lương nói, dù nói thế nào, ta bá tổ phụ đối hai huynh đệ các ngươi có dưỡng dục tri ân, các ngươi không những không niệm thân tình, một cái nhẫn tâm đả thương dưỡng phụ, đưa sinh tử của hắn tại không để ý. Một cái tại sau khi hắn chết là lợi ích vậy mà không tiếc chửi bới danh dự của hắn, các ngươi có phải hay không người? Chu Nghĩa Văn lúc này quanh thân đều đã mất đi chi giác, bất qua cổ họng buông lỏng, lại là Hứa Thuần Lương giải khai huyệt câm của hắn, hắn thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi dám ra hại ta, ngươi không sợ pháp luật chế tài sao? Hứa Thuần Lương cười hắc hắc nói, nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi có ai tin tưởng? Chỉ cần ngươi dám đi cáo ta, ta bảo đảm ngươi không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Chu Nghĩa Văn run giọng nói, ta không sợ ngươi. Ngoài miệng nói không sợ, thanh âm đã run rẩy lên, hắn căn bản không dám lớn tiếng kêu cứu. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa hề cũng không có đem ngươi làm thành địch nhân của ta, ngươi không xứng. Chửi bới ta bá tổ phụ sự tình hẳn không phải là ngươi nghĩ ra được chủ ý, ngươi không nói ta cũng biết, là Hoàng Hữu Long có đúng hay không. Chu Nghĩa Văn mặt như màu đất, cái gì đều bị hắn đoán được. Hoàng Hữu Long a à, Hoàng Hữu Long, ngươi hại ta, đã ngươi nắm giữ nhiều như vậy vật liệu, ngươi vì sao không tự mình nói với hắn, lúc này hắn phương mới ý thức tới mình bị Hoàng Hữu Long lợi dụng. Ta chỉ là đe dọa ngươi, nghĩ bức ngươi tướng Nhân Hòa Đường quyền sử dụng giao cho ta. Ta kỳ thật cũng không có nghĩ qua muốn lộ ra ánh sáng phụ thân đi qua chuyện xấu. Đánh giám, Hứa Thuần Lương nổi giận nói. Chu Nghĩa Văn cảm giác đâm ở trên người kim châm cứu đồng thời siết chặt. Quanh thân như là vỡ ra, đặc biệt sọ não là nhất, Chu Nghĩa Văn vừa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, lại bị Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo, hắn đau nhức đến cực hạn, chỉ có thể sử dụng đầu va chạm mặt đất, ý đồ dùng phương thức như vậy giảm bớt đau đớn. Hứa Thuần Lương nói, hai huynh đệ các ngươi thật sự là lại xuẩn lại xấu, Hoàng Hữu Long người nào, hắn cùng Hứa gia có thù truyền kiếp, hợp tác với các ngươi chỉ là lợi dụng các ngươi đương quân cờ tới đối phó Hứa gia, ngươi nếu là dự định một con đường đi đến đen, ta cũng không ngăn ngươi. Lại lần nữa buông ra Chu Nghĩa Văn á huyệt, Chu Nghĩa Văn đau đến toàn thân run rẩy, cái trán đâm đến máu ứ động, bây giờ lại cố nén không dám phát ra âm thanh, không phải lo lắng người khác nhìn thấy xấu hổ, mà là hắn thật sợ Hứa Thuần Lương. Chu Nghĩa Văn nhỏ giọng nói, ta về sau lại không nhắc lên chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn không có nói cho ta, có phải hay không Hoàng Hữu Long sai xử ngươi làm như vậy? Chu Nghĩa Văn nhẹ gật đầu, hắn đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Hứa Thuần Lương nói, chuyện hôm nay, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, đương nhiên ngươi nếu là chống lại đến cùng một mực đi cáo ta vẫn còn kính ngươi là một tên hán tử. Chu Nghĩa Văn cảm thấy ngực buông lỏng, lại là Hứa Thuần Lương giải khai huyệt đạo của hắn nơi nào còn dám chống lại đến cùng, vừa hít vào một hơi liền cảm thấy ngực kim đâm hệ thống, dừng lại hô hấp, chậm trong chốc lát, phương mới từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang đem hắn kim châm cứu từng cây đặt vào châm trong túi. Chu Nghĩa Văn liếm môi một cái,
cảm giác tê tê, luôn cảm thấy thân thể bị kim châm về sau cùng quá khứ có khác biệt, ngươi trên kim có độc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, làm đồ ăn đương nhiên phải thêm điểm gia vị. Chu Nghĩa Văn thuở nhỏ cũng hộ tống phụ thân tu luyện, mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng thổ nạp điều tức cuối cùng sẽ, lần nữa lặng yên vận hành nội tức, lập tức biết không ổn, mình kinh mạch tắc nghẽn, nội tức vận chuyển không khoái, vừa mới vận chuyển, liền khiên động đan điền bành trướng muốn nứt, đỉnh đầu huyệt bách hội như là bị người dùng một cây đinh thép tiết nhập, đau đến hắn che đầu hét thảm một tiếng. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, quên nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không thể vọng động chân khí, nếu không liền sẽ khiên động thể nội độc tố, nếu như bất hạnh độc khí công tâm, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Chu Nghĩa Văn hai tay che đầu, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi gì thù oán, ngươi càng như thế hại ta. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng hắn giải thích, ngươi đừng tưởng rằng Hoàng Hữu Long có thể giúp ngươi, đừng nói là hắn, trên thế giới này không ai có thể giải trừ độc trong người tính. Suy nghĩ nhiều sống một chút thời gian, liền ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật làm người, cố gắng ta sẽ xem ở ta bá tổ phụ trên mặt mũi lưu ngươi một cái mạng chó. Chu Nghĩa Văn yên lặng không nói, hắn biết Hứa Thuần Lương không có nói sai, đi qua phụ thân thường nói hồi xuân đường ra học uyên thâm, hắn chỉ bất quá từ hồi xuân đường học được ra lông mà thôi, hiện tại Chu Nghĩa Văn rốt cục tin tưởng. Hứa Thuần Lương chỉ cổng, ý là để hắn xéo đi. Chu Nghĩa Văn từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đi ra văn phòng. Lý Sương Hữu vừa vặn từ Tần Chính Dương trong văn phòng ra, hắn là đi khiếu nại Hứa Thuần Lương vừa rồi ác liệt thái độ, nhục nhã nhân cách của hắn hắn có thể chịu, nhưng là nhục nhã hắn quốc cách không thể. Tần Chính Dương căn cứ hai nước hữu hảo dàn xếp ổn thỏa thái độ cùng Lý Sương Hữu nói một phen mềm lời nói, đương nhiên chuyện này cũng không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên, chuẩn bị trước đem hắn đuổi đi quay đầu lại hỏi hỏi Hứa Thuần Lương. Đưa Lý Sương Hữu lúc ra cửa khi thấy Chu Nghĩa Văn mặt mũi bầm dập từ Hứa Thuần Lương trong văn phòng ra, vừa đi còn một bên sát máu mũi. Tần Chính Dương phản ứng đầu tiên chính là Hứa Thuần Lương đánh người, hắn biết Hứa Thuần Lương cùng Chu gia hai huynh đệ không đối thủ, nhưng càng là như thế càng là phải cẩn thận, không thể bị người ta bắt lấy bím tóc, dù sao hắn là thể chế bên trong người nhất cử nhất động không chỉ đại biểu mình, còn đại biểu Hồ Sơn Trấn. Tần Chính Dương trong lòng thầm kêu không ổn. Chỉ hy vọng Hứa Thuần Lương tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lý Sương Hữu một cái bước xa liền xông tới, bực tức nói, Chu Tổng, người thế nào? Có phải là hắn hay không đánh người nữa? Chớ nhìn hắn mặt ngoài oán giận, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ta đang lo không có cơ hội đối phó ngươi, hiện tại tốt, chính ngươi nhìn không được, tại đơn vị làm việc công nhiên ẩu đả nhà đầu tư, dựa theo các ngươi quốc gia chế độ, ta không chỉnh chết ngươi. Chu Nghĩa Văn nói, không có việc gì. Lý Sương Hữu bắt lấy Chu Nghĩa Văn cánh tay, ngươi không cần sợ, nơi này có ta, có Tần Bí Thư làm cho ngươi chủ. Phàm là không phải cái mù lòa đều có thể nhìn ra Chu Nghĩa Văn bị đánh, mà lại bị đánh rất thảm, Lý Sương Hữu rời đi thời điểm hắn còn rất tốt, một chốc lát này biến thành đầu heo, trong phòng không có những người khác tại, trừ Hứa Thuần Lương còn có thể là ai. Gắng sức đuổi theo, cũng không thể chứa làm sự tình gì đều không có phát sinh. Tần Chính Dương nói, Chu tiên sinh ngươi nói, đến cùng tình huống như thế nào? Chu Nghĩa Văn lắc đầu, hắn không muốn giải thích, chuyện này không có cách nào nói, quá mất mặt, hắn cũng không dám nói, ai mệnh không phải mệnh, Hứa Thuần Lương là kẻ hung hãn, con hàng này khởi xướng đến thật có thể đem mình giết chết. Lý Sương Hữu lớn tiếng nói, không cần sợ, ta cũng không tin hắn còn có thể vô pháp vô thiên. Hứa Thuần Lương lúc này từ trong văn phòng ra, ta nói ngươi ồn ào cái gì? Sâm cao ly gặm nhiều vẫn là ăn đồ chua hầu lấy rồi. Nguy sơn hồ như thế hét lớn ống nước no bụng a. Ngươi, Lý Sương Hữu kìm nén đến mặt đều tái rồi. Tần Chính Dương có chút muốn cười cố nén nói, tiểu Hứa, đến cùng tình huống như thế nào a? Hứa Thuần Lương nói, ta nào biết được a, vị này Chu Tổng trò chuyện khởi phụ thân hắn bỗng nhiên gào khóc, lại là đấm ngực dậm chân, lại là quất chính mình cái tát, ta cản đều ngăn không được oa. Tần Chính Dương nháy nháy mắt. Hắn là không có chút nào tin, nào có mình xuống tay với mình ác như vậy. Lý Sương Hữu nói, ngươi nói láo. Chu Nghĩa Văn rũ cụp lấy đầu, hất ra Lý Sương Hữu cánh tay, chuyện của chính ta, cùng người khác không quan hệ. Nói xong vội vàng rời đi, chỉ để lại Lý Sương Hữu trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ tại nguyên chỗ. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Lý Sương Hữu bả vai nói, nghe rõ ràng không? Lý Sương Hữu không buông tha nói, nhất định là ngươi uy hiếp hắn. Hứa Thuần Lương nói, người nói chuyện cho ta cẩn thận một chút,
quốc gia chúng ta là có phỉ báng tội, nếu như ta truy cứu, ngươi kẻ nhẹ trục xuất, nặng thì đưa ngươi vào đi dẫm máy may. Ngươi ít uy hiếp ta. Tần Chính Dương nói, Lý Tiên Sinh a, Nguy Sơn Đảo cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, không có chứng cớ vẫn là nói ít vi diệu. Lý Sương Hữu nhìn một chút Tần Chính Dương lại nhìn một chút Hứa Thuần Lương, lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Tần Chính Dương đưa mắt nhìn Lý Sương Hữu đi xa, hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử ngươi cùng ta tới. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở tiến vào Tần Chính Dương văn phòng. Tần Chính Dương thở dài nói, cần gì chứ, không thích người ta đuổi đi không được sao, làm gì tổn thương hòa khí. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là không nghe thấy cái này hai cháu trai nhiều phách lối. Tần Chính Dương nói, người ta là đến đàm đầu tư, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn mảnh đất kia, mà lại bọn hắn trước đó đã nhận được thị lý đồng ý. Nói xong lại bổ sung, Chu thư ký đối Minh Đức tập đoàn gia nhập cũng là gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta dứt bỏ Minh Đức tập đoàn không nói, Chu Nghĩa Văn là cái quái gì ngươi hẳn là rõ ràng, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, loại người này tới đầu tư ngươi yên tâm sao? Tần Chính Dương không nói chuyện, hắn cũng không thích Chu Nghĩa Văn, nhưng đầu tư về đầu tư, ngươi không thể đem mỗi cái nhà đầu tư nhân phẩm đều điều tra rõ ràng đi, chỉ muốn người ta tuân thủ luật pháp dựa theo hợp đồng làm việc, ai cùng tiền có thù đâu. Hứa Thuần Lương nói, tình huống cụ thể ngài còn không rõ lắm, bọn hắn tới tìm ta nguyên nhân là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu quyền sử dụng, chỉ cần ta không gật đầu, bọn hắn liền không thể dùng Nhân Hòa Đường chiêu bài tại Nguy Sơn Đảo bên trên rêu rao đánh lừa. Tần Chính Dương nhịn không được cười lên, người ta ném chính là chân kim bạch ngân, cũng không phải giả danh lừa bịp. Hứa Thuần Lương nói, nếu là thực tình đầu tư cũng không cần đánh Nhân Hòa Đường chủ ý, cũng không cần không phải dùng Nhân Hòa Đường cờ hiệu, nếu không chính là có mưu đồ khác, về công, ta cũng không phản đối bọn hắn đầu tư, ta cùng ngài một dạng hoan nghênh ngoại lai đầu tư, nhưng về tư ta có quyền cấm chỉ bọn hắn lợi dụng Nhân Hòa Đường danh tự tiến hành lẫn lộn. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu. Hiện tại Nhân Hòa Đường nhãn hiệu về Hứa Thuần Lương tất cả, hắn cấm chỉ người khác sử dụng cũng không gì đáng trách, chỉ là như vậy đến một lần bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn sự tình lại muốn sinh ra khó khăn trắc trở. Tần Chính Dương thở dài nói, cái kia Lý Sương Hữu không phải hiền lành gì, làm không tốt hắn là muốn lên cáo, thì chúng ta bên trong gần nhất lặp đi lặp lại cường điệu muốn ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, người lần này nhưng là công nhiên vi phạm. Hứa Thuần Lương nói, khách khí cũng phải phân đối với người nào. Liên Minh Đức tập đoàn như thế ta nhận là đầu tư của bọn hắn hại lớn hơn lợi. Hắn đem Minh Đức tập đoàn mấy năm gần đây trắng trợn thu mua truyền thống xưởng thuốc cùng y quán, giá cao mua sắm Trung Hoa Bí Phương sự tình nói cho Tần Chính Dương. Tần Chính Dương nghe xong cũng cảm thấy chuyện này có chút bất thường. Hứa Thuần Lương nói, cá nhân ta cảm thấy Minh Đức tập đoàn tại chúng ta trong nước phát triển động cơ không thuần, nếu như chúng ta không thêm phân biệt, mặc cho hắn rơi xuống đất đầu tư, tương lai nếu như xảy ra đại vấn đề. Ta đảm đương không nổi, ngươi cũng đảm đương không nổi. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi chính trị giác ngộ có tiến bộ a. Hứa Thuần Lương nói, không có cách, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Minh Đức tập đoàn cùng ngày liền đem Hứa Thuần Lương khiếu nại đến ngoại thương xí nghiệp khiếu nại trung tâm. Những năm này theo phát triển kinh tế, trong nước đối ngoại thương quyền lợi phi thường coi trọng, là kịp thời hữu hiệu xử lý ngoại thương đầu tư xí nghiệp khiếu nại, bảo hộ ngoại thương đầu tư hợp pháp quyền lợi. Tiếp tục ưu hóa ngoại thương hoàn cảnh đầu tư, dễ theo ngoại thương đầu tư pháp cùng, ngoại thương đầu tư pháp áp dụng điều lệ chế định ngoại thương đầu tư xí nghiệp khiếu nại công việc biện pháp. Khiếu nại biện pháp về Bộ Công Thương làm cuối cùng giải thích. Loại này khiếu nại bình thường đều lại nhận đặc biệt coi trọng, xế chiều hôm đó Tần Chính Dương liền nhận được Đông Châu Thương vụ Ủy ban, ngoại thương khiếu nại trung tâm điện thoại, để hắn đối với chuyện này tiến hành xác minh cũng làm ra giải thích. Tần Chính Dương đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, khiếu nại trung tâm yêu cầu Hứa Thuần Lương bản nhân tốt nhất tự mình trình diện, ở trước mặt giải thích rõ ràng. Tần Chính Dương cho rằng chuyện này có chút nhỏ nói thành to, dù sao đều là Lý Sương Hữu lời nói của một bên, mình cũng hỗ trợ giải thích, vì cái gì còn nhất định phải Hứa Thuần Lương tự mình đi qua một chuyến. Đạt được trả lời là, Minh Đức tập đoàn trực tiếp tướng chuyện này khiếu nại đến Bộ Công Thương đầu tư xúc tiến sự vụ cục, hiện tại là cấp trên áp xuống tới yêu cầu bọn hắn xử lý chuyện này. Bọn hắn cũng không thể không đi cái chương trình này. Tần Chính Dương bất đắc dĩ, đành phải tướng chuyện này cáo chi Hứa Thuần Lương, để hắn mau chóng đi Đông Châu Thương vụ Ủy ban một chuyến, nhắc nhở hắn nhất định phải đoan chính thái độ, khống chế cảm xúc, tuyệt đối không nên lại đem tình thế khuếch đại. Hứa Thuần Lương đáp ứng rất tốt, trong lòng lại xem thường,
Lý Xương Hữu loại nhân vật này căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn, tất cả mọi thứ đều là Hoàng Hữu Long ở sau lưng bày ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, từ hôm nay trở đi hắn liền muốn cầm Minh Đức tập đoàn khai đao. Hứa Trường Thiện có đoạn thời gian không đến Hồi Xuân Đường địa điểm cũ, hôm nay tới mua thức ăn, kỳ thật hắn hiện tại chỗ ở phụ cận liền có chợ bán thức ăn, sở dĩ bỏ gần tìm xa, vẫn là nghĩ tiện đường nhìn xem. Trường Hưng bệnh viện hai kỳ tiếp cận không giới hạn, Hứa Trường Thiện ngẩng đầu nhìn, đi qua Hồi Xuân Đường đã tìm không đến bất luận cái gì ấn ký, đi tại đầu này trong hẻm nhỏ lui tới cũng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, già láng giềng phần lớn dọn đi rồi. Hứa Trường Thiện lắc đầu đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nghe được một thanh âm nói, Hứa lão tiên sinh, nơi này chính là Hồi Xuân Đường địa điểm cũ a. Hứa Trường Thiện quay người nhìn lại, đã thấy Hoàng Hữu Long đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, mỉm cười nhìn qua hắn. Hứa Trường Thiện đã biết Hoàng Hữu Long thân phận, trước mắt vị này Minh Đức tập đoàn tổng giám đốc liền là đã đi qua cái kia thường xuyên đến Hồi Xuân Đường thông cửa tiểu nam hài, nhớ kỹ thời điểm đó Hoàng Hữu Long còn ghim một đầu bím tóc, phi thường cơ linh, miệng rất ngọt, gặp người liền chào hỏi, rất lấy thích. Từ khi đại ca trước khi Lâm Trung nói với mình hai nhà quá khứ ân oán, Hứa Trường Thiện cũng ý thức được Hoàng Hữu Long người này động cơ không tốt, lần này đi vào Đông Châu chỉ sợ không chỉ là vì truy tìm ngày cũ giấu chân đơn giản như vậy. Hứa Trường Thiện nói, Hoàng Tổng. Hoàng Hữu Long nói, gọi ta Hữu Long là được, ta nhớ được khi còn bé đi theo ngài sau lưng gọi ngài ca ca đâu. Hứa Trường Thiện cười nhạt cười, thời gian quá xa xưa, ta đều không có ấn tượng. Cùng loại người này tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách. Hoàng Hữu Long nói, trong nước biến hóa quá nhanh, ta đã tìm không đến bất luận cái gì quen thuộc ký ức. Hứa Trường Thiện nói, người tới chậm, Trường Hưng hai kỳ công trình dỡ bỏ những cái kia phòng ở cũ, bao quát Hồi Xuân Đường cùng bên cạnh phòng cũ. Hắn nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra bản thân tồn ở lại bên trong chiếu phiến, Hoàng Hữu Long tiến tới nhìn một chút. Hứa Trường Thiện chỉ vào một tấm trong đó nói, đây là Hồi Xuân Đường mấy năm trước dáng vẻ, bên cạnh cái này mấy gian phòng chính là ngươi đi qua ở qua địa phương. Hoàng Hữu Long chăm chú nhìn trong chốc lát, cảm khái nói, ta nhớ được, đi qua ta thường xuyên tại đầu này trong hẻm nhỏ chơi, ngài còn giúp ta làm qua thiết hoàn. Hứa Trường Thiện đương nhiên nhớ kỹ, bất quá ngày xưa tiểu Nam Hải đã biến thành nhất đại Hàn Y tập đoàn tổng giám đốc, quan trọng hơn là người này đối Hồi Xuân Đường ôm lấy địch ý mãnh liệt. Tại Hứa Trường Thiện ở sâu trong nội tâm, cho rằng chuyện này đã qua, cho dù có ân oán cũng là đời trước người sự tình, nếu như Hoàng Hữu Long hận Hồi Xuân Đường cũng hẳn là hướng về phía mình, mà không phải mình con cháu. Hắn nghĩ thẳng thắn cùng Hoàng Hữu Long nói chuyện, nhưng là lại ý thức được cho dù là đem lời làm rõ cũng không thay đổi được cái gì. Ta nghe nói ngươi vào Hàn Tịch. Hoàng Hữu Long nhẹ gật đầu, chủ yếu là sự nghiệp của ta đều tại Seoul, gia nhập bọn Hàn Quốc tịch thuận tiện một chút. Kết hôn. Hứa Trường Thiện hỏi xong chính mình cũng cảm thấy vấn đề này quá mức nhàm chán, Hoàng Hữu Long hẳn là 60 tuổi, không hề nghi ngờ đã thành gia lập nghiệp. Hoàng Hữu Long nói, đã sớm kết hôn, thê tử của ta là Seoul người. Hứa Trường Thiện nói, thời gian trôi mau nghĩ không ra người cũng lớn như vậy, ta cũng già rồi. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, không sao, ngài còn có hậu nhân, bọn hắn cũng đều rất có tiền đồ. Cái này mặt ngoài lời khen tặng lại làm cho Hứa Trường Thiện cảm giác được không rét mà run, Hoàng Hữu Long là đang uy hiếp mình sao? Hứa Trường Thiện không muốn cùng hắn tiếp tục nói tiếp, không có ý tứ, ta còn phải đi mua đồ ăn. Hoàng Hữu Long hiện lên một bên, là Hứa Trường Thiện nhường đường, toàn bộ hành trình biểu hiện được nho nhã lễ độ, nhìn qua Hứa Trường Thiện chậm rãi đi xa bóng lưng, Hoàng Hữu Long hai mắt sâu bên trong hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn ý thức được có người chính đang đến gần mình, người này bước bước không lớn, đi được cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống đất đều kiên cố hữu lực, Hoàng Hữu Long từ tiếng bước chân đã phán đoán ra người nghiêm chỉnh huấn luyện. Khóe mắt quét nhìn quét qua, lại là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, Hoàng Hữu Long nhận ra người này là Hứa Trường Thiện nhi tử Hứa Gia Hiên. Hứa Gia Hiên có mặt xong đại bá tang lễ cũng không lập tức rời đi, nghe nói là muốn ở trong nước lưu thêm một đoạn thời gian. Hắn cùng Hoàng Hữu Long tại Chu Nhân Hòa tang lễ bên trên cũng đánh qua đối mặt, bất quá cũng không có cái gì giao lưu. Hứa Gia Hiên móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một chi đốt, hướng Hoàng Hữu Long cười cười nói, nhìn ngài có chút quen mắt. Hoàng Hữu Long cười nói, Hứa Gia Hiên tiên sinh đi, hai ngày trước chúng ta tại Tế Châu mới thấy qua. Hứa Gia Hiên ha ha nở nụ cười, Hoàng tiên sinh trí nhớ thực là không tồi, ta còn tưởng rằng ngài đã có tuổi không nhớ ra được ta nữa nha.
Hoàng Hữu Long nói, ta còn giống như không có già dặn tình trạng kia a. Hứa Gia Hiên tướng hộp thuốc lá đưa về phía Hoàng Hữu Long, Hoàng Hữu Long không do dự nhận lấy một điếu thuốc, nhìn thấy Hứa Gia Hiên không có cho mình đốt thuốc ý tứ, biểu thị mình không có lửa. Hứa Gia Hiên một giọng nói không có ý tứ, móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Hoàng Hữu Long hít một hơi thuốc lá nói, đi qua ta cũng ở chỗ này, nhà chúng ta cùng Hồi Xuân Đường là hàng xóm. Hứa Gia Hiên nói, bà con xa không bằng láng giềng gần a, ta nghe bá phụ nhắc qua. Hoàng Hữu Long ồ một tiếng nói, Chu lão tiên sinh đều nói cái gì? Hứa Gia Hiên phun ra một đoàn sương mù nói, hắn nói qua đi Hồi Xuân Đường bên cạnh có một hộ họ Hoàng người ta, có một ngày đột nhiên cả nhà trúng độc, phát hiện lúc sau đã chậm, đưa đến bệnh viện cũng không thể đoạt cứu lại, chỉ có một đứa bé trai may mắn thoát khỏi tại khó, nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiểu nam hài chính là ngài a. Hoàng Hữu Long bắt đầu ý thức được Hứa Gia Hiên kẻ đến không thiện, cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Gia Hiên, hắn mặc dù điều tra người này, nhưng là có thể nắm giữ tư liệu ít càng thêm ít, chỉ là biết Hứa Gia Hiên rất sớm đã ly hôn đi Bắc Mỹ, lại tại Bắc Mỹ gây dựng gia đình, nghề chính tài chính đầu tư, sự nghiệp phát triển không tệ, gia đình lại kinh doanh không được, trước đây không lâu ly hôn. Hoàng Hữu Long đối Hứa Gia Hiên coi trọng kém xa Hứa Thuần Lương, đương nhiên cái này cùng hắn kế hoạch trả thù có quan hệ. Hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Hứa Gia Hiên. Hoàng Hữu Long nói, là ta. Hứa Gia Hiên nói, bởi vì các ngươi ra sự tình còn liên lụy gia gia của ta. Hoàng Hữu Long nói, xem ra Hứa tiên sinh đối năm đó bản án cũng có chút hiểu biết. Hứa Gia Hiên nói, chuyện quá khứ, sách hắn làm gì, người nói có đúng hay không a? Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, đúng vậy a, đi qua quá lâu, ai đúng ai sai rất khó nói rõ. Hứa Gia Hiên nói, không khó nói rõ a, cảnh sát năm đó đã kết án, nhà các ngươi sự tình tất cả đều là bởi vì phụ thân ngươi mà lên, hắn là sợ tội uống thuốc độc, gia gia của ta là người bị hại, rõ ràng cùng chuyện này không quan hệ, còn bị trở thành người hiểm nghi, dẫn đến hắn hàm oan mà chết. Hoàng Hữu Long nhíu mày, không phải nói không đề cập tới sao? Hứa Gia Hiên nói, vẫn là ngươi thông minh a, năm đó chọn rời đi, nếu như không đi, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đúng, năm đó ngươi là thông qua loại nào đường tắt rời đi. Hoàng Hữu Long nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Hứa Gia Hiên liền là hướng về phía mình tới. Hoàng Hữu Long nói, thời gian quá lâu, nhớ không được. Hứa Gia Hiên nói, phụ thân ngươi năm đó bị định tính là đặc vụ đi, vào niên đại đó ngươi muốn thông qua chính quy đường tắt rời đi căn bản không có khả năng, hẳn là hắn đồng bọn giúp một chút. Hoàng Hữu Long nói, phụ thân ta sự tình giống như không tới phiên Hứa tiên sinh đến bình luận. Hứa Gia Hiên nói, đừng có gấp nha, hiện tại thời đại cũng thay đổi, không phải như ngươi loại này khẳng định là sổ đen bên trên người, liền trở về cơ hội đều không có, ngươi hẳn là cảm tạ thời đại này. Hoàng Hữu Long nói, chúng ta đều hẳn là cảm tạ thời đại này. Hứa Gia Hiên nói, chúng ta người Trung Quốc a, chú trọng nhất chính là người nhà cùng thân tình, ngươi mặc dù vào hàn tịch, nhưng vẫn không quên người nhà của ngươi, nhìn từ điểm này, ngươi còn tính là có chút lương tâm. Hoàng Hữu Long cười ha ha nói, có thể được đến Hứa tiên sinh khích lệ ta vô cùng vinh hạnh. Hứa Gia Hiên nói, ai cũng có người nhà, ai cũng nhớ nhà người bình an, ta có một đứa con trai, tuổi trẻ tài cao, so năm đó ta nhưng mạnh hơn nhiều, người có mấy đứa bé. Hoàng Hữu Long còn chưa kịp trả lời hắn. Hứa Gia Hiên nói, ta nghe nói người trước mặt vợ sinh một nhi tử, bây giờ còn đang đài đảo, gọi Hoàng Minh Ân đúng không? Hoàng Hữu Long bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn cùng vợ trước đã sớm ly hôn, biết việc này người một cái tay đếm được, cái này Hứa Gia Hiên đến tột cùng là lai lịch thế nào. Vậy mà tướng mình đáy mò được rõ ràng như vậy. Hứa Gia Hiên lại nói đến hai chúng ta có chút tương tự, người cũng là hai cưới a, bất quá người hai cưới mục tiêu tương đối minh xác, cưới Seoul tài phiệt nữ nhi Kim Chí Tú, lại sinh ba cái nữ nhi bảo bối, một cái so một cái xinh đẹp, tiểu nữ nhi Hoàng Huyễn Nhã là hoa lê nữ tử đại học giáo hoa đâu. Hoàng Hữu Long âm trầm ánh mắt nhìn qua Hứa Gia Hiên. Hứa Gia Hiên nhìn cũng không nhìn hắn, hít một hơi thuốc lá nói, nếu như chúng ta nhà Thuần Lương không có bạn gái, ngược lại là có thể giúp bọn hắn giới thiệu một chút. Hoàng Hữu Long lạnh lùng nói, nhi nữ sự tình ta từ không nhúng tay vào. Hứa Gia Hiên nói, người nhất định rất đau nữ nhi này đi, nếu như nàng bị thương tổn, người nhất định sẽ đánh bạc đầu này mạng già đi bảo hộ nàng. Hắn chuyển hướng Hoàng Hữu Long, ánh mắt sắc bén như đao. Người Trung Quốc đều là cái này dạng, Hứa ra, ta là không thành khí nhất một cái, cũng là nhất không từ thủ đoạn một cái.
hắn đem trong tay thuốc lá ném xuống đất, nhấc chân ép diệt, ta nghe nói đồ chua ăn nhiều dễ dàng để cho người ta tính cách trở nên cực đoan, đã trở về liền hảo hảo nhấm nháp một chút Trung Hoa mỹ thực. Hoàng Hữu Long nói, tạ ơn nhắc nhở. Hứa Gia Hiên đem trong tay hộp thuốc lá đập vào Hoàng Hữu Long trong tay, giữ lại chậm rãi rút. Nói xong hắn hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Hoàng Hữu Long dùng sức siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tướng hộp thuốc lá kia hung hăng ném ra, nhưng lại cải biến suy nghĩ, hắn phát hiện trong hộp thuốc lá có cái gì, mở ra xem, bên trong là một chuỗi dây chuyền, mặt dây chuyền là một cái màu bạc thập tự giá, hắn không che giấu được nội tâm chấn kinh, sợi dây chuyền này là hắn đưa cho nữ nhi quà sinh nhật, Hoàng Hữu Long tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho nữ nhi gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ nhi tận lực đè thấp thanh âm, cha, ta đang đi học đâu. Hoàng Hữu Long lúc này mới hơi yên lòng một chút, người có phải hay không ném đi thứ gì? Ồ, ngài biết, ngài tặng cho ta dây chuyền không thấy, thật xin lỗi. Không có việc gì, ta cho ngươi thêm một đầu. Hoàng Hữu Long cúp điện thoại, trong tay dây chuyền không ngừng chập chờn. Hứa Thuần Lương đi qua cũng không biết Đông Châu còn có thương vụ ủy ban cái ngành này tồn tại. Khó trách đều nói thể chế bên trong muốn trở nên nổi bật quá khó khăn, cái này từng cái bộ môn so môn phái võ lâm nhiều nhiều lắm, quả thực là hằng hà sa số, nghĩ tại cái này không thể tính toán trong bộ môn giết ra một đường máu, đăng lâm đỉnh núi cực địa, quả thực là khó như lên trời, so thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ còn khó hơn. Hứa Thuần Lương cái này phó trấn trưởng tại Hồ Sơn trấn còn có chút tồn tại cảm, nhưng là cầm tới Đông Châu thị thật không tính là cái gì. Hắn đi vào thương vụ ủy ban cổng một dạng muốn đăng ký, một dạng muốn chờ đợi lãnh đạo triệu kiến. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng loại đơn vị này căn bản không có cái gì tính thực chất công việc, nhưng là hắn ở phòng nghỉ đợi 20 phút, vẫn chưa có người nào để hắn đi vào. Hứa Thuần Lương có chút nóng nảy, bộ này cửa làm việc hiệu suất cũng quá thấp, trong phòng nghỉ cũng không có người khác a, để cho mình các loại thời gian dài như vậy có hai cái khả năng, một là bắt hắn cho quên, hai là cố ý tiêu khiển hắn. Hứa Thuần Lương đứng dậy chuẩn bị tìm nhân viên công tác đến hỏi thời điểm, có nhân viên công tác đẩy cửa tiến đến, lại xác nhận một lần thân phận của hắn, mang hắn đi ngoại thương xí nghiệp khiếu nại trung tâm chủ nhiệm văn phòng. Phụ trách tiếp kiến Hứa Thuần Lương chính là khiếu nại trung tâm chủ nhiệm Thường Bảo Quang, tuổi hơn 40, dáng dấp trắng trắng mập mập, xem xét chính là thường xuyên ngồi phòng làm việc toàn thân trên dưới lộ ra sống an nhàn sung sướng khí chất. Hứa Thuần Lương tiến vào văn phòng. Chính chơi điện thoại di động Thường Bảo Quang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Hứa Thuần Lương đồng chí. Hứa Thuần Lương nói, là ta, Thường chủ nhiệm tốt, hắn chủ động vươn tay ra. Thường Bảo Quang không cùng hắn nắm tay ý tứ, giơ lên cằm nói, ngồi đi. Hứa Thuần Lương đi ghế salon đối diện ngồi xuống, khoảng cách Thường Bảo Quang chừng 7-8 mét, bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, Thường Bảo Quang có chút ở trên cao nhìn xuống. Nhân viên công tác cho Hứa Thuần Lương rót một chén trà. Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn. Thường Bảo Quang tiếp tục chơi điện thoại di động, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung, Hứa Thuần Lương nhìn hắn cười đến như thế mập mờ cảm giác con hàng này không phải thứ gì tốt, kỳ thật cơ quan trong đơn vị dạng này loại hình cán bộ nhìn mãi quen mắt, Hứa Thuần Lương cũng không cảm thấy kinh ngạc, người tài giỏi như thế là thể chất trạng thái bình thường. Thường Bảo Quang về xong tin tức, ánh mắt mới đi đến Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa Thuần Lương đồng chí, chúng ta tiếp vào ngoại thương khiếu nại. Ngươi đang làm việc bên trong đối ngoại thương thô bạo vô lễ, nhiều lần áp dụng vũ nhục tính ngôn từ, hôm nay tìm ngươi qua đây chính là vì xác minh chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, liền việc này a, gọi điện thoại không được sao, còn để cho ta chuyên môn đi một chuyến. Thường Bảo Quang nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nhỏ đồng chí, ngươi là chất vấn công việc của chúng ta phương pháp đi. Hứa Thuần Lương nói, Thường chủ nhiệm, ngươi đừng hiểu lầm, ta là sợ chậm trễ ngài thời gian quý giá. Thường Bảo Quang ngữ trọng tâm trường nói, người đừng tưởng rằng cái này là chuyện nhỏ a, người ta trực tiếp bẩm báo Bộ Công Thương Đầu tư xúc tiến sự vụ cục, là cấp trên áp xuống tới, hiện ở trong thành phố lặp đi lặp lại cường điệu muốn tăng lên doanh thương hoàn cảnh, nhất là chú trọng bảo hộ ngoại thương quyền lợi, người đây là ngược gây án a. Hứa Thuần Lương nói, Thường chủ nhiệm cái gì gọi là ngược gây án? Ngài không phải tới tìm ta điều tra sao? Làm sao lại trực tiếp cho ta định tội rồi? Thường Bảo Quang nói, được. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không tồn tại người ta khiếu nại những vấn đề này? Hứa Thuần Lương nói, ngài nghe qua một ca khúc sao? Bằng hữu tới có rượu ngon, nếu là kia xài sói đến đấy nghênh đón hắn có súng săn. Thường Bảo Quang liếc một cái điện thoại, lại nói, ngươi ít cùng ta kéo cái này, người ta là xài lang sao? Người ta Minh Đức Tập đoàn là trên thế giới lớn nhất Hàn Y Tập đoàn,
tại toàn bộ châu Á thậm chí trên thế giới đều có được rất sức ảnh hưởng lớn. Minh Đức tập đoàn muốn đầu tư Đông Châu, trong thành phố đối với chuyện này phi thường trọng thị. Đại Hằng tập đoàn cùng Minh Đức hợp tác hạng mục là Chu thư ký tự mình gật đầu, người biết không biết mình tạo thành cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương nói, thường chủ nhiệm, ngài đem ta tìm đến cùng là tìm hiểu tình huống vẫn là hưng sư vấn tội. Ngươi không thể chỉ nghe Hàn Phương lời nói của một bên a. Thường Bảo Quang nói, cái gì gọi là lời nói của một bên? Người ta ghi âm, có muốn hay không ta thả cho ngươi nghe? Hứa Thuần Lương nở nụ cười. Thường Bảo Quang gõ mặt bàn, dùng để diễn tả lúc này cảm xúc, ngươi thế mà còn cười được. Có phải hay không là ngươi để người ta tìm bố Sam đi? Có phải hay không là ngươi nói người ta quốc gia không có chủ quyền? Đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, thường chủ nhiệm, ngài đừng kích động a, ta coi như nói, ta ai làm nấy chịu, cùng ngài cũng không quan hệ. Thường Bảo Quang nói, không quan hệ với ta. Ha ha, người tiểu đồng chí này rất khó khăn làm a, được rồi, người tuổi trẻ, ta không theo ngươi so đo, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nước tế ảnh hưởng. Người ta Minh Đức tập đoàn biểu thị nếu như chúng ta đối hành vi của ngươi không làm xử lý, bọn hắn sẽ thông qua ngoại giao đường tắt tiếp tục kháng nghị. Hứa Thuần Lương mắng, kháng nghị hắn đại gia, đám này cháu trai cho cái chảy gỗ coi như thật. Chính ngắm điện thoại di động Thường Bảo Quang nghe nói như thế nhưng không vui, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương ngay cả mình cũng cùng một chỗ cùng chửi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai cho cái chảy gỗ coi như thật? Hứa Thuần Lương nói, thường chủ nhiệm. Ngài có phải hay không có chút mẫn cảm a? Thường Bảo Quang nói, không phải ta mẫn cảm, là ngươi người trẻ tuổi này thật ngông cuồng, ngươi có biết hay không người ta Minh Đức tập đoàn chuẩn bị đầu tư nhiều ít? Ngươi có biết hay không khả năng bởi vì một câu nói của ngươi liền dẫn đến người ta rút vốn, thậm chí sẽ ảnh hưởng một quốc gia đối với chúng ta Đông Châu doanh thương hoàn cảnh một lần nữa ước định, ngươi có biết hay không khả năng sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Các người cái đơn vị này là phụ trách tiếp đãi ngoại thương khiếu nại, nhưng người ngoại quốc nói chuyện cũng không nhất định là thật, nhất là chúng ta xung quanh đám này tiểu quốc, từng cái nói láo thành tính, lần yếu sợ mạnh, người khách khí với hắn, hắn không cảm thấy là lễ phép, còn tưởng rằng ngươi sợ hắn, lập tức liền được đà lấn tới. Hứa Thuần Lương đồng chí, người nhận biết vô cùng nông cạn, người ý nghĩ cùng nước ta cải cách mở ra chính sách là quay lưng cách, người phải thật tốt kiểm điểm chính ngươi. Thường Bảo Quang rõ ràng nghiêm túc. Hứa Thuần Lương nói, ta có gì có thể kiểm điểm? Ta tại Hồ Sơn Trấn phụ trách chiêu thương dẫn tư, là ta đối với đầu tư thương tình huống giải vẫn là ngươi đối tình huống của bọn hắn hiểu rõ. Thường Bảo Quang nói, ta không cần giải ta chỗ này là ngoại thương khiếu nại trung tâm, chức trách của ta là xử lý ngoại thương khiếu nại vấn đề. Điện thoại di động của hắn lại chấn động, Thường Bảo Quang có cái quen thuộc, nhịn không được lại đi nhìn điện thoại, tiếp lấy về tin tức, sự tình khác trước hết thả một chút. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra đem con hàng này không yên lòng bộ dáng chụp lại, thường chủ nhiệm, người rất bận a, vừa mới ta chờ ở bên ngoài 20 phút mới nhận được ngài tiếp kiến, hiện tại ngài còn nhất tâm lưỡng dụng, ta còn là chớ chỉ hoãn ngài tán gẫu, nếu không chúng ta hôm nào bàn lại. Hứa Thuần Lương không quen nhìn con hàng này quan lại diễn xuất, cho rằng cùng hắn nói tiếp cũng là vô dụng công. Thường Bảo Quang đưa di động đặt lên bàn, một mặt không vui nói, người tiểu đồng chí này thái độ rất có vấn đề a. Chúng ta trước mặc kệ Minh Đức tập đoàn có phải hay không có vấn đề, người trước tỉnh lại một chút mình, trong công việc là không là tồn tại thái độ không tốt vấn đề. Người có phải hay không vũ nhục người ta? Hứa Thuần Lương nói, thường chủ nhiệm, làm phiền ngươi xử lý cái vấn đề trước đi trước cơ sở điều tra một chút, làm rõ ràng tình huống cụ thể lại làm ra phán đoán, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, người căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào ta còn có chính sự muốn làm, liền không theo ngươi nhiều lời. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương căn bản không chào đón mình, Thường Bảo Quang phát hỏa, xòe bàn tay ra trên bàn hung hăng vỗ một cái, Hứa Thuần Lương đồng chí, ta sẽ đem thái độ của ngươi bẩm báo ngành tương quan, sẽ muốn cầu bọn hắn nghiêm túc xử lý ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi dựa vào cái gì xử lý ta? Ai đúng ai sai ngươi cũng không có náo minh bạch, ngươi liền xử lý ta. Ngươi không sợ ta cáo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Thường Bảo Quang thực sự là nghĩ không ra cái này nho nhỏ phó trấn trưởng thế mà cùng mình cứng rắn đòn khiêng, hắn nhưng là phó sự cấp cán bộ, Thường Bảo Quang cả giận nói ta làm sao không có hiểu rõ, chính là của ngươi sai. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói như vậy ta liền không có biện pháp, quốc gia thành lập ngoại thương khiếu nại trung tâm không phải để các ngươi cho người ngoại quốc chỗ dựa, là để các ngươi làm rõ đúng sai, bảo hộ bọn hắn vốn có quyền lợi, nhưng không phải để các ngươi không phân tốt xấu.
liền ngoại thương đối với chúng ta chửi bới đều không thêm phân biệt mù quáng ủng hộ, ta muốn khiếu nại ngươi. Thường Bảo Quang cái mũi đều muốn tức điên, con hàng này thật ngông cuồng, hắn chẳng lẽ quên đi hôm nay tới đây nguyên nhân, cũng là bởi vì người ta Minh Đức tập đoàn khiếu nại hắn, mới tìm hắn tới, hiện tại thế mà trả đũa, muốn khiếu nại chính mình. Ngươi khiếu nại ta cái gì? Hứa Thuần Lương nói, đi làm trong lúc đó không làm việc cho tốt, tiêu cực biếng nhác, quan bản vị tư tưởng nghiêm trọng, cố ý để cho ta chờ ở bên ngoài đợi dài đến 20 phút lâu, lợi dụng công việc chi tiện chơi điện thoại soát video. Ta không có. Hứa Thuần Lương nói, ai không biết ghi hình ghi âm a? Ta vừa mới cũng đập ngươi, ta cái này tìm ngươi lãnh đạo hảo hảo tâm sự. Thường Bảo Quang có tật giật mình, vừa mới thật sự là hắn chơi điện thoại di động, cũng cố ý để Hứa Thuần Lương đợi 20 phút. Công tác của hắn tính chất quyết định bình thường rất thanh nhàn, cho nên cũng không có cảm thấy hôm nay phương thức làm việc có thật sao không ổn. Nhưng mọi thứ liền sợ chăm chỉ, Hứa Thuần Lương đối Thường Bảo Quang thổi hắc chạm canh gác công nhiên đứng đội Minh Đức tập đoàn hành vi cũng không thể nhẫn, hắn nói được thì làm được, rời đi điều giải trung tâm thẳng đến Đông Châu Thương vụ ủy ban chủ nhiệm văn phòng đi. Đông Châu Thương vụ ủy ban chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học lúc này chính trong phòng làm việc vọc máy vi tính đâu, Hứa Thuần Lương đẩy cửa liền xông vào. Đằng sau còn đi theo hậu chi hậu giác nhân viên công tác, cùng thở hồng hộc Thường Bảo Quang. Tề Minh Học sửng sốt, nhìn lên trước mắt khách không mời mà đến, ngươi là ai a? Ta cùng ngươi hẹn qua sao? Đằng sau vang lên Thường Bảo Quang thanh âm tức giận, gọi bảo an tới. Hứa Thuần Lương nói, ta là văn lữ cục Hứa Thuần Lương, trước mắt tạm giữ chức Hồ Sơn Trấn, hôm nay tìm đến Tề chủ nhiệm là muốn cái thuyết pháp. Tề Minh Học không kiên nhẫn nhíu mày. Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, ta có việc, hiện tại không có thời gian tiếp đãi ngươi, thật có trước đó đi công việc hẹn trước thủ tục. Hứa Thuần Lương nói, được a. Hắn tìm ra Trương Tùng điện thoại, trực tiếp gọi tới, Trương ca, thị thương vụ ủy ban Tề Minh Học chủ nhiệm ngài quen biết sao? Trương Tùng là Chu thư ký, hắn đối Đông Châu bên trong thể chế cán bộ trên cơ bản đều quen thuộc, coi như hắn không biết, người khác cũng rất ít có không biết hắn. Trương Tùng nói, quen a. Ngươi có chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói, phiền phức ngài gọi điện thoại cho hắn, ta muốn theo hắn gặp một lần, bọn hắn đơn vị cánh cửa quá cao, ta vào không được a. Loại này chuyện nhỏ Trương Tùng vẫn là vui với làm thuận nước song thuyền, lập tức liền cho Tề Minh Học đánh qua. Tề Minh Học nhìn thấy Trương Tùng điện thoại, thế mới biết Hứa Thuần Lương vừa mới là cho Trương Tùng gọi điện thoại, nhìn qua Hứa Thuần Lương, ý thức được người trẻ tuổi kia có bối cảnh a, Thường Bảo Quang mang theo 4 tên bảo an vọt vào. Tề Minh Học tranh thủ thời gian phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Tiếp thông điện thoại, nha, Trương Bí, có dặn dò gì a? Trương Tùng đem Hứa Thuần Lương muốn gặp chuyện của hắn nói, thấp giọng đề một câu, tiểu Hứa là Chu thư ký thân thích. Tề Minh Học bên trong tâm rung động run một cái, may mắn mình không có thất lễ, bồi cười nói, minh bạch, minh bạch. Tề Minh Học để điện thoại xuống, lập tức đổi mặt khác một bộ gương mặt. Cười rạng rỡ nói, nguyên lai ngài chính là Hứa Trấn trưởng a, ngồi, mau mời ngồi. Thường Bảo Quang cùng đám kia bảo an nhìn thấy tình cảnh trước mắt lập tức ngây ngẩn cả người, liền bảo an đều thấy rõ, vị này Hứa Trấn trưởng khẳng định cấp trên có người, không phải Tề Minh Học cũng không có khả năng trở mặt nhanh như vậy. Thường Bảo Quang lặng lẽ chép miệng, một đám người xám xịt lui ra ngoài, hiện tại tâm tình nhất là thấp thỏm chính là Thường Bảo Quang, hắn vừa mới đối Hứa Thuần Lương thái độ phi thường ngạo mạn. Khơi dậy Hứa Thuần Lương bắn ngược, Hứa Thuần Lương chạy đến hắn người lãnh đạo trực tiếp Tề Minh Học nơi này đến chính là muốn khiếu nại hắn. Thường Bảo Quang đi cũng không được ở lại cũng không xong, do dự trong chốc lát vẫn là quyết định về trước văn phòng, ngồi xuống về sau, tranh thủ thời gian đánh mấy điện thoại, hắn đối Hứa Thuần Lương tài liệu giải không đủ, đây là công tác của hắn tập quen quyết định, bình thường thanh nhàn đã quen, mỗi ngày đi làm uống trà soát điện thoại, cái ngành này thật sự là quá thanh nhàn. Có đôi khi cả tháng đều khó mà nhìn thấy một cái ngoại thương tới khiếu nại, cho nên Thường Bảo Quang cũng không có bỏ công sức điều tra. Hắn cảm thấy một cái hương trấn phó chức lãnh đạo, cao nữa là cũng chính là cái phó khoa cấp, có thể có người nào mạch. Tư duy theo quán tính hại chết người. Thường Bảo Quang tranh thủ thời gian vận dụng quan hệ nghe ngóng Hứa Thuần Lương bối cảnh, hiện tại mới nhớ tới nghiêm túc nhìn Hứa Thuần Lương vật liệu, người này là điều tạm, tổ chức quan hệ tại văn lữ cục, Thường Bảo Quang không biết Hồ Sơn trấn người. Nhưng là hắn văn lữ cục vẫn là có bằng hữu, văn lữ cục phó cục trưởng Lý Ngọc Sơn chính là hắn hàng xóm. Lý Ngọc Sơn tiếp vào Thường Bảo Quang điện thoại, nghe hắn điều tra Hứa Thuần Lương tư liệu, có chút hiếu kỳ, hỏi hắn nghe ngóng những này làm gì. Thường Bảo Quang cũng không tốt giấu giếm,
tướng chuyện mới vừa phát sinh nói. Lý Ngọc Sơn nghe xong liền biết Thường Bảo Quang thọc cái lớn chỗ hở, thở dài nói, ngươi chọc hắn làm gì? Ngươi có biết hay không hắn là cục trưởng chúng ta trước mặt Hồng Nhân? Thường Bảo Quang trong lòng tự nhủ Văn Lữ cục trưởng trước mắt Hồng Nhân cũng không tính là gì đa nghiêu nhân vật, còn tốt còn tốt. Nhưng Lý Ngọc Sơn tiếp lấy lại nói một câu, hai ngày trước nhà hắn một cái bà con xa qua đời, Chu thư ký tự mình đi Tế Châu phúng viếng, Tế Châu người đứng đầu Liễu thư ký cũng trình diện, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thường Bảo Quang mắt tối sầm lại tê cả ra đầu, Lý Ngọc Sơn điểm đã đủ minh bạch, Hứa Thuần Lương bối cảnh thâm bất khả chắc a, khó trách Tề Minh Học lập tức trở mặt, liền hắn đều phải cung cung kính kính bồi tiếp người cẩn thận, từ mình căn bản là đắc tội không nổi, nhập hắn đại gia Minh Đức tập đoàn, không mang theo như thế hố người. Thường Bảo Quang đang lo lắng mời Lý Ngọc Sơn ra mặt điều hòa một chút, lúc này chủ nhiệm phòng làm việc đến đây, nói cho hắn biết Tề chủ nhiệm cho mời. Đầu bên kia điện thoại Lý Ngọc Sơn cũng nghe đến, hảo tâm nhắc nhở, Bảo Quang, nên nói lời khách khí thời điểm nhất định phải nói. Ý tứ biểu đạt đến mức phi thường minh xác, ngươi cúi đầu đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của người ta. Các loại Lý Ngọc Sơn đã cúp điện thoại, Thường Bảo Quang rũ cục lấy đầu đi Tề Minh Học văn phòng. Đi vào nhìn thấy Tề Minh Học cùng Hứa Thuần Lương ngồi tại cùng một chương sofa bên trên, hai người trò chuyện phi thường vui vẻ. Thường Bảo Quang sau khi đi vào đứng đấy, cung kính nói, Tề chủ nhiệm. Tề Minh Học nhìn hắn một cái, trên mặt rõ ràng mang theo bất mãn, Bảo Quang đồng chí, ta bình thường là thế nào nói với các ngươi. Lặp đi lặp lại cường điệu phải chú ý thái độ làm việc, không được lợi dụng giờ làm việc soát điện thoại, làm cùng công việc không thể làm chung sự tình. Ngươi có phải hay không đem ta trở thành gió bên tai? Thường Bảo Quang nhìn Hứa Thuần Lương một chút, khẳng định là con hàng này cáo mình chẳng, hôm nay gương mặt này nhưng ném đi được rồi, từ khi nghe xong Lý Ngọc Sơn phổ cập khoa học. Thường Bảo Quang đã triệt để đánh mất cùng Hứa Thuần Lương chống lại dũng khí, vội vàng nói Tề chủ nhiệm, vừa mới là trong nhà của ta có việc gấp, cho nên ta tiếp điện thoại. Ngươi không muốn giải thích, Tề Minh Học không khách khí chút nào đánh gãy hắn. Thường Bảo Quang hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chấn trưởng, vừa mới không có ý tứ, thật xin lỗi a là ta thái độ có vấn đề, ta trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Con hàng này cũng coi là có thể thả xuống được tư thái. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được còn hỗn cái gì thể chế. Hứa Thuần Lương nói, Thường chủ nhiệm, ta cũng không phải nhằm vào ngươi người, ta cho rằng ngươi đối ngoại thương khiếu nại trung tâm công việc chức trách lý giải có sai, thượng cấp bộ môn thành lập cái này ngoại thương khiếu nại trung tâm mục đích chủ yếu là tăng mạnh song phương câu thông, lấy xúc tiến tốt hơn hợp tác, không phải khiến cái này ngoại thương thông qua trong các ngươi hướng chính chúng ta người vấn trách. Tề Minh Học nói, ta có phải hay không cùng các ngươi cường điệu qua? Bảo Quang đồng chí, ngươi có phải hay không đối quốc gia tương quan chính sách có sự hiểu lầm? Thường Bảo Quang trong lòng thầm mắng, hiểu lầm ngươi tê liệt, người tốt đều để ngươi làm tất cả nồi đều mẹ nó để cho ta một người cõng, ngươi hôm qua không phải chuyên môn cùng ta cường điệu nhất định phải coi trọng Minh Đức tập đoàn khiếu nại sự kiện, muốn đem chuyện này rơi vào thực chỗ, phải nhanh một chút xử lý, muốn để tương quan người có trách nhiệm trịnh trọng hướng Hàn Phương xin lỗi, vừa mới qua đi một ngày ngươi mẹ nó tất cả đều quên rồi. Thường Bảo Quang trong lòng mắng lại hung ác, ngoài mặt vẫn là nắm ra một mặt thành khẩn, Hứa chấn trưởng, đều là ta công việc không làm tốt, ngài đừng nóng giận, ta hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi, ta cũng hướng Tề chủ nhiệm cam đoan, về sau trong công việc ta không còn sẽ lặp lại đồng dạng sai lầm. Tề Minh Học cùng Hứa Thuần Lương ngồi, Thường Bảo Quang tựa như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng đứng đấy, cũng không ai ồn ào hắn ngồi xuống, hắn rũ cục lấy đầu, ngón chân dùng sức móc lấy đế giày. Loại này lúng túng tư vị chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm. Lúc này Thường Bảo Quang điện thoại di động vang lên, bởi vì có kinh lịch vừa rồi hắn không dám nhận. Vẫn là Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn một câu, Thường chủ nhiệm, người điện thoại vang lên. Thường Bảo Quang nhìn Tề Minh Học một chút, Tề Minh Học nói, tiếp a. Thường Bảo Quang lúc này mới móc ra điện thoại, tiếp xong cú điện thoại này, hắn kém chút không có tức giận đến đi gặp trở ngại, điện thoại là Minh Đức tập đoàn bên kia đánh tới. Biểu thị bọn hắn không có ý định khiếu nại, trước đó đều là hiểu lầm, hẳn là câu thông tồn đang vấn đề, cho nên hủy bỏ trước đó đối Hứa Thuần Lương hết thảy khiếu nại. Thường Bảo Quang cúp điện thoại, cảm giác mình tựa như tên hề, bị Hứa Thuần Lương cùng Minh Đức tập đoàn phương diện lặp đi lặp lại đùa bỡn, đến cuối cùng người ta đều xong chuyện phủi áo đi, chỉ còn lại mình trần trụi trong đám người run lẩy bẩy nhẫn thụ lấy khuất nhục, còn phải gặp chế giễu. Tề Minh Học nghe nói tin tức này về sau. Nhịn không được mắng một câu, bọn họ có phải hay không có bệnh a? Không có bằng chứng dựa vào cái gì chửi bới chúng ta cán bộ.
hung hăng trừng Thường Bảo Quang một chút, ngươi làm việc không điều tra sao? Không thể ngoại thương nói cái gì chính là cái đó. Ngoại thương tại chúng ta trong nước cũng muốn đối xử như nhau, không thể bởi vì bọn hắn đầu tư liền đối bọn hắn coi trọng mấy phần. Cuối cùng vẫn là Thường Bảo Quang gánh chịu tất cả, Thường Bảo Quang vẻ mặt cầu xin, thật xin lỗi, đều là ta sai, ta trong công việc xuất hiện trọng đại sai lầm, Hứa Trấn trưởng, cho ngài thêm phiền toái, thật sự là rất xin lỗi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy người này như thế hèn mọn, cũng không đáng tiếp tục đánh chó mù đường, loại người này cũng không phải đặc biệt nhằm vào mình, hắn đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau, công việc quen thuộc vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, Thường chủ nhiệm, ai đều khó tránh khỏi phạm sai lầm, đám này nhà đầu tư thủ trước tiên nghĩ đều là bọn hắn cá nhân lợi ích, chúng ta những quốc gia này cán bộ thủ trước tiên nghĩ đến là ích lợi quốc gia, khi bọn hắn cho rằng cá nhân lợi ích nhận tổn hại thời điểm, bọn hắn liền sẽ điên cuồng khiếu nại. Chúng ta không thể bởi vì bọn họ khiếu nại liền từ bỏ bảo vệ ích lợi của quốc gia, trên một điểm này, chúng ta kiên quyết không thể nhượng bộ. Tề Minh Học khen, nói hay lắm, nhìn xem người ta Hứa Trấn trưởng cách cục. Thường Bảo Quang nói, ta sẽ hảo hảo kiểm điểm, ta sẽ chăm chú nghĩ lại. Hứa Thuần Lương nói, thời gian không còn sớm, ta cũng không chậm trễ các ngươi công tác, giữa chúng ta không có gì căn bản tính mâu thuẫn, cho dù có cũng là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, thời khắc mấu chốt còn phải nhất trí đối ngoại. Các ngươi nói có đúng hay không? Tề Minh Học đứng dậy đưa tiến, cầm Hứa Thuần Lương tay không buông ra, Hứa Trấn trưởng, giữa trưa chớ đi, lưu tại chúng ta nơi này chỉ đạo một chút phòng ăn công việc. Hứa Thuần Lương cười nói, Tề chủ nhiệm khách khí, về sau A Hoan nghênh hai vị đi Nguy Sơn đảo làm khách, thực địa khảo sát một chút chúng ta chiêu thương dẫn tư tình trạng. Hắn buông ra Tề Minh Học tay hướng Thường Bảo Quang đưa tới, Thường Bảo Quang có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh sợ dùng hai cánh tay cầm Hứa Thuần Lương một con tay phải, Hứa Trấn trưởng, hôm nay thật sự là quá không tiện. Hứa Thuần Lương cười nói, không đánh nhau thì không quen biết nha, một lần sinh hai hồi thục, lần sau gặp bột chúng ta sẽ là bằng hữu. Tề Minh Học cùng Thường Bảo Quang tướng Hứa Thuần Lương một mực đưa ra thương vụ ủy ban đại môn, đưa mắt nhìn người này rời đi, hai người đồng thời giơ cánh tay lên vuốt một cái mồ hôi trên trán, người này khó đối phó a. Tề Minh Học đương nhiên biết rõ Thường Bảo Quang hôm nay là cõng nồi, nhưng là không có cách, ngươi là ta thuộc hạ, ngươi không cõng nồi chẳng lẽ ta đến cõng. Thường Bảo Quang nghĩ giải thích, Tề Minh Học vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nói nữa, về sau làm việc nhiều hạ điểm công phu. Minh Đức tập đoàn chủ động lựa chọn dàn xếp ổn thỏa là Hứa Thuần Lương không nghĩ tới, rời đi Đông Châu thương vụ ủy ban về sau, hắn đi văn lữ cục, hướng phó quốc dân báo cáo một chút tam lưỡng tam hỗ trợ bày kế văn lữ mở rộng kế hoạch. Phó quốc dân chăm chú nghe hắn nói xong, thấp giọng nói, mọi người lúc đầu nhất trí ý kiến là tại nằm dê tiết bên trên làm văn chương, người đây là đem mở rộng kế hoạch trước thời hạn. Hứa Thuần Lương nói, nằm dê tiết làm hơn 10 năm đi, mỗi năm làm, nhưng ảnh hưởng liền Đông Châu đều đi ra không được, nguyên nhân gì? Chủ yếu là chúng ta Đông Châu người thích cái này một ngụm người khác không nhất định thích, đồ nướng không giống a, cả nước các nơi đều đã nhận đồng đồ nướng văn hóa, hiện tại có danh khí nhất chính là Đông Bắc đồ nướng. Tây Cương đồ nướng, chúng ta Đông Châu đồ nướng mặc dù khắp nơi đều có, cũng được công nhận ăn ngon, nhưng là tại toàn nước phạm vi bên trong khuyết thiếu nhận biết, Hứa Tiểu Nhạc nói mở rộng đồ nướng cũng không là trọng yếu nhất, chủ yếu là tìm tới một cái điểm. Hứa Tiểu Nhạc, phó quốc dân cảm thấy cái tên này phi thường lạ lẫm. Hứa Thuần Lương nói, chính là tam lưỡng tam, hắn cho rằng Đông Châu văn lữ ưu thế hạng mục rất nhiều, nhưng là muốn toàn diện mở rộng là phi thường không sáng suốt. Nhất định phải tìm tới một cái phá cục điểm, tập trung phát lực mới có thể phá cục. Phó quốc dân nói, những này lưới đỏ dẫn chương trình mặc dù lợi hại, nhưng là lưới đỏ hiệu ứng đều có cái điểm giống nhau, chính là lên nhanh biến mất cũng nhanh. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền dính đến lưu lượng tiếp nhận vấn đề, một khi lưu lượng đi lên, muốn nhìn chúng ta có tiếp hay không được, nếu như tiếp nhận, Đông Châu văn lữ liền có thể bên trên một bậc thang, nếu như không tiếp nổi, còn có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Cho nên ta phải cùng ngài thương lượng, chúng ta làm vẫn là không làm. Cái này liền cần khảo nghiệm một cái lãnh đạo quyết đoán, phó quốc dân cao mày, nghĩ một hồi, hắn từ chú kinh bạn điều nhiệm văn lữ cục, cho tới bây giờ cũng không thành tích, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là nếu như năm nay Đông Châu văn lữ vẫn không có khởi sắc, người khác liền sẽ chất vấn chu thư ký dùng người, chính hắn cũng không tiện bàn giao. Gần nhất tại kế hoạch văn lữ phương án mặc dù có thật nhiều, nhưng là thay đổi áp dụng đều cần một cái quá trình khá dài, gần nhất có khả năng nhất động tác chính là nằm dê tiết, nhưng nằm dê tiết trước đây người ta đều làm nhiều ít giới trên cơ bản đều không có nổi lên quá lớn bọt nước,
coi như cái này lần thành công người khác cũng sẽ không đem công lao đều tính vào hắn, nếu như không thành, vậy liền biến thành bắt chước lời người khác, làm trò hề cho thiên hạ. Phó Quốc Dân nói, làm. Hứa Thuần Lương nói, làm liền phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, chúng ta phải chuẩn bị một bút mở rộng quỹ ngân sách. Phó Quốc Dân nói, người nói là ném lưu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tựa như là cái từ này. Hai người thương lượng một chút, Phó Quốc Dân sẽ tranh thủ lớn nhất khả năng tài chính ủng hộ, đương nhiên loại chuyện này cũng không tiền lệ, đối kết quả không thể quá lạc quan, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm tài trợ. Kỳ thật tài trợ là nhất biện pháp ổn thỏa, nếu như lần này thông qua đồ nướng mở rộng văn lữ đúng như mong muốn nóng này, tất cả nhà tài trợ có thể đạt tới cả hai cùng có lợi, nếu như không thành công, cũng không trở thành rơi người miệng lưỡi, bị người nói là lãng phí quốc gia tài chính. Dựa vào một cái mới hạng mục nghĩ kéo tài trợ độ khó quá lớn, cho nên bọn hắn thương lượng một chút, chuẩn bị đem nằm dê tiết quan danh quyền trói buộc chung một chỗ. Tài trợ loại chuyện này Hứa Thuần Lương đầu tiên nghĩ đến chính là tài đại khí thô xích đạo vốn liếng, hắn cái thứ nhất đem điện thoại gọi cho Mạc Hàm. Mạc Hàm nghe xong hắn là kéo tài trợ, lập tức tức giận nói, người lại nghĩ gạt ta tiền. Hứa Thuần Lương chăm chú uốn nắn, không phải gạt nàng tiền, muốn gạt cũng là lừa gạt xích đạo vốn liếng. Cuối cùng là lừa gạt Loan Ngọc Xuyên tiền, gần nhất mình nhưng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, đến nay chút xu bạc chưa lấy, về tình về lý xích đạo vốn liếng đều hẳn là có chỗ biểu thị. Mạc Hàm nói, người cũng chớ giải thích, ta đối với các ngươi mở rộng không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là ngươi Hứa chủ nhiệm đã mở miệng, chúng ta cũng không thể bác mặt mũi của ngươi, như vậy đi, chúng ta tài trợ 50 vạn. Hứa Thuần Lương nói, như thế điểm A, dứt khoát các ngươi nhiều tài trợ điểm. Chúng ta lại dâng tặng một cái Đông Châu nằm dê tiết quan danh quyền. Mạc Hàm thầm mắng hắn lòng tham không đủ rắn nuốt voi, phần lớn là nhiều ít. 1.000 vạn chứ sao? Mạc Hàm nói, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, người muốn 1.000 vạn có thể, cầm xương rồng đến đổi. Cái này không có ý nghĩa, ta trước đó không phải cho người thật nhiều ảnh chụp, người nhưng một phân tiền không cho ta. Mạc Hàm nói, lúc ấy là người không muốn, cũng không phải ta không cho. Vậy ta hiện tại muốn a? Không có ý tứ, ta không muốn cho, quá thời hạn hết hiệu lực. Hứa Thuần Lương nói, được, về sau hai ta đại đạo chỉ lên trời, mỗi người đi một bên. Mạc Hàm nói, nha, còn gấp a, như vậy đi, chúng ta không muốn cái gì nằm dê tiết quan danh quyền, tán giúp đỡ bọn ngươi 100 vạn. Hứa Thuần Lương đối cái số này còn biểu thị hài lòng, dù sao xin cơm ăn không thể ngại lạnh, hắn tiếp lấy liên hệ Trần Thiên Phàm. Trần Thiên Phàm thái độ liền tích cực rất nhiều, hắn nguyện ý tài trợ 200 vạn, nhưng là có một điều kiện muốn quan danh Đông Châu nằm dê tiết, còn muốn dùng năm roi hồi xuân rượu danh tự. Hứa Thuần Lương có chút đau đầu, 200 vạn mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng là năm roi hồi xuân rượu đến quan danh nằm dê tiết giống như có chút không ổn, nói cho Trần Thiên Phàm có người ra 1.000 vạn, Trần Thiên Phàm chỉ nguyện ý ra 200 vạn vượt qua cái số này hắn cảm thấy không có giá trị, dù sao quá khứ đều có ghi chép nhưng cha. Năm ngoái Đông Châu nằm dê tiết quan danh quyền cũng liền vỗ ra 200 vạn, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Đông Châu văn lữ ở trong nước lực ảnh hưởng thấp. Tại thương nói thương, Hứa Thuần Lương cũng không thể ép người ta bỏ tiền, hợp tác cơ sở chính là đôi bên cùng có lợi, cùng đám này người làm ăn liên hệ không dễ dàng như vậy, người ta đều là vô lợi không dậy sớm, không thấy thỏ không thả chim ưng. Còn tốt hắn nhận biết kẻ có tiền đủ nhiều, hắn lại liên hệ ân hàng chế dược Thịnh Chiêu Huy. Ân hàng chế dược là bản thổ xí nghiệp, Thịnh Chiêu Huy ủng hộ một chút quê quán văn lữ kiến thiết cũng là chuyện đương nhiên. Thịnh Chiêu Huy đối với chuyện này có hứng thú, Hứa Thuần Lương liên hệ hắn thời điểm, hắn vừa vặn ngay tại văn lữ cục phụ cận, chủ động đưa ra tới gặp mặt nói chuyện. Hứa Thuần Lương ngay tại trong phòng làm việc của mình chờ hắn tới. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương chức vị không cao, nhưng hắn tại văn lữ cục trưởng Phó Quốc Dân trong lòng địa vị lại hết sức quan trọng, an bài cho hắn một gian phòng làm việc. Mặc dù không có treo biển hành nghề, nhưng là thuộc về Hứa Thuần Lương chuyên dụng. Thịnh Chiêu Huy tới thời điểm, Hứa Thuần Lương đã pha tốt trà, kỳ thật hắn chuyên môn chạy chuyến này cũng là có nguyên nhân, hắn đối thân thể của mình không yên lòng, muốn tìm Hứa Thuần Lương nhìn xem. Tọa hạ uống chén trà, Thịnh Chiêu Huy trước trò chuyện lên gần nhất tình trạng cơ thể, cảm giác có chút không tốt lắm, cả ngày mất ngủ. Hứa Thuần Lương giúp hắn bắt mạch về sau nói cho hắn biết không có gì đáng ngại. Xem nhìn một cái Thịnh Chiêu Huy sắc mặt nói, người gần nhất có phải hay không áp lực công việc tương đối lớn a? Kỳ thật Hứa Thuần Lương minh bạch người này tại ân hằng chỉ là một cái khôi lỗi, đương ra làm chủ đều là lão bà của hắn Lương Văn Tĩnh.
Thịnh Chiêu Huy cười khổ nói, trong công tác không có áp lực gì, chủ yếu là trên sinh hoạt, người cũng không phải không biết tình huống của ta. Hứa Thuần Lương nói, làm sao? Lương Tổng cho ngươi áp lực. Thịnh Chiêu Huy nói, nàng gần nhất tìm người theo dõi ta, ngay tại siêu tập ta chứng cứ. Hứa Thuần Lương đối Thịnh Chiêu Huy phẩm tính hiểu rõ vô cùng, người này bên ngoài thải kỳ bay phiêu, hắn cùng Triệu Hiểu Tuệ còn sống tạm bợ một đứa con trai, Lương Văn Tĩnh muốn bắt thóp của hắn quá dễ dàng, bất quá Lương Văn Tĩnh mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn liền tận mắt thấy Lương Văn Tĩnh cùng Triệu Hiểu Tuệ bạn trai cũ Trần Kiến Tân tại rạp chiếu phim riêng tư gặp. Cặp vợ chồng tám lạng nửa cân, các chơi các, ai đều không phải là đèn đã cạn dầu bình thường loại tình huống này, mọi người bình an vô sự liền tốt. Thịnh Chiêu Huy nói, nàng muốn theo ta phân rõ giới hạn, đem ta từ Ân Hằng đá ra đi. Hứa Thuần Lương nói, nhà của ngươi vụ sự tình ta nhưng giúp không được gì. Thịnh Chiêu Huy thở dài, nâng chung trà lên ừng ực uống một ly trà, hứa chủ nhiệm, tình huống của ta ngươi là rõ ràng, ta cùng người khác không có cách nào nói, cũng liền có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười, lúc đầu muốn theo hắn đàm tài trợ, con hàng này đem mình làm chi tâm đại ca. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi nếu là tách ra đối công ty bất lợi đi. Thịnh Chiêu Huy nói, đi qua ta một mực nghĩ như vậy, hai chúng ta cũng một mực bình an vô sự, nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân này trong khoảng thời gian này một mực tại đem ta biên giới hóa, không ngừng suy yếu ta tại Ân Hằng lực ảnh hưởng, hiện tại lại bốn phía điều tra ta chứng cứ, ta nhìn khoảng cách nàng cùng ta ngả bài không xa. Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi có chỗ khó, kia chuyện tài trợ coi như ta không nói. Thịnh Chiêu Huy nói, ta không phải ý tứ này, ta nguyện ý tài trợ, làm Đông Châu địa phương xí nghiệp, mở rộng quê quán văn lữ là chúng ta Ân Hằng nghĩa vụ cũng là vinh hạnh của chúng ta. Hứa Thuần Lương lập tức liền xem thấu Thịnh Chiêu Huy động cơ, hắn là muốn thông qua lần này hoạt động mở rộng tự thân ảnh hưởng, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Thịnh Chiêu Huy đối với chuyện này có thể có quyền quyết định, dù sao Ân Hằng chế thuốc chân chính lão bản là Lương Văn Tĩnh, cuối cùng đánh nhịp định án còn phải là nàng. Thịnh Chiêu Huy hướng Hứa Thuần Lương nghe ngóng năm nay cầm xuống nằm dê tiết quan danh quyền lớn khái cần bao nhiêu tiền, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết 300 vạn, đây cũng là cân nhắc đến tình huống hiện thật chào giá, dù sao trước đây Mặc Hàm không có bất kỳ cái gì hứng thú, Trần Thiên Phàm mới nguyện ý ra 200 vạn, mà lại quá khứ có ghi chép nhưng cha, quan danh quyền tối đa cũng chính là 200 vạn. Thịnh Chiêu Huy biểu thị vấn đề không lớn, hắn trở về bên trên sẽ thương lượng một chút, nếu như Ân Hằng là của hắn, hắn khẳng định một lời đáp ứng. Nhưng tại Ân Hằng là lão bà của hắn đương ra, hắn muốn lợi dụng lần này quan danh nằm dê tiết cơ hội hướng Lương Văn Tĩnh nổi lên. Hứa Thuần Lương đưa Thịnh Chiêu Huy rời đi thời điểm, gặp đến đây văn lữ cục làm việc Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương vừa mới tiếp thủ Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch, hôm nay văn kiện đến lữ cục là làm tương quan thủ tục, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương, còn tưởng rằng Hứa Thuần Lương tại Hồ Sơn Trấn. Đã gặp được Hứa Thuần Lương mời Trương Hằng Dương tới phòng làm việc uống trà, biết Trương Hằng Dương gần nhất cũng đang bận bịu tạo thế mở rộng, cố ý trò chuyện lên gần nhất văn lữ cục muốn đẩy Quảng Đông Châu đồ nướng tin tức, từ Mỹ thực làm điểm vào tăng lên Đông Châu văn lữ nổi tiếng. Trương Hằng Dương kỳ thật chính suy nghĩ cơ hội này đâu, hắn cầm xuống Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch là tập Mỹ thực nghỉ phép làm một thể, đặt vào cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể thờ ơ, Trương Hằng Dương nói. Hứa Trấn trưởng dạng này cơ hội tốt ngươi làm sao đem ta đem quên đi đâu, hàng năm nằm dê tiết đều có chủ hội trường, ta chính suy nghĩ năm nay nằm dê tiết chủ hội trường có thể hay không đặt ở Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch. Hứa Thuần Lương cố ý nói, vừa mới Ân Hằng Thịnh Tổng chính là đến đàm quan danh quyền, nằm dê tiết hắn nhất định phải được, ta đều đáp ứng hắn, ngươi nhìn. Trương Hằng Dương nói, đồ nướng tiết cũng được a. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chúng ta còn không có ý định làm đồ nướng tiết đâu. Trương Hằng Dương nói, đồ nướng tiết không ai quan danh a. Hứa Thuần Lương lắc đầu, Trương Hằng Dương nói, ta đến quan danh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đến thật, một. Trương Hằng Dương nói, ta lúc nào đã nói với ngươi lời nói dối. 300 vạn quan danh Đông Châu đồ nướng tiết có đủ hay không thành ý. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Hằng Dương, con hàng này chẳng lẽ cái oan đại đầu. Mở miệng chính là 300 vạn, mặc dù Trương Hằng Dương có chút tiền. Nhưng là hắn tài lực cùng ngàn buồm tập đoàn không thể so sánh, lại càng không cần phải nói chuyên môn xử lý vốn liếng vận hành xích đạo vốn liếng. Nếu như nói 300 vạn quan danh Đông Châu nằm dê tiết cũng là không tính ngoài ý muốn, dù sao Đông Châu nằm dê tiết cũng coi là một cái vận hành nhiều năm thành thục IP, nhưng là Đông Châu đồ nướng tiết, trước mắt vẫn tồn tại trong tưởng tượng,
liền Hứa Thuần Lương đều không có nắm chắc. Hắn thế mà muốn 300 vạn mua đứt quan danh quyền. Hứa Thuần Lương nói, người đối cái này đồ nướng tiết liền có lòng tin như vậy. 5. Trương Hằng Dương nói, ta đối với người có lòng tin, mà lại văn lữ cục thành lập về sau còn không có làm qua một lần dạng này quy mô hoạt động, ta tin tưởng các ngươi không làm thì đã, một làm liền là đại thủ bút. Làm ăn có thua có thắng, mấu chốt tại nắm chắc thời cơ, thực không dám giấu giếm, coi như không đáp các ngươi đi nhờ xe, chính ta cũng muốn làm mở rộng hoạt động. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người như thế thẳng thắn, không sợ ta ngay tại chỗ lên giá. Không sợ, người không phải người như vậy. Trương Hằng Dương đem Hứa Thuần Lương nâng đến một cái độ cao mới. Hứa Thuần Lương nói, cảm tạ Trương Tổng đối tín nhiệm của ta. Trương Hằng Dương không thể nghi ngờ là người thông minh, hiểu được tiến thối, cũng giỏi về nắm chắc cơ hội, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, liền xem như một con đại bàng cũng phải các loại gió đến, không phải chỉ có thể ngoan ngoãn trên mặt đất nằm sấp ổ. Trương Hằng Dương từ thương lâu như vậy xem như đem bên trong đạo đạo thấy rõ. Muốn xuôi gió xuôi nước nhất định phải cùng thể chế bên trong người giữ quan hệ tốt. Hứa Thuần Lương mặc dù đối Trương Hằng Dương biểu thị ủng hộ, nhưng là hắn cũng không có đánh cược. Hiện tại văn lữ cục phó quốc dân đối với hắn nói gì nghe nấy không giả, nhưng là văn lữ cục vừa mới thành lập, tình huống nội bộ còn rất phức tạp, trình tự là nhất định phải đi. Thịnh Chiêu Huy bên kia nếu như có thể định ra đến, đồ nướng tiết tăng thêm nằm dê tiết, vẻn vẹn quan danh quyền liền có thể thu nhập 600 vạn. Lại thêm xích đạo vốn liếng tài trợ 100 vạn, 700 vạn hẳn là đủ bọn hắn hảo hảo hoạt động một chút, phó quốc dân bên kia còn tại hướng trong thành phố xin, nếu như bên trong nhiều ít cho phê, kinh phí hoạt động liền vượt qua 1.000 vạn. Hứa Thuần Lương đi qua cũng không nghĩ tới văn lữ có như thế lớn làm đầu. Trương Hằng Dương hiện tại chủ công phương hướng chính là văn lữ lĩnh vực, hắn hỏi Đông Châu văn lữ gần nhất có cái gì kế hoạch, hắn đi qua chính là đại hằng phụ trách du lịch địa sản, ở phương diện này có kinh nghiệm. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết văn lữ cục dự định tái tạo Đông Châu văn hóa trục trung tâm, Trương Hằng Dương nghe xong liền hứng thú, bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, như thế lớn hạng mục lấy mình thực lực trước mắt là chơi không chuyển, đương nhiên hắn cho rằng Hứa Thuần Lương nói kế hoạch này chỉ là một cái tư tưởng, cái này quy hoạch quá lớn dính đến Đông Châu trong thành thị nhiều cái khu vực, tư tưởng mặc dù rất tốt, nhưng là áp dụng phi thường khó khăn, coi như phá dỡ giải quyết, dính đến đầu tư kim ngạch cũng là một cái thiên văn sổ tự. Phổ thông nhà đầu tư cũng tiếp nhận không dậy nổi. Lúc này Tần Chính Dương gọi điện thoại tới, hỏi Hứa Thuần Lương sự tình xử lý đến thế nào, Hứa Thuần Lương để hắn yên tâm sự tình đã được đến viên mãn giải quyết. Trương Hằng Dương còn chưa đi, nghe được Hứa Thuần Lương nâng lên đại hằng, thế là lưu ý một chút, hắn rời chức trước đó là đại hằng cao quản, loại sự tình này tốt nhất giả ra cái gì đều không nghe thấy. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại hướng Trương Hằng Dương nói, Trương Tổng, Minh Đức tập đoàn cùng đại hằng ký kết sự tình ngươi biết không? Trương Hằng Dương cười nói, chuyện này là ta rời trước chi sau đó phát sinh, tình huống cụ thể ta không rõ lắm, nghe nói là đại hằng phó tổng Chu Nghiễm Đạt tự mình ra mặt đàm thành, cụ thể phụ trách chuyện này là đại hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ quản lý Lý Nguyên Văn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết hiệp ước là tam phương ký kết sao? Ở trong đó còn có một cái là Nhân Hòa Đường. Trương Hằng Dương nói, ta đây cũng không rõ ràng. Nhân Hòa Đường mặc dù có chút danh khí, nhưng là bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy tiến vào địa sản vòng đi. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn cùng Minh Đức Tập đoàn là chiều sâu quan hệ hợp tác, Minh Đức Tập đoàn muốn đánh lấy Nhân Hòa Đường cờ hiệu làm việc, hiện tại ta là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu người nắm giữ. Trương Hằng Dương nở nụ cười, hắn đã ý thức được đại hằng lần này lại muốn tại Hứa Thuần Lương trên tay thất bại, Hứa Thuần Lương tiểu tử này phong cách làm việc hắn lĩnh giáo rất sâu, Hứa Thuần Lương cùng anh em nhà họ Chu như nước với lửa. Hắn làm sao có thể để cái này hai huynh đệ vừa lòng đẹp ý. Trương Hằng Dương nói, ngài có điều kiện gì, ta có thể giúp một tay truyền lại một chút tin tức. Hắn mặc dù từ đại hằng rời chức, nhưng là đã đi qua quan hệ vẫn phải có. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ không trao quyền Chu Nghĩa Văn hai huynh đệ tiếp tục sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, cho nên cái này hợp tác hạng mục bên trong dính đến Nhân Hòa Đường bộ phận toàn cũng vô hiệu. Trương Hằng Dương nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương quyết định mang ý nghĩa cái này hợp tác hạng mục vô cùng có khả năng chết từ trong trứng nước, trừ phi bọn hắn một lần nữa ký tên, Chu Nghĩa Văn hai huynh đệ nếu như đã mất đi Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, bọn hắn giá trị tướng giảm bớt đi nhiều. Trương Hằng Dương nói, Minh Đức Tập đoàn thực lực ngược lại là phi thường hùng hậu. Hứa Thuần Lương nói, Minh Đức Tập đoàn đánh lấy đầu tư cờ hiệu làm tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, Hồ Sơn Trấn không chào đón dạng này nhà đầu tư. Trương Hằng Dương minh bạch.
Hứa Thuần Lương sẽ không ủng hộ cái này hợp tác hạng mục, tiết lộ cho mình những tin tức này, nên là thông qua mình cho Đại Hằng cao tầng nói chuyện, để bọn hắn một lần nữa cân nhắc lần này hợp tác, tốt nhất biết khó khăn trở ra. Hứa Trường Thiện mặt ngoài không thế nào chào đón nhi tử Hứa Gia Hiên, nhưng lòng dạ đối với hắn cũng là cực kỳ đau lòng, đừng nhìn Hứa Gia Hiên cả ngày một bộ cà lơ phất phơ diễn xuất, nhưng thời khắc mấu chốt làm việc coi như đáng tin cậy. Trong trí nhớ Hứa Gia Hiên lần này xem như về nhà ngẩn đến dài nhất một lần, đã vượt qua một tuần lễ, Hứa Gia Hiên không nói muốn đi, Hứa Trường Thiện cũng không chủ động hỏi, chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình mới tốt. Trường Thiện bệnh viện khoảng cách khai trương càng ngày càng gần, Hứa Trường Thiện hai ngày này từ đại ca qua đời trong bi thương chậm lại, hôm nay mua đồ ăn đi bệnh viện nhà ăn vừa hiển thân thủ. Cố Hậu Nghĩa cùng Hứa Trường Thiện hai người bình thường có không ít cộng đồng chủ đề, Trịnh Bồi An tới sau lập tức tiếp nhận phòng bếp, để bọn hắn đi tới cờ. Hứa Trường Thiện gần nhất cũng không có gì đánh cờ tâm tư, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, ở gia tộc bầy bên trong phát cái tin, để bọn họ chạy tới nhà ăn ăn cơm. Kỳ thật đại nữ nhi, tiểu nữ nhi đều đã trở về, Hứa Trường Thiện cố ý như thế phát, chính là để các nàng nhìn xem, mình không thiếu người bồi. Hứa Gia Hiên nhìn thấy tin tức về sau liền đón xe đi Trường Thiện bệnh viện, hắn còn là lần đầu tiên đi, nghe nói bệnh viện có lão Hứa nhà 50% cổ phần, bảo bối này nhi tử vẫn rất có năng lực. Hứa Gia Hiên trên xe cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, để hắn mau chóng tới. Hứa Thuần Lương có chút ngạc nhiên nói, hừm, ngài còn chưa đi à? Hứa Gia Hiên cười nói, ta ngại ngươi mắt, nơi này không chỉ có riêng là nhà ngươi, ta cũng có phần, ta lại không để ngươi nuôi ta, thế mà còn ghét bỏ ta. Hứa Thuần Lương nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không có ghét bỏ ngài, ta ước gì ngài lưu tại gia gia bên người tận hiếu đâu. Hứa Gia Hiên nói, tiểu tử ngươi đừng hơi một tí liền lấy đạo đức bắt cóc ta, ta cũng muốn lưu lại tận hiếu a, nhưng là ta Bắc Mỹ sinh ý làm sao bây giờ? Ta bên kia còn có vợ con chờ lấy muốn phụng dưỡng phí đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhưng thật không dễ dàng. Nói nhảm, đời ta đều là đem vui cười lưu cho người khác, đem bi thương lưu cho mình. Hứa Gia Hiên nhìn thấy ven đường một cái thân ảnh quen thuộc, hắn cúp điện thoại, để lái xe dừng xe. Một vị Mỹ lệ nữ hài nhi đứng tại một cỗ màu trắng giáp xác trùng trước kiểm tra, cô bé kia lại là Tô Tình, nàng lần này là đặc biệt tới là Lục Kỳ cùng Vu Lị chủ trì hôn lễ, so nguyên kế hoạch trước thời hạn một ngày tới, bởi vì mang một chút lễ vật, lựa chọn lái xe tới, không có nghĩ rằng vừa hạ cao tốc không lâu xe liền ra mau bệnh. Tô Tình không có nói trước thông chi Hứa Thuần Lương, ô tô thả neo về sau, mấy lần đánh lửa đều không thành công, đang định gọi xe kéo thời điểm. Nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói, đây không phải Tô Tình sao? Tô Tình quay người nhìn lại, Hứa thúc thúc, như thế nào là ngài a? Hứa Gia Hiên cười nói, làm sao lại không thể là ta? Đừng quên Đông Châu là nhà ta a. Tô Tình có chút xấu hổ, thúc thúc, ngài không phải tại Bắc Mỹ công việc sao? Hứa Gia Hiên nói, cái này không hai ngày trước trong nhà có một chút sự tình, làm sao? Thuần Lương không có đề cập với ngươi. Tô Tình ừ một tiếng. Trong lòng có chút không vui, có thể để cho Hứa Gia Hiên thật xa chạy trở về chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ, Hứa Thuần Lương trong nhà phát sinh sự tình cũng không nói với mình, rõ ràng không có đem mình làm bằng hữu. Hứa Gia Hiên cỡ nào lão đạo, từ Tô Tình nhỏ xíu biểu tình biến hóa đã đoán được tâm tư của nàng, nhi tử lợi hại a, thích hắn nữ hài tử một cái thi đấu một cái xinh đẹp, lão tử anh hùng mà hảo hán, thật không lừa ta. Sau lưng xe taxi nhấn loa, tiên sinh, ngài còn có đi hay không a? Hứa Gia Hiên khoát tay áo, đi trước đem xe phí thanh toán, sau đó lại trở lại hơi bên cạnh xe, cười nói, làm sao mỗi lần xe của ngươi xấu đều để ta đuổi kịp. Tô Tình cũng nhịn không được bật cười, thúc thúc, ta đang định gọi xe kéo. Hứa Gia Hiên nói, không cần, ta xem một chút. Hắn mở ra động cơ đóng, đào sức hai lần, để Tô Tình lên xe đánh lửa thử một chút, kết quả một lần đánh lửa thành công. Tô Tình xuống xe cầm khăn ướt cho hắn xoa tay, thúc thúc. Ngài đi chỗ nào a? Ta đưa ngài. Hứa Gia Hiên nói, Trường Thiện bệnh viện. Tô Tình chưa nghe nói qua, Hứa Gia Hiên lên xe cho nàng chỉ đường. Tô Tình đem hắn đưa đến cửa chính bản không muốn đi vào, nhưng Hứa Gia Hiên thịnh tình mời, nói cho nàng Hứa Thuần Lương lập tức tới ngay. Đang khi nói chuyện, có người tới, Gia Hiên. Hứa Gia Hiên hai mắt tỏa sáng, thân xuyên đồng phục y tá Đường Minh Mị xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn không biết Đường Minh Mị tại Trường Thiện bệnh viện hỗ trợ. Nhìn thấy Đường Minh Mị trên mũ ba đạo đòn khiêng, lập tức biết được thân phận của nàng. Cười nói, Đường chủ nhiệm, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ.
Đường Minh Mị mặt đỏ dần, chỗ nào tuổi trẻ, đều già rồi. Tô Tình một bên nhìn xem, trong lòng tự nhủ chỉ có dạng này cha mới sinh ra con trai như vậy, Hứa Thúc Thúc lúc còn trẻ đoán chừng cũng cùng Hứa Thuần Lương một dạng hoa tâm. Hứa Gia Hiên chỉ lo cùng Đường Minh Mị nóng trò chuyện, đem một bên Tô Tình đều quên hết, Tô Tình đi cũng không được ở lại cũng không xong, còn tốt lúc này Hứa Thuần Lương chạy tới. Hứa Thuần Lương sau khi vào cửa liền thấy chiếc kia giáp sát trùng, nhận ra kia là Tô Tình xe, nhìn thấy Tô Tình mới dám xác định, có chút ngạc nhiên nói, Tô Tình, người không phải ngày mai mới đến sao? Hứa Gia Hiên nói, người ta Tô Tình là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Tình bị hắn nói đến đỏ mặt, mình cùng Hứa Thuần Lương cũng không phải tình lữ, nào có cái gì kinh hỉ, nàng tranh thủ thời gian giải thích, ta sớm tới là muốn nhìn một chút có gì cần chuẩn bị, còn muốn cùng Mã Tây lão sư sách. Trước gặp mặt đúng đúng từ, a, à, ta còn có chuyện, ta đi trước, các ngươi trò chuyện. Hứa Thuần Lương nói, đi cái gì đi a, à, đến đều tới, ăn cơm rồi đi. Hắn vừa nhìn liền biết Tô Tình đang kiếm cớ. Hứa Gia Hiên đi theo Đường Minh Mị đi tham quan bệnh viện, trước khi đi còn cố làm ra vẻ đối Hứa Thuần Lương nói, nhị tử, chiếu cố tốt Tô Tình. Hứa Thuần Lương có chút bất đắc dĩ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, lắc đầu, lão cha cùng Đường Minh Mị sẽ không phải tình cũ phục nhiên đi. Tô Tình có chút hiếu kỳ nhìn qua vừa đi vừa nói chuyện bọn hắn, nhỏ giọng nói, Hứa Thúc Thúc cùng Đường tỷ đã sớm nhận biết. Hứa Thuần Lương nhìn nàng một cái, mấy ngày không thấy học bát quái. Bên cạnh không có những người khác, Tô Tình liền trở nên tự nhiên rất nhiều, ngoài miệng không rơi vào thế hạ phong, đừng quên, ta học tin tức xuất thân, giỏi về bắt giữ điểm nóng. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Tô Tình cũng nở nụ cười, nhẹ giọng giận trách, trong nhà chuyện phát sinh cũng không nói với ta. Hứa Thuần Lương nói, việc này nói rất dài dòng, có cơ hội ta chậm rãi hàn huyên với ngươi, đi, đi trước cùng gia gia của ta lên tiếng kêu gọi. Vào lúc ban đêm Hứa Thuần Lương đem Lục Kỳ cùng Vu Lị cặp vợ chồng cũng gọi tới, Vu Lị nhìn thấy Tô Tình ngạc nhiên hét dầm lên, càng là tiếp cận hôn lễ, trong nội tâm nàng càng là khẩn trương, nhìn thấy người chủ trì trình diện, một trái tim tổng tính buông xuống một nửa. Vu Lị nắm lấy Tô Tình tay líu díu nói không ngừng, Lục Kỳ đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng hướng Hứa Thuần Lương giải thích nói, trước hôn nhân khẩn trương chứng, mới vừa rồi còn cùng ta nói không ngừng, sợ Tô Tình lâm thời có việc không thể đến đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, giữa người và người còn có thể có chút tín nhiệm sao? Người ta Tô Tình đã đáp ứng liền khẳng định sẽ đến. Lục Kỳ nói, may mắn mà có mặt mũi của ngươi. Hứa Thuần Lương hướng chung quanh nhìn một chút, thấp giọng nói, ngàn vạn đừng nói như vậy, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lục Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng thấp giọng, làm bằng hữu ta phải nhắc nhở ngươi, thận trọng xử lý quan hệ, tuyệt đối đừng làm bị thương người ta, không phải ta không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nhìn qua hắn, Lục Kỳ, ngươi có phải hay không có chút không trượng nghĩa a, ta mới là bằng hữu của ngươi. Lục Kỳ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta là cho ngươi để tỉnh một câu, lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể xử lý tốt những quan hệ này. Nói đến đây, Lục Kỳ nhớ tới Triệu Phi Dương, đúng rồi, Dương Mộ Phong án tử có mặt mày. Hứa Thuần Lương cũng quan tâm chuyện này, tìm tới chứng cớ. Lục Kỳ nói, trước mắt không thể tiết lộ cho ngươi quá nhiều chi tiết, bất quá Bùi Lâm hẳn là chạy không thoát. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, quả thật là Bùi Lâm, nữ nhân này đủ hung ác, bất quá hắn cũng không đồng tình Dương Mộ Phong, dù sao Dương Mộ Phong uy hiếp Bùi Lâm trước đây. Bùi Lâm cũng là vì bảo trụ hạnh phúc của nàng sinh hoạt mới không tiếc đỉnh mà liều giết người diệt khẩu. Kỳ thật Bùi Lâm trước khi xuất thủ đã từng đi tìm mình, nghĩ để cho mình hỗ trợ bãi bình chuyện này, nhưng là không biết ở giữa xảy ra chuyện gì tình trạng, Bùi Lâm đã đợi không kịp, cùng ngày liền đối Dương Mộ Phong động sát tâm. Hứa Thuần Lương không biết Lục Kỳ cái gọi là chứng cứ là cái gì, nhưng nhìn niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, hẳn là nắm giữ có thể đem Bùi Lâm định tội chứng cứ xác thực. Hứa Thuần Lương nói, trong chuyện này các ngươi vẫn là phải điều tra rõ ràng, Dương Mộ Phong cũng không phải người tốt lành gì. Lục Kỳ nói, yên tâm đi chúng ta khẳng định sẽ tiến hành toàn diện điều tra, bất quá vô luận điểm xuất phát là cái gì, giết người đều là không thể tha thứ. Triệu Phi Dương rõ ràng cảm giác được tình thế trở nên nghiêm trọng, cửa phòng bệnh trước lại nhiều hai tên cảnh sát, Bùi Lâm bị triệt để hạn chế tự do. Ban đêm cho Bùi Lâm đưa cơm thời điểm, Bùi Lâm nói muốn nhìn một chút nhi tử. Triệu Phi Dương mở ra video, Bùi Lâm nhìn trong chốc lát liền khóc không thành tiếng. Triệu Phi Dương cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào nàng, yên lặng ngồi ở một bên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, sự tình ngay tại hướng nhất một mặt xấu phát triển.
Triệu Phi Dương phát hiện mình đối Bùi Lâm quá khứ không có chút nào hiểu rõ, quay đầu bọn hắn quen biết mến nhau kinh lịch, Triệu Phi Dương phương mới ý thức tới mình tại trở thành Trường Hưng viện trưởng về sau trong một khoảng thời gian đã mất phương hướng bản thân, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có nhận thức đến. Từng bước một đi cho tới hôm nay, không thể chỉ quái Bùi Lâm, mình cũng cần gánh chịu phần trách nhiệm. Bùi Lâm rốt cục ngừng lại thút thít, đỏ hồng mắt hướng Triệu Phi Dương nói, Phi Dương, đáp ứng ta, chiếu cố tốt chúng ta nhi tử. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, cười nói, chờ ngươi xuất viện mình chiếu cố không phải tốt hơn. Bùi Lâm mím môi, ta còn có cơ hội không? Một. Triệu Phi Dương cảm thấy cổ họng một trận nghẹn ngào, hắn không biết nói cái gì, mặc dù Bùi Lâm từ đầu đến cuối không có thừa nhận qua cùng Dương Mộ Phong tử vong một án có quan hệ, nhưng là trực giác của hắn đánh giá ra, Dương Mộ Phong chính là chết bởi Bùi Lâm chi thủ. Hắn không biết về sau phải làm thế nào hướng nhi tử giải thích, mẹ của hắn là cái hung thủ giết người. Nhưng cuối cùng có một ngày, con của bọn hắn sẽ đối mặt hiện thực này. Một. Triệu Phi Dương thấp giọng nói, Bùi Lâm, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Dương Mộ Phong bản án có hay không? Không có, Bùi Lâm gần như điên cuồng hét lên một tiếng, đem Triệu Phi Dương giật mình kêu lên. Bùi Lâm mình tựa hồ cũng bị dọa, vợ chồng hai người ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau, Bùi Lâm thở dài, Phi Dương, chúng ta ly hôn đi. Triệu Phi Dương cho là mình nghe lầm. Tại phụ thân bất hạnh qua đời về sau, hắn quyết định muốn cùng Bùi Lâm ly hôn, nhưng Bùi Lâm không có đồng ý, hiện tại bọn hắn vừa mới có nhi tử, Bùi Lâm lại đưa ra ly hôn, nàng đến tột cùng là thăm dò mình vẫn là ra ngoài mục đích khác. Bùi Lâm nói, ngươi không cần chất vấn dụng tâm của ta biết mình tình cảnh, ta cũng tìm đọc qua pháp luật tương quan, pháp luật quy định vào tình huống như bây giờ ngươi không thể hướng ta đưa ra ly hôn, nhưng là ta có thể, ta không phải là vì bảo hộ ngươi, ta là vì con của chúng ta. Ngươi nhất định phải sớm làm quyết đoán, mau chóng cùng ta làm ra cắt chém, chỉ có dạng này mới có thể khỏi bị ta ảnh hưởng, phòng ngừa người khác lợi dụng ta đến chèn ép ngươi. Triệu Phi Dương trong lòng có chút cảm động Bùi Lâm tại loại tình huống này đầu tiên nghĩ đến vẫn là thành toàn mình cùng nhi tử, mặc dù nàng trên miệng không nói, trong lòng của nàng nhất định là yêu mình, tối thiểu nhất là có yêu mình. Triệu Phi Dương nói, ta có thể giải quyết những vấn đề này, ngươi không cần lo lắng. Bùi Lâm nói, tất cả phiền phức là ta mang cho ngươi, làm vì thê tử ta lẽ ra làm chút gì, ta không nghĩ nhi tử sau khi lớn lên cho rằng mẹ của hắn là cái người ích kỷ. Triệu Phi Dương vỗ vỗ Bùi Lâm tay, cảm giác tay của nàng lạnh đến giống băng. Bùi Lâm nói, không có cái gì tốt cố kỵ, ta thừa nhận, ta lúc đầu tiếp cận ngươi chính là nhìn chúng quyền lực của ngươi cùng bối cảnh, cùng ngươi sinh ở một cái ưu việt gia đình khác biệt, ta từ nhỏ đã tại khốn khổ bên trong lớn lên. Giống ta nữ nhân như vậy muốn leo lên trên nhất định phải tìm cơ hội, nhất định phải hiểu được nỗ lực. Triệu Phi Dương bắt lấy tay của nàng, lắc đầu, ra hiệu nàng đừng xuống chút nữa nói, mình cũng không muốn nghe, nàng cực kỳ tàn nhẫn mở ra hắn còn chưa khép lại vết sẹo. Bùi Lâm nói, ta biết ngươi thực chất bên trong xem thường ta không trách ngươi, ngay cả chính ta đều xem thường mình, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, khả năng ta mãi mãi cũng trải nghiệm không đến bị người tôn kính cảm giác. Ta hưởng thụ loại cảm giác này, ta trân quý cuộc sống bây giờ, ta vì bảo hộ ta thật vất vả có hết thảy có thể bất kể đại giới. Triệu Phi Dương run giọng nói, đừng nói nữa. Nội tâm của hắn thống khổ tới cực điểm, là mình hại Bùi Lâm. Bùi Lâm nói, ta đối với mình thấy quá rõ ràng, ngươi nhưng thủy chung thấy không rõ mình, nhân sinh của ngươi đi được quá thuận, hết thảy có được rất dễ dàng, cho nên ngươi không hiểu được trân quý. Bùi Lâm nhìn qua Triệu Phi Dương. Trong mắt nàng Triệu Phi Dương vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, mặc dù Triệu Phi Dương so tuổi của nàng phải lớn hơn nhiều. Bùi Lâm thanh âm trở nên ôn nhu, Phi Dương, ngươi hẳn là trưởng thành, về sau không có ta, chỉ có thể dựa vào ngươi đi chiếu cố chúng ta nhi tử. Triệu Phi Dương con mắt đỏ lên, hắn nắm chắc Bùi Lâm tay, hết thảy đều sẽ đi qua, ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta một nhà sẽ hạnh phúc sinh hoạt. Bùi Lâm nói, còn không có cho nhi tử đặt tên đâu. Chúng ta một nhà còn không có chiếu qua ảnh gia đình, vẫn là đừng soi, thừa dịp nhi tử còn nhỏ, đối ta không có ký ức, ngươi lại cho hắn tìm một cái mụ mụ, nhất định phải đối tốt với hắn muốn coi hắn là thành con ruột đồng dạng đối đãi, không phải ta không tha cho ngươi. Triệu Phi Dương nức nở nói, ngươi nói cái gì ngốc nói đời ta là không thể nào tái giá người khác. Bùi Lâm lắc đầu, người vị nữ bạn học kia, Từ Dĩnh cũng rất không tệ, nàng là nữ nhân thông minh, mà lại đối ngươi lại tốt. Trên thế giới này muốn tìm đến một cái đã thông minh lại đối ngươi tốt nữ nhân thật sự là rất khó khăn, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Phi Dương nói, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu.
Bùi Lâm nói khẽ, chuyện trên đời thay đổi trong nháy mắt, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Phi Dương, mấy ngày nay ta thường xuyên làm ác mộng, tổng mơ tới mình sẽ xảy ra ngoài ý muốn, ta có một ý tưởng, ta nghĩ ký tên một phần khí quan hiến cho sách, vạn nhất ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ có thể dùng ta khí quan cứu mấy đầu sinh mệnh. Triệu Phi Dương nói, Bùi Lâm, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo điều dưỡng thân thể, nhi tử còn chờ ngươi đấy. Bùi Lâm nghe được câu này, ánh mắt sáng lên, đúng vậy à, ta còn không có cho hắn cho ăn qua một lần sữa, ta cái này làm mẹ thật sự là không xứng chức. Triệu Phi Dương nói, mẹ cho ngươi nấu heo tay canh, ngươi ăn nhiều một chút. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này vất vả mụ mụ, Phi Dương, ngươi không cần lo lắng cho ta, bất kỳ cái gì thời điểm ta đều chọn sinh tồn được. 2. Triệu Phi Dương rời đi thời điểm, không có lựa chọn về nhà, mà là một thân một mình đi vào phòng bệnh đại lâu sân thượng. Hắn thật muốn tốt khóc thật là lớn một trận, phát tiết buồn bực trong lòng, nhưng hắn khóc không được, hắn không biết từ mình làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này. Mới vừa tới đến Trường Hưng thời điểm Xuân Phong đắc ý, mình tựa như là một cái vận mệnh sủng nhi, nhưng trong nháy mắt, cuộc sống của mình liền phát sinh nghịch chuyển. Vô luận như thế nào, sinh hoạt tổng phải tiếp tục. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, muốn trở thành đám người phía trên cường giả nhất định phải kháng trụ chèn ép, nhân sinh của hắn đã đạt tới thung lũng. Lại xấu còn có thể thế nào? Hôm nay hết thảy cũng không phải tất cả đều là sự an bài của vận mệnh. Nếu như không có Dương Mộ Phong xuất hiện, Bùi Lâm bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh, mà Dương Mộ Phong chính là anh em nhà họ Đường một tay an bài. Bọn hắn muốn lợi dụng Dương Mộ Phong đến áp chế Bùi Lâm, từ đó bức bách Bùi Lâm đến chế hoành chính mình. Nếu như nói Dương Mộ Phong chết chưa hết tội Bùi Lâm trừng phạt đúng tội, như vậy anh em nhà họ Đường đâu? Hai cái này dẫn đến hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu chẳng lẽ liền không cần nhận gánh trách nhiệm. Bọn hắn hưởng thụ lấy không từ thủ đoạn cướp lấy tài phú, bọn hắn như thường lấy xã hội danh lưu tự cho mình là, bọn hắn thôn phệ cỗ dân tiền mồ hôi nước mắt, bọn hắn hưởng thụ lấy toàn thể Trường Hưng nhân viên cố gắng công việc đổi lấy thành quả, thế giới này tại sao muốn dạng này không công bằng. Một đạo thiểm điện xé mở đen như mực đêm, chiếu sáng Triệu Phi Dương âm trầm gương mặt, không có người nào là vĩnh viễn bên thắng. Không có người nào sinh ra liền có thể bóc lột người khác, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn để anh em nhà họ Đường thần phục tại chân mình dưới, muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Lục kỳ hôn lễ làm được phi thường náo nhiệt, Tô Tình cùng Mã Tây cộng tác chủ trì phi thường ăn ý, già mang mới đội hình để cho người ta cảm giác mới mẻ, toàn bộ hành trình ý vị tuyệt vời, phong cách cao nhã bầu không khí náo nhiệt. Mã Tây nói cho Tô Tình, đây là hắn mấy tháng qua lần thứ nhất chủ trì hôn lễ, cũng là hắn trạng thái tốt nhất một lần. Lần trước Triệu Phi Dương hôn lễ cho Mã Tây cũng lưu lại sâu nặng bóng ma tâm lý, trong đài đối với hắn tiến hành điểm danh phê bình, Mã Tây mấy cái tiết mục cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, gần nhất mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, Mã Tây thậm chí đã quyết định không còn chủ trì hôn lễ. Hôm nay đài truyền hình băng tần tin tức người phụ trách Tiết Mỹ Trân cũng tới, nàng cùng Lục Kỳ không quen, chủ yếu là hướng về phía Lục Minh mặt mũi, Lục Minh phụ trách Đông Châu mạng lưới tin tức an toàn. Giữa bọn hắn bình thường không ít liên hệ Lục Minh đệ kết hôn, nàng nghe nói sau đương nhiên muốn tới cổ động. Lục Minh đối hôm nay hôn lễ cũng biểu thị hài lòng, hiện trường có không ít người là hướng về phía mặt mũi của hắn tới, làm Lục Kỳ đại ca, hắn cũng bốn phía mời rượu. Đi vào Hứa Thuần Lương một bàn này thời điểm, đặc địa cùng Hứa Thuần Lương liền làm hai chén, cười nói, Thuần Lương, lúc nào uống ngươi rượu mừng a? Hứa Thuần Lương nói, ta niên kỷ còn nhỏ, hiện tại là sự nghiệp làm trọng. Một bên Phổ Kiến bắt đầu cười hắc hắc, Hứa Thuần Lương miệng gạt người quỷ. Lục Minh ý vị thâm trường nói, tuyệt đối đừng thêu hoa mắt. Phổ Kiến nói, Lục chủ nhiệm là thật giải hắn. Hứa Thuần Lương tức giận nói, chỗ nào đều có ngươi. Hắn tìm Lục Minh có việc thương lượng, chủ yếu là liên quan tới đẩy Quảng Đông Châu đồ nướng sự tình. Lục Minh tự mình biểu thị chuyện này liên quan đến Đông Châu văn lữ phát triển, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực vì lần này mở rộng hoạt động hộ giá hộ tống. Hứa Thuần Lương sớm chào hỏi hắn cũng là phòng ngừa chu đáo, một khi hình thành nóng điểm rất có thể mạng lưới hắc tử liền sẽ chen chúc mà tới, nhất định phải thêm mạng lưới lớn giám thị cường độ mới có thể ngăn chặn sự tình hướng một mặt xấu phát triển. Tô Tình cùng đài truyền hình đi qua mấy vị đồng sự ngồi cùng một chỗ, Hứa Thuần Lương cùng Lục Minh trò chuyện xong, đứng dậy qua bên kia mời rượu. Tiết Mỹ Trân cùng Hứa Thuần Lương đánh qua mấy lần quan hệ, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại Hứa Thuần Lương đối nàng là mở miệng một tiếng Tiết tỷ kêu. Lần này văn lữ mở rộng không thiếu được đài truyền hình gia nhập,
Trước mắt Văn Lữ cục video hào liền giao cho Tiết Mỹ Chân đoàn đội chế tạo. Tiết Mỹ Chân nói cho Hứa Thuần Lương bọn hắn video hào tiến độ, lấy điện thoại cầm tay ra đem quay chụp bộ phận tài liệu cho hắn nhìn. Hứa Thuần Lương là cái ngoài nghề, để Tô Tình hỗ trợ nâng nâng ý kiến. Tô Tình nói, đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, quay chụp khí quyển tinh mỹ. Tiết Mỹ Chân cười nói, tiểu Tô, người đừng tận chọn dễ nghe nói, cũng nâng nâng quý giá ý kiến. Tô Tình lời nói thật thực nói ra, khuyết điểm chính là vận kính kỹ xảo quá chuyên nghiệp, hình tượng quá tinh mỹ, xem xét chính là chuyên nghiệp cơ cấu quay chụp, cùng phổ thông từ truyền thông video khác biệt, lộ ra không tiếp đất khí, dạng này ảnh giống đặt ở đài truyền hình truyền ra không có tâm bệnh, nhưng là nếu như đặt ở thiển cận nhiều lần bình đài liền lộ ra tượng khí quá đủ, không tiếp đất khí rất khó để dân chúng bình thường sinh ra cộng minh. Mã Tây cũng muốn sang xem nhìn hắn đồng ý Tô Tình ý kiến, hiện tại từ truyền thông cánh cửa thấp. Nhưng nhìn giống như làm ẩu coi thường nhiều lần là cái gì có thể đánh bại bọn hắn tỉ mỉ chế tác tiết mục TV. Căn bản nguyên bởi vì chính là chân thật, dân chúng hiện tại càng ưa thích nhìn phát sinh ở bên cạnh họ sự tình, không thích nhìn bịt kín quá nhiều lọc kính đồ vật. Tiết Mỹ Chân nghe bọn hắn nói xong giống như có điều ngộ ra, thấp giọng nói, quay lại ta đem ý kiến của các ngươi phản hồi cho chế tác đoàn đội. Nàng lại hướng Hứa Thuần Lương nói, các ngươi muốn được không vội a? Hứa Thuần Lương nói, cuối tuần dự định chính thức khởi động mở rộng, về phần hiệu quả còn không rõ ràng lắm, tốt nhất trước đem Đông Châu Văn Lữ video cắt ra. Tô Tình nói, Văn Lữ video đương nhiên là càng tinh mỹ hơn càng tốt. Tiết Mỹ Chân nói, kỳ thật chúng ta đi qua cũng đã làm Đông Châu Mỹ thực số đặc biệt, không có đưa đến hiệu quả gì. Mã Tây nói, chúng ta Đông Châu nhân khẩu vị thiên về, làm đồ ăn đều là đen xì cay xè mặn hồ hồ, tổng thể tới nói không rất tinh xảo. Lấy mỹ thực làm điểm vào hấp dẫn du khách ngoại địa có phải hay không phương hướng có chút sai lầm a? Hắn nói xong lại cười cười nói, ta vẻn vẹn đại biểu người ý kiến. Tô Tình mặc dù cũng không thế nào thích ăn Đông Châu địa phương đồ ăn, nhưng là tại bất cứ lúc nào nàng đều vô điều kiện đứng tại Hứa Thuần Lương bên này, hiện đang chú ý cái khói lửa nhân gian khí, ta đi rất nhiều nơi, muốn nói nhất có người ở giữa khói lửa còn phải đếm Đông Châu, không nói những cái khác, liền hướng về phía khói lửa cũng phải đến một chuyến. Tiết Mỹ Chân nói, Đông Châu đồ nướng mặc dù rất tốt, nhưng là nếu như chúng ta tuyên truyền chủ đề đặt ở đồ nướng bên trên có phải hay không không để mắt đến văn hóa nội hạch. Tô Tình đề nghị, có thể làm cái tên dễ nghe, tỉ như, tháng năm hạ Đông Châu, nhân gian kiếm khói lửa. Đám người cùng một chỗ tán thưởng, cái này chủ đề tràn đầy tình thơ ý họa, Tiết Mỹ Chân cho rằng có thể dùng, nhưng là còn cần càng cô đọng một chút. Hứa Thuần Lương linh cơ khẽ động nói, dứt khoát liền gọi khói lửa tháng năm hạ Đông Châu. Lục Kỳ kết hôn đêm đó, tam lưỡng tam liên quan tới Đông Châu đồ nướng video chính thức thượng tuyến, không thể không thừa nhận lưới đỏ lực ảnh hưởng, trong video tuyến về sau liền được điên cuồng điểm kích, cấp tốc xông lên nóng lục soát bảng. Ban sơ leo lên nóng lục soát bảng tiêu đề là tam lưỡng tam điểm tán Đông Châu đồ nướng. Đông Châu Văn Lữ cục phương diện dự liệu được cái video này khả năng cho Đông Châu mang đến nhất định nhiệt độ. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một đợt nhiệt độ tới như thế tấn mãnh. Video ban bố ngày thứ hai, Đông Châu không ít quán đồ nướng liền xuất hiện xếp hàng hiện tượng, bắt đầu Đông Châu dân chúng còn xem thường, nhà này không kịp ăn cùng lắm thì đổi một nhà, đồ nướng trên cơ bản không kém nhiều, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được phàm là cùng đồ nướng dính líu quan hệ tiệm cơm, sinh ý đều so thường ngày tốt lên rất nhiều. Nhất là tam lưỡng tam điểm tán lão thạch đầu đồ nướng, đội ngũ đẩy gần hơn 100 mét. Làm hại khu quản hạt cảnh sát đặc biệt tới duy trì trật tự. Phó Quốc Dân nghe nói sau chuyện này, còn chuyên môn kêu lên Phạm Lý Đạt đi hiện trường thể nghiệm, hai người nhìn qua tựa như trường xà đội ngũ cả kinh trợn mắt hốc mồm, Phạm Lý Đạt đề nghị vẫn là trở về đi, liền trước mắt tình huống này, không có 2 giờ căn bản sắp xếp không đến bọn hắn. Phó Quốc Dân không thể không cảm thán lưới đỏ dẫn chương trình năng lượng quá lớn, một cái tam lưỡng tam liền mang phát hỏa một cái quán đồ nướng. Nếu như nhiều đến mấy cái tam lưỡng tam cấp bậc dẫn chương trình, nói không chừng thật có thể tướng Đông Châu biến thành lưới đỏ thành thị. Phạm Lý Đạt đối với cái này ôm cẩn thận ngắm nhìn thái độ, lợi dụng lưới đỏ dẫn chương trình mang lửa một quán cơm, Đông Châu cũng không phải là không có kinh lịch, đi qua nào đó tôm hùm cửa hàng, nào đó Đông Bắc đồ ăn đều là áp dụng cái này con đường, lúc ấy cũng là khách hàng doanh môn, cửa chính xếp hàng rầm rộ không kém hơn nơi này, nhưng nhiều nhất sống không qua 2 tháng. Theo lưu lượng tiền lãi hao hết, lại khôi phục lại đi qua dáng vẻ, lưới đỏ kinh tế rất khó cam đoan bền bỉ tính. Hai người quyết định không còn xếp hàng, liền đi phụ cận mua điểm tê cay ốc sen,
nổ mấy sâu thối tại ngồi tại quán ven đường bên trên uống lên bia, liền liền bình thường không người hỏi thăm nổ đậu hũ khô quầy hàng cũng bị quán đổ nướng cho mang phát hỏa, chí ít 10 người tại xếp hàng. Hai người chia ra hành động, mua đồ tốt đi vào bờ sông quán ven đường, muốn hai đâm bia tươi, nhìn qua lão thạch đầu quán đổ nướng cổng đội ngũ còn đang không ngừng kéo dài. Phó quốc dân cảm thán nói, điên rồi, hiện tại lão bách tính từ chúng tâm lý quá nghiêm trọng. Phạm Lý Đạt cười nói, còn không phải sao, đi qua nhà này đồ nướng căn bản không ai ăn, trải qua tam lưỡng tam như thế một tuyên truyền, trở nên một vị khó cầu. Bất quá xếp hàng đều là người địa phương, đám này người trẻ tuổi bình thường đều tại trong nhà trạch, một ngày ba bữa cơ bản dựa vào thức ăn ngoài, căn bản không biết khói lửa nhân gian là vật gì. Soát điện thoại nhìn thấy cửa nhà có như thế một tòa lưới đỏ cửa hàng liền chạy tới tham gia náo nhiệt. Phó quốc dân nói, bọn hắn cũng đang quay, cũng đang giúp đỡ tuyên truyền. Phạm Lý Đạt nói, bọn hắn không phải tuyên truyền, là khoe khoang, sinh sợ người ta không biết hắn tới đây nếm qua, đây chính là lưới đỏ hiệu ứng, một truyền 10 10 truyền trăm, cùng virus phục chế giống như. Phó quốc dân ăn khối đậu hũ khô, cảm giác nổ làm khô cằn, một điểm đặc sắc đều không có. Trong lòng thầm mắng cái quái gì đây là, ngẩng đầu hướng nổ đậu hũ khô quầy hàng nhìn thoáng qua, hoắc. Đã sắp xếp lên Trường Long, một chốc lát này chỉ ít có 50 người tại xếp hàng, cùng gió đến liền hương vị đều không thêm phân biệt. Vô luận là Phó Quốc Dân vẫn là Phạm Lý Đạt đều không cho rằng lần này lưới đỏ hiệu ứng có thể bền bỉ, liền văn lữ bộ môn lãnh đạo còn như vậy, dân chúng bình thường càng không có ý thức được cuộc sống của bọn hắn đã lặng yên phát sinh biến hóa. Thứ bảy sáng sớm. Hứa Trường Thiện thói quen sáng sớm đi mua bữa sáng, hắn bình thường đều là đi chợ ngựa đường phố mua sắc bao tha canh, cái này thực tha canh là Đông Châu bản địa đặc sắc, tương truyền khởi nguyên từ bành tổ sáng tạo trí canh, lấy canh gà làm cơ sở, kèm theo mạch nhân, tinh bột mì, bột hồ tiêu, chờ nguyên liệu, vị tươi hương cay, khẩu vị đặc biệt, sâu được mọi người yêu thích. Tha canh danh tự tồn tại cũng có một đoạn truyền kỳ cố sự, Càn Long Hoàng đế Hạ Giang Nam lúc từng nhấm nháp trí canh, hắn hỏi đầu bếp đây là cái gì canh. Đầu bếp linh cơ khẽ động, tiện tay vẽ lên một cái ăn chữ cùng tha chữ, ý tứ chính là ăn tha, cũng thuận miệng nói tha canh. Tha canh, cách gọi liền một mực lưu truyền tới. Sự tình không lâu sau, Càn Long truyền chiếu, phong Đông Châu thực tha canh là thiên hạ thứ nhất canh. Cố sự mặc dù giàu có sắc thái truyền kỳ, nhưng là thực tha canh lực ảnh hưởng cũng liền giới hạn tại nơi đó, ngoại trừ Đông Châu người bên ngoài rất ít tán thành, cho dù là bản địa cũng không bằng súp cay càng được hoan nghênh. Nhưng là hôm nay có chút không giống, Hứa Trường Thiện nhìn thấy cơm cửa tiệm sắp xếp lên lớn hàng dài, còn tưởng rằng trong tiệm cơm xảy ra chuyện gì, hỏi qua về sau mới biết được tất cả đều là mộ danh tới nhấm nháp thực tha canh, trong đó hơn phân nửa đều là nơi khác khẩu âm. Hứa lão gia tử trọn vẹn đẩy nửa giờ mới mua được sớm một chút, về đến nhà, nhìn thấy Hứa Thuần Lương kéo lấy dương hành lý đang chuẩn bị đi ra ngoài, hỏi hắn đi nơi nào. Hứa Thuần Lương cười nói, ta hôm qua không phải cùng ngài nói. Tỉnh Văn Lữ tại Nam Giang có cái trời hội nghị, Phạm Cục để cho ta cùng đi. Hứa Trường Thiện lúc này mới nhớ tới thật sự là hắn nói qua, nhìn đến trí nhớ của mình là càng ngày càng kém, hắn để Hứa Thuần Lương ăn cơm rồi đi, Hứa Thuần Lương chỉ đồng hồ, biểu thị không còn kịp rồi, cầm mấy cái bánh bao đường bên trên ăn. Hứa Trường Thiện vốn định cùng cháu trai tâm sự hôm nay xếp hàng sự tình, gặp hắn vội vã đánh xe cũng sẽ không nói. Trong lòng thầm nhủ chợ ngựa đường phố sớm một chút trải làm sao đột nhiên liền lửa đi lên. Hứa Thuần Lương thừa tàu điện ngầm đi đường sắt cao tốc đứng, rõ ràng cảm giác hôm nay tàu điện ngầm bên trên nhiều người không ít, ấn lý bảo hôm nay là thứ bảy, khoảng thời gian này vốn không nên có nhiều như vậy hành khách, cũng nghe đến không ít nơi khác khẩu âm. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút nóng lục soát bảng, Đông Châu đồ nướng đã không thấy tăm hơi, bất quá còn có một đầu nóng lục soát cùng Đông Châu có quan hệ. Khói lửa tháng 5 hạ Đông Châu. Hứa Thuần Lương lần này tiến về Nam Giang không chỉ là cùng đi Phạm Lý Đạt họp, còn phải tiếp nhận tỉnh vệ thị một cái bài tin tức. Cái này bài tin tức là Tô Tỉnh hỗ trợ an bài, chủ yếu là tuyên truyền Đông Châu mỹ thực văn hóa, vì bọn họ lần này văn lữ mở rộng trợ lực. Tô Tỉnh nỗi khổ tâm, Hứa Thuần Lương đương nhiên không tiện cự tuyệt. Tại đường sắt cao tốc đứng cùng Phạm Lý Đạt chạm mặt về sau, Phạm Lý Đạt cũng trò chuyện khởi hôm qua cùng Phó Quốc Dân xếp hàng chuyện ăn cơm. Cảm thán nói, ngươi là không có gặp trận kia bột, đẩy trọn vẹn hơn 100 mét, biết đến là đi ăn đồ nướng, không biết còn tưởng rằng vị kia minh tinh lớn cả mở hội gặp mặt đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi bây giờ tin tưởng đi, lưới đỏ uy lực có phải hay không đủ lớn. Phạm Lý Đạt nhẹ gật đầu, trò chuyện khởi hôm nay xe đều so với quá khứ khó đánh,
hắn không có để đơn vị xe đưa, đón xe đi tới, so Hứa Thuần Lương trễ hơn đến, kỳ thật hắn đã sớm xuất phát. Hứa Thuần Lương nói lên tàu điện ngầm bên trên rõ ràng nhiều người, hẳn là có không ít người bên ngoài bởi vì nhìn tam lưỡng tam video đến Đông Châu tìm kiếm khói lửa nhân gian tức giận. Phạm Lý Đạt nói, người nói cái này sóng nhiệt độ có thể tiếp tục một tuần lễ sao? Hứa Thuần Lương nói, tiếp tục một tuần lễ liền đến ngày mồng 1 tháng 5, ngày mồng 1 tháng 5 chúng ta lại đẩy một đợt, tranh thủ đem ngày lễ trong lúc đó Đông Châu du lịch thu nhập đi lên tăng lên, tranh thủ tiến vào trong tỉnh trước ba. Phạm Lý Đạt cười nói, người nằm mơ à cũng không nhìn một chút chúng ta cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch, Đông Châu năm ngoái du lịch thu nhập đứng hàng toàn tỉnh thứ 9, vừa qua khỏi 30 tỷ, 4 người đứng đầu đều là trăm tỷ cấp bậc. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cũng không phải so cả năm, thừa dịp cái này sóng nhiệt độ đem ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ đơn sách ra, không làm cái trước ba cũng có lỗi với lưu lượng a. Lúc này bắt đầu xét vé, Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, Phạm Lý Đạt giúp hắn cầm lên dương hành lý. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương chính là cái nho nhỏ phó khoa cấp, Phạm Lý Đạt vị này phó sự cấp cán bộ vì hắn xách dương hành lý cũng là cam tâm tình nguyện, hắn thiếu Hứa Thuần Lương quá đại nhân tình, có thể nói không có Hứa Thuần Lương trợ giúp liền không có hắn hôm nay. Điện thoại là tam lưỡng tam đánh tới, hắn nói cho Hứa Thuần Lương trước mắt bắt đầu coi như không tệ, tiếp xuống hắn sẽ tổ chức một chút lưới đỏ đạt nhân thay nhau dò xét cửa hàng, tranh thủ bảo trì nhiệt độ, nhưng là hắn cũng phát hiện một vấn đề. Chính là văn lữ cục chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, bọn hắn văn lữ cục video hào đến bây giờ liền cái thứ nhất video còn không có phát ra ngoài, phản ứng này cũng không chỉ chậm nửa nhịp. Hứa Thuần Lương ngồi xuống về sau, tam lưỡng tam còn không có cúp điện thoại, đưa ra mấy cái đúng trọng tâm ý kiến, Hứa Thuần Lương tổng kết về sau cùng nhau phát cho Phó Quốc Dân. Phó Quốc Dân bên kia kỳ thật cũng phi thường đau đầu, hắn là văn lữ cục trưởng, hắn chức quyền phạm vi bên trong sự tình dễ làm. Nhưng là vượt qua hắn chức quyền phạm vi nhất định phải xin chỉ thị thượng cấp, từ thượng cấp lên tiếng để các huynh đệ khác bộ môn phối hợp. Hứa Thuần Lương liên thủ tam lưỡng tam đánh ra tấm lưới này đỏ kinh tế bài, Phó Quốc Dân cho rằng có thể thực hiện, nhưng là trong thành phố mấy vị lãnh đạo cho rằng lưới đỏ kinh tế không có thể trở thành chủ lưu, vĩnh viễn không thay thế được thực thể. Trong thành phố có thể ủng hộ, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mấy cái coi thường nhiều lần là có thể đem Đông Châu văn lữ làm. Mấy vị lãnh đạo tư duy vẫn là thiên về tại truyền thống, nếu như nâng toàn thành phố chi lực đi phối hợp lưới đỏ lẫn lộn, truyền đi chẳng phải là trở thành trò cười, người ở bên ngoài xem ra bọn hắn những này Đông Châu người lãnh đạo có bỏ gốc lấy ngọn chi ngại. Phó Quốc Dân trong điện thoại không tốt nói rõ, chỉ là hứa hẹn mình sẽ tận lực đi làm. Nhưng xem xét Hứa Thuần Lương gửi tới mấy đầu ý kiến, lập tức đầu lớn như cái đấu. Đầu tiên là thị trường giám sát cơ chế. Bảo đảm không xuất hiện thương gia thiển cận trục lợi, thiếu cân ngắn hai, thừa cơ lên ảo ảo giá thị trường hành vi, cái này cần thị trường giám sát cục cùng giá hàng bộ môn phối hợp. Thực phẩm vệ sinh muốn quá cứng, bảo đảm không xuất hiện theo thứ tự hàng nhái, thật giả lẫn lộn hành vi, cái này lại dính đến thực phẩm giám sát cục, vệ sinh phòng dịch bộ môn. Theo người lưu lượng gia tăng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trị an bên trên vấn đề, nhất định phải chuẩn bị sớm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hứa Thuần Lương phát cho hắn nhiều như rừng một đại thiên, cộng lại chủ yếu có 8 đầu ý kiến. Phó Quốc Dân sau khi xem xong ôm đầu trầm mặc cả buổi, Đông Châu nếu như có người có thể làm được, chỉ có một người, đó chính là Chu Thư Ký. Phó Quốc Dân là cái có tự biết rõ người, hắn lên làm văn lữ cục trưởng không có mấy ngày cũng không dám nói văn lữ trong cục bộ trên dưới cùng hắn một lòng, lại càng không cần phải nói đồng thời điều động nhiều như vậy bộ môn. Nếu là đem Hứa Thuần Lương phát cho mình những này ý kiến tất cả đều y nguyên không thay đổi chuyển cho Chu Thư Ký, Chu Thư Ký có phải hay không muốn hoài nghi mình là đang chỉ huy công tác của hắn? Vì nghiệm chứng Hứa Thuần Lương nói tới khả năng, Phó Quốc Dân đặc địa đi ra ngoài ngồi tàu điện ngầm, đi Đông Châu mấy cái danh tiếng lâu năm cổng dạo qua một vòng, không chuyển thì đã, cái này nhất chuyển hắn phát hiện Đông Châu trong vòng một đêm nhiều hơn tốt nhiều người, đều đã 10 rưỡi sáng, chợ ngựa đường phố thực tha canh cổng còn xếp hàng dài, có chút khoa trương là trong đó không ít người kéo lấy dương hành lý, xem xét chính là người bên ngoài, xuống xe lửa một cái liền thẳng đến chỗ này đến nhấm nháp thiên hạ đệ nhất canh. Bởi vì cơm cửa tiệm tại sửa đường, không có minh xác chỗ đậu xe, ngựa bên đường ngổn ngang lộn xộn ngừng đến tất cả đều là ô tô, Phó Quốc Dân nhìn thấy trong đó có hơn phân nửa đều là nơi khác biển số xe, người địa phương không dám như thế ngừng. Quả nhiên, một tuổi trẻ cảnh sát giao thông cưỡi xe gắn máy đến đây, bắt đầu chụp ảnh thiếp hóa đơn phạt. Phó Quốc Dân đi nhanh lên đi qua, đồng chí. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông thần sắc uy nghiêm nhìn qua hắn, xe của ngươi.
Không phải. Không phải ngươi tìm ta làm gì. Phó quốc dân nói, những này nơi khác xe trên cơ bản đều là đến Đông Châu du lịch, ta cảm thấy ngài vẫn là lấy nhắc nhở làm chủ, đừng lên đến liền phạt a. Cảnh sát giao thông vui vẻ, ta không nghe lầm chứ. Ngươi dạy ta làm sao chấp pháp, ta mặc kệ bọn hắn là từ đâu tới, cũng giống như bọn hắn như thế dừng xe, chúng ta Đông Châu giao thông không phải lộn xộn rồi. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, ta cùng ngươi không cần thiết giải thích, ngươi bận bịu mình sự tình đi thôi, đừng làm trở ngại ta chấp hành công vụ. Phó quốc dân nói, nhỏ đồng chí, ngươi dạng này là không được, quy củ muốn giảng, nhưng tại cụ thể chấp hành quá trình bên trong phải hiểu được biến báo. Ta nói ngươi người này có phải hay không mau bệnh a? Nơi này có xe của ngươi sao? Nhìn thấy đối phương không mua mình chướng, phó quốc dân bất đắc dĩ chỉ có thể sáng ra thân phận của mình, nhỏ đồng chí. Ta là văn lữ cục, gần nhất chúng ta tại đẩy Quảng Đông Châu văn lữ, đối đãi nơi khác tới du khách nhất định phải biến thông. Văn lữ cục làm gì a? Chúng ta giao đại đội tuần cảnh lúc nào về văn lữ cục quản? Đồng chí, ngài có phải hay không nghỉ ngơi nhàn rỗi không chuyện gì làm? Đừng ảnh hưởng ta công việc, ta nếu là bỏ mặc không quan tâm, lãnh đạo chúng ta đến phê bình ta. Phó quốc dân không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cảnh sát giao thông cho cỗ xe chụp ảnh thiếp đầu. Trong lòng cái này phiền muộn a, hắn dám cam đoan, bị phạt những này nơi khác xe người trên cơ bản là thừa hứng mà đến mất hứng mà về, nói không lập minh ước hợp tung này liền đem Đông Châu liệt ra tại sổ đen bên trên. Phía trước không bao xa chính là Trạng Nguyên đường phố, phó quốc dân một đường đi tới, bình thường Trạng Nguyên đường phố căn bản không có mấy cái du khách, còn chưa tới cổng đâu, liền thấy cỗ xe sắp xếp lên Trường Long, kẹt xe. Phó quốc dân rõ ràng cảm nhận được cái này nhất ba lưu lượng khí thế hung hung. Nếu như chế tiến hành hữu hiệu khai thông, không những không thể có lợi cho Đông Châu văn lữ, ngược lại sẽ để bọn hắn lọt vào phản phệ. Phó quốc dân quyết định, trước cho Chu thư ký phát mấy chương mình đập ảnh chụp, sau đó tướng Hứa Thuần Lương phát cho ý kiến của mình sửa chữa về sau phát tới, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Chu thư ký, không phải ta kéo dài lầm ngài nghỉ ngơi, thật sự là không có cách, ta thấp cổ bé họng, không cách nào cân đối nhiều như vậy bộ môn, ngài nếu là không lên tiếng, chỉ sợ cũng có chuyện tốt biến chuyện xấu khả năng. Chu thư ký ngay tại bồi lão nương nói chuyện phiếm đâu, tiếp vào phó quốc dân gửi tới ảnh chụp, phản ứng đầu tiên là phó quốc dân phát sai, đây là cái nào cảnh khu. Phóng đại xem xét cái này không phải liền là Đông Châu sao. Đông Châu lúc nào có kia nhiều du khách, phảng phất đột nhiên đến ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng. Tiếp lấy lại nhận được phó quốc dân gửi tới ý kiến, Chu thư ký nhíu mày. Chu lão thái nhìn thấy hắn cau mày, ân cần nói, làm sao? Trong công tác gặp được vấn đề khó khăn, ngươi không cần theo giúp ta, trước tiên đem công ra sự tình làm tốt. Chu thư ký cười nói, không có việc gì, vừa mới có người cho ta phát tới chợ ngựa đường phố thực tha canh ảnh chụp, đột nhiên sắp xếp lên hàng dài. Hắn đưa cho lão nương nhìn. Chu lão thái tiếp quá điện thoại di động đeo lên kính viễn thị nhìn một chút, thế nào nhiều như vậy người đâu. Chu thư ký nhắc nhở nàng đằng sau còn có. Chu lão thái thái lại nhìn hai tấm hình. Tất cả đều là tại xếp hàng, nàng có chút kỳ quái nói, Đông Châu bình thường không gặp náo nhiệt như vậy đâu. Nhiều người địa phương dễ dàng xảy ra chuyện a, người đến làm cho ngành tương quan tăng cường quản lý năm ngoái trong tin tức Seoul liền phát sinh cùng một chỗ dẫm đạp sự cố. Lão thái thái khác không sợ sẽ sợ xảy ra chuyện, nhi tử là Đông Châu một phương quan phụ mẫu, nếu như xảy ra vấn đề hắn là muốn nhận gánh trách nhiệm. Chu thư ký mặc dù biết mẫu thân có chút đã quá lo lắng. Nhưng là lo lắng của nàng cũng không phải không có lý. Chu thư ký đi trong viện cho phó quốc dân gọi điện thoại. Phó quốc dân tiếp vào Chu thư ký điện thoại phi thường kích động, Chu thư ký, không có ý tứ a, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chu thư ký nói, ngươi cũng cố gắng như vậy, ta làm sao có ý tứ nghỉ ngơi. Phó quốc dân có chút ngượng ngùng cười, hắn đem vừa mới mình thực địa nhìn thấy tình huống nói một lần, kỳ thật có chút ý kiến vừa rồi đã phát cho Chu thư ký. Chu thư ký kiên nhẫn nghe xong, đầu tiên khẳng định phó quốc dân chăm chú phụ trách thái độ làm việc, hắn đương nhiên hy vọng Đông Châu du lịch đại phát triển tiến bộ lớn, nhưng là hắn cho rằng không phải làm mù quáng lạc quan, một ngày hai ngày lửa bạo nói rõ không được vấn đề, bọn hắn Đông Châu làm nhiều năm như vậy du lịch đều không có cái gì khởi sắc, chỉ bằng lấy lưới đỏ dẫn chương trình một đầu coi thường nhiều lần lửa cháy đến. Nghe vẫn còn có chút thiên phương dạ đàm. Chu thư ký đồng ý tiếp thu phó quốc dân ý kiến. Lập tức an bài tổ chức hơn một cái bộ môn cân đối hội nghị, vô luận cái này một đợt lưới đỏ mang tới lưu lượng có thể tiếp tục bao lâu, phòng ngừa chu đáo luôn luôn chính xác,
hắn tướng cái này sự kiện giao cho mới vừa tiến vào Đông Châu ban lãnh đạo Cảnh Văn Tuấn, để Cảnh Văn Tuấn lập tức liền xử lý, triệu tập văn lữ, công an, phòng cháy, công thương, thuế vụ, vệ sinh phòng dịch các loại các bộ môn lãnh đạo mở một cái họp hội ý, cân đối giữa bọn hắn công việc. Gắng đạt tới làm được các bộ môn không cãi cọ, không lười biếng, phối hợp lẫn nhau. Tranh thủ để đi vào Đông Châu du khách ngoại địa số không khiếu nại, thừa hứng mà đến hài lòng mà về. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt đổi xe tàu điện ngầm đi họp Nam Sơn suối nước nóng khách sạn. Hứa Thuần Lương nghe được suối nước nóng hai chữ liền lai liễu kình, dự định đi trước cảm thụ một chút, hiểu rõ sau mới biết được, cái này suối nước nóng khách sạn cũng là treo đầu dê bán thịt chó. Nam Giang thành nội căn bản không hề suối nước nóng, nghĩ tắm suối nước nóng phải đi ngoài thành canh núi. Bọn hắn cái hội nghị này là trong tỉnh văn lữ liên quan tới ngày lễ an toàn hội nghị, ngày mồng 1 tháng 5 tới gần, các thị đều đứng trước du lịch thị trường cấp tốc ấm lại tình trạng, tại xúc tiến địa phương văn lữ, tăng trưởng du lịch thu nhập đồng thời cũng phải chú ý du lịch an toàn, hàng năm đều sẽ có phương diện này sự cố phát sinh, cho nên Bình Hải tỉnh văn lữ bộ môn trước đem bọn hắn đưa tới họp, cho bọn hắn để tỉnh một câu, thông qua du lịch sống động kinh tế trọng yếu, nhưng là nhân dân an toàn càng trọng yếu hơn. Hứa Thuần Lương trong phòng vọt vào tắm, phát hiện yên lặng thật lâu diễn xuất bầy có động tĩnh, kỳ thật cái này bầy hết thảy liền ba người, ngoại trừ Hứa Thuần Lương còn có Tô Tình cùng Bình Hải tỉnh văn lữ người phụ trách Hình Văn Hổ, là Tô Tình xây cái này bầy, lúc ấy xây bầy mục đích đúng là để cho tiện tập Bá Vương Biệt Cơ, ba người bọn họ tại cái tiết mục này bên trong phối hợp ăn ý, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa, đương nhiên là có Tô Tình cùng Hứa Thuần Lương đặc sắc biểu hiện nguyên nhân, cũng có Hình Văn Hổ thân phận tăng thêm. Thái Minh Hồ hội nghị về sau, cái này bầy liền không có động tĩnh, chớ nhìn bọn họ ba người hợp diễn tiết mục phi thường thành công, nhưng là dù sao địa vị không giống, mà lại tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, không có nhiều tiếng nói chung. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Hình Văn Hổ sẽ chủ động lui bầy, nhưng người ta vẫn luôn yên lặng tại bầy bên trong treo, hắn không lùi, Tô Tình cũng không tiện đem bầy giải tán. Nếu như Hình Văn Hổ không phát biểu, hai người bọn hắn cơ hồ liền đem cái này bầy đem quên đi. Hình Văn Hổ, Hứa Thuần Lương, hỏi hắn phải chăng đã đến Nam Giang. Hứa Thuần Lương nói cho Hình Văn Hổ mình đã tại khách sạn nghỉ ngơi. Hình Văn Hổ đưa ra mời hai người bọn họ tối nay tới trong nhà ăn cơm. Hứa Thuần Lương ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, Hình Văn Hổ là Bình Hải văn lữ hệ thống người đứng đầu, là mình người lãnh đạo trực tiếp ấn lý thuyết không nên mời chính mình cái này hàng tiểu bối ăn cơm, huống chi còn là gia yến phải biết lãnh đạo mời ăn cơm rất phổ biến. Nhưng là lãnh đạo mời ngươi đi trong nhà ăn cơm cái này nhưng mang ý nghĩa tối cao quy cách lễ ngộ, giữa bọn hắn có chút kết giao, nhưng là quá sâu giao tình nhưng chưa nói tới, luôn cảm thấy Hình Văn Hổ mời có chút đột nhiên. Tô Tình nhìn thấy tin tức sau tìm hắn nói chuyện riêng, hỏi hắn muốn hay không đi. Nàng cùng Hình Văn Hổ càng không giao tình, rõ ràng người ta mời khẳng định là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đương nhiên không tiện cự tuyệt, Tô Tình để Hứa Thuần Lương tại khách sạn đợi nàng. Nàng đại khái sau một tiếng đi qua đón hắn, nàng đối đi Hình ra ăn cơm không hứng thú, chỉ quan tâm cùng ai cùng một chỗ ăn, nàng nguyện ý bồi tiếp Hứa Thuần Lương cùng đi. Hứa Thuần Lương cũng không có lễ vật gì, suy nghĩ tổng tay không tốt đi qua bái phỏng, càng nghĩ đến Tử Dĩnh. Hứa Thuần Lương nhưng thật ra là nghĩ đưa bức thư pháp cho Hình Văn Hổ, hiện trên tay cái gì công cụ đều không có, Tử Dĩnh quán trà thường xuyên làm thư họa salon. Cái gì đều là có sẵn, cho nên Hứa Thuần Lương muốn đi nàng bên kia hoàn thành. Nếu như Hứa Thuần Lương không là có chuyện muốn nhờ, Từ Dĩnh cũng không biết hắn đi tới Nam Giang, yêu cầu như vậy nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói cho Hứa Thuần Lương nàng sẽ ở quán trà chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên, xin đợi hắn đại giá quang lâm. Hứa Thuần Lương cũng không hướng Phạm Lý Đạt lộ ra Hình Văn Hổ mời mình chuyện ăn cơm, bình thường loại sự tình này người biết càng ít càng tốt. Tô Tình tới đúng lúc khách sạn. Ngay tại bãi đỗ xe chờ lấy Hứa Thuần Lương, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hai tay trống trơn đi xuống, hơi kinh ngạc nói, đi nhà lãnh đạo bên trong làm khách không mang theo lễ vật. Ta chuẩn bị hai hộp lá trà quay đầu ngươi đưa cho hắn. Nàng là Hứa Thuần Lương nghĩ đến phi thường chu đáo. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta Hình bí thư không thích một bộ này. Tô Tình nói là nói như vậy, nhưng tay không đến nhà chẳng phải là có sai lầm lễ tiết. Hứa Thuần Lương để nàng đi trước Từ Dĩnh quán trà. Tiến về quán trà trên đường, Tô Tình nhắc lên tam lưỡng tam liên quan tới Đông Châu đồ nướng video leo lên nóng lục soát sự tình, cười nói, tam lưỡng tam thật là một cái siêu cấp lưới lớn đỏ, hắn đẩy Đông Châu đồ nướng, ta rất nhiều đồng sự đều biết, không ít người tới hướng ta nghe ngóng Đông Châu đồ nướng chỗ nào món ngon nhất đâu, chuẩn bị đi Đông Châu nhấm nháp mỹ thực.
Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay qua trên đường tới, cảm giác Đông Châu tàu điện ngầm bên trên người đều so thường ngày nhiều, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Tô Tình nói, đừng xem thường lưu lượng tác dụng, tam lưỡng tam nhưng không là bình thường mỹ thực chủ block, hắn mang phát hỏa thật nhiều tiệm cơm. Hứa Thuần Lương nói, mang lửa tiệm cơm là một chuyện, mang lửa một tòa thành là một chuyện khác. Liền chính hắn đối nhiệt độ tiếp tục tính đều ôm ngắm nhìn thái độ. Tô Tình nói, ta có loại dự cảm lần này Đông Châu đồ nướng chí ít có thể lửa đến ngày mồng 1 tháng 5, ngươi nhìn nóng lục soát bảng trước 20, đã có 3 đầu liên quan tới Đông Châu tin tức. Hứa Thuần Lương mở ra nóng lục soát bảng nhìn một chút, tam lưỡng tam đầu kia liên quan tới Đông Châu đồ nướng video đã rơi ra nóng lục soát 10 vị trí đầu, bất quá khói lửa tháng 5 hạ Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên 2 đầu tin tức đều tiến vào nóng lục soát trước 20. Hứa Thuần Lương nói, tam lưỡng tam video đã rơi ra 10 vị trí đầu, đây có phải hay không là đại biểu cho nhiệt độ đã bắt đầu biến mất? Tô Tình lắc đầu, ta là học truyền thông bên trong có cái truyền bá thống kê, ta thô sơ giản lược làm một cái toàn cục theo phân tích, hiện tại nhiệt độ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, người lục soát một chút đội cứu hỏa. Hứa Thuần Lương lục soát một chút đội viên cứu hỏa, nhìn thấy không ít liên quan tới đội viên cứu hỏa tin tức. Trong đó có mấy đầu đều là số lớn đội viên cứu hỏa đi Đông Châu, Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên là Đông Châu xảy ra chuyện rồi. Cháy, không đúng, chính mình mới từ Đông Châu tới, chuyện lớn như vậy không có lý do không biết ha. Xuống chút nữa nhìn phát hiện còn có đoạn dưới số lớn đội viên cứu hỏa đi Đông Châu, tìm kiếm khói lửa nhân gian, cùng hưởng đồ nướng mỹ vị. Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười, hóa ra đội viên cứu hỏa là ăn đồ nướng đội viên cứu hỏa. Mạng lưới mới lạ từ ngữ tầng tầng lớp lớp, cái gì đội cứu hỏa, lính đặc chủng tất cả đều biến thành ăn hàng danh hiệu. Từ Dĩnh quán trà sinh ý một mực thanh đạm, nàng tại vật chất phương diện cũng không có đặc biệt yêu cầu khác. Hứa Thuần Lương tới qua mấy lần đều không có gặp khách nhân nào, hắn thậm chí hoài nghi Từ Dĩnh cái này quán trà đang làm thâm hụt tiền mua bán. Từ Dĩnh đã đem văn phòng tứ bảo tất cả đều chuẩn bị xong, nghe nói Hứa Thuần Lương muốn đưa người lễ vật, nhắc nhở hắn coi như hiện tại viết bồi đã không còn kịp rồi. Nàng nơi này ngược lại là có chút tranh chữ tiểu phẩm, Hứa Thuần Lương có thể chọn một bức tặng người. Từ Dĩnh nơi này tranh chữ không ít, hỏi, là đưa thương người hay là quan viên? Hứa Thuần Lương cười nói, bên trong thể chế. Từ Dĩnh nghĩ nghĩ chọn lấy một bức họa đưa cho Hứa Thuần Lương, vẽ là một con khỉ cưỡi một con ngựa trắng, ngụ ý là Mã Thượng Phong hầu. Hứa Thuần Lương nhìn một chút lạc khoản là Phan Thừa Phong, khen, nguyên lai là Phan giáo sư đại tác. Bức họa này ngụ ý thật tốt, bất quá quá quý giá. Từ Dĩnh nói, không tính là quý giá, Phan giáo sư luyện viết văn tác phẩm, ta lúc ấy tìm hắn muốn tới cũng là nghĩ tặng người, nhưng về sau. Nàng nhẹ giọng thở dài. Hứa Thuần Lương mơ hồ đoán được nàng nguyên vốn phải là muốn đem bức họa này đưa cho Triệu Phi Dương, về sau sở dĩ cải biến suy nghĩ, là bởi vì Triệu Phi Dương không có lựa chọn tại thể chế bên trong đi xuống, ngược lại từ đi công chức lựa chọn Hoa Niên tập đoàn. Hứa Thuần Lương cũng không theo Từ Dĩnh khách khí, đem họa cất kỹ. Từ Dĩnh mời hai người bọn họ tọa hạ uống trà, dù sao khoảng cách ban đêm ăn cơm còn có một đoạn thời gian, hai người cũng không vội mà đi. Tô Tình đối Từ Dĩnh trong quán trà bố trí cảm thấy hứng thú vô cùng, Từ Dĩnh để nàng tự hành tham quan. Kỳ thật hai ngày trước Từ Dĩnh ứng Hứa Thuần Lương mời tham gia Đông Châu Văn Lữ cuộc hội đàm, chuyến này có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì nàng cùng Triệu Phi Dương kia lần gặp gỡ còn náo động lên một khởi phong ba, trở về sau Từ Dĩnh liền không có cùng Triệu Phi Dương sẽ liên lạc lại qua, nghe nói Bùi Lâm mẹ con bình an, nội tâm của nàng an tâm một chút, nhưng gần nhất lại có tin tức nói Bùi Lâm xảy ra chuyện, Từ Dĩnh không tốt trực tiếp hỏi Triệu Phi Dương, lần này Hứa Thuần Lương tới, vừa dễ tìm hắn tìm hiểu một chút. Hứa Thuần Lương tướng mình nghe nói tình huống đơn giản nói một lần. Từ Dĩnh mặc dù đối Bùi Lâm ấn tượng không tốt, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ cuốn vào đến cùng một chỗ đầu độc án giết người bên trong. Nhớ tới Triệu Phi Dương có được tốt như vậy nhân sinh bắt đầu, lại từng bước một lưu lạc đến bây giờ bước, nếu như tướng tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến Bùi Lâm trên thân, hiển nhiên là không công bằng, Triệu Phi Dương bản thân liền tồn tại vấn đề rất lớn, làm bằng hữu, mình đối nhắc nhở của hắn còn chưa đủ. Từ Dĩnh có chút tự trách, tâm tình trở nên càng phát ra phiền muộn. Hứa Thuần Lương từ nàng tần khởi lông mày nhìn ra Triệu Phi Dương sự tình đối nàng ảnh hưởng không nhỏ, an ủi nàng nói, trước mắt còn không có kết luận, kỳ thật coi như Bùi Lâm sự tình là thật, Triệu Viện hẳn là cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Câu nói này liền chính hắn cũng không tin, nếu như chứng thực Triệu Phi Dương lão bà giết người,
chuyện này sẽ đối với Trường Hưng Bệnh viện thậm chí đối toàn bộ Hoa Niên tập đoàn tạo thành cực ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc trước mình bởi vì tham dự quần ẩu Hoa Niên tập đoàn đều ngay đầu tiên cùng mình phân rõ giới hạn, anh em nhà họ Đường là lợi ích trên hết người, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Triệu Phi Dương cùng chung hoạn nạn, nói không chừng đã động tướng Triệu Phi Dương đuổi ra khỏi cửa tâm tư. Từ Dĩnh nói, ảnh hưởng là khẳng định sẽ có, bất quá Hoa Niên còn không đến mức ở thời điểm này động Triệu Phi Dương, dù sao hắn không có phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, mà lại giữa bọn hắn có hợp đồng. Nếu như sớm tướng Triệu Phi Dương đá ra khỏi cục chính là Hoa Niên trái với điều ước, bọn hắn sẽ nỗ lực một số lớn bồi thường. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Triệu Phi Dương quyết định từ đi công chức không có khả năng không có cân nhắc tốt đường lui. Hắn đối Triệu Phi Dương cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm, Triệu Phi Dương sở dĩ rơi cho tới hôm nay tình trạng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn gieo gió gặt bão, hy vọng Bùi Lâm sự tình có thể làm cho hắn nhận rõ mình, cũng nhận rõ Hoa Niên diện mục thật sự. Hình Văn Hổ ở tại Tĩnh Hải Đường, Bình Hải không ít lãnh đạo đều ở chỗ này. Hình Văn Hổ suy tính được phi thường chu đáo, sớm để bọn hắn đem bảng số xe phát tới, cùng cổng bảo vệ chào hỏi, Tô Tình lúc này mới có thể trực tiếp tướng xe lái vào viện tử, đi vào Hình Văn Hổ chỗ ở số 67 nhỏ lâu. Hình Văn Hổ đại nhi tử Hình Vĩnh Tiến đến đi ra bên ngoài nghênh đón bọn hắn, chỉ huy Tô Tình dừng xe ở ven đường chỗ đậu. Hứa Thuần Lương vừa xuống xe, Hình Vĩnh Tiến liền chủ động hướng hắn vươn tay ra, nhiệt tình tự giới thiệu mình, Hứa Thuần Lương đi, ta gọi Hình Vĩnh Tiến, tại Nam Giang Ngân hàng công việc. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, Hình Vĩnh Tiến hướng Tô Tình cười cười, Tô Tiểu Thư, thê tử của ta là của ngài bánh phở. Tô Tình cười nói, không dám nhận. Hình Vĩnh Tiến đem bọn hắn mời đến trong nhà, vợ hắn Tô Minh Tú thẳng đến Tô Tình lại tới, Tô Tiểu Thư, ngươi so trên TV xinh đẹp hơn. Hình Văn Hổ thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, Tiểu Hứa, Tiểu Tô, các ngươi đều tới a, ngồi trước, quay đầu nếm thử ta tự mình làm đồ ăn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ có thể để cho lão Hình tự mình xuống bếp nấu cơm chính mình cái này mặt mũi có thể. Hình Văn Hổ trong nhà bày biện cũng rất phổ thông, hấp dẫn người nhất chính là trên tường ảnh chụp, lão Hình là cái chụp ảnh kẻ yêu thích, đập đến tương đối hài lòng ảnh chụp đều tẩy ra treo trên tường. Hứa Thuần Lương đứng đấy thưởng thức trong chốc lát. Hình Vĩnh Tiến cho bọn hắn rót trà ngon, đi vào Hứa Thuần Lương bên người giới thiệu với hắn ảnh chụp xuất xứ. Lúc này Hình Văn Hổ nữ nhi Hình Vĩnh Thanh trở về, nàng tại Nam Giang Đại học đảm nhiệm phụ đạo viên, Hứa Thuần Lương cùng với nàng một trò chuyện Hình Vĩnh Thanh biết hắn tiểu cô Hứa Gia Văn. Hứa Gia Văn là Nam Giang Đại học gần đây dẫn vào cấp cao nhân tài, bởi vì học thức uyên bác, làm người khiêm tốn rất được thầy trò tán đồng. Hình Vĩnh Thanh nói, nghĩ không ra Nam Giang nhỏ như vậy, một trò chuyện đều là người quen. Hình Văn Hổ nói, cho nên ta đem Tiểu Hứa bọn hắn mời đi theo, để các ngươi người trẻ tuổi nhiều làm quen một chút. Hình Văn Hổ thê tử Trương Mỹ Lan xử lý công việc y liệu, trước mắt tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh trong lòng khoa công việc, Hứa Thuần Lương nghĩ đến tâm nội khoa Tô Vân Toàn, bất quá hắn không có nói ra, dù sao cùng Tô Vân Toàn là thông qua Loan Ngọc Xuyên nhận biết, cũng không có giao tình sâu đậm, mà lại Tô Vân Toàn người kia giá đỡ có chút lớn, Hứa Thuần Lương cũng không thích. Hứa Thuần Lương các loại Hình Văn Hổ làm xong, đem đưa cho hắn họa đem ra. Hình Văn Hổ xem xét lạc khoản liền biết phần lễ vật này tương đối quý giá, trọng yếu nhất là bức họa này ngụ ý tuyệt hảo, mã thượng phong hầu, phàm là hỗn thể chế, ai không muốn đổ cái may mắn, lập tức dù sao cũng so xuống ngựa muốn tốt. Hình Văn Hổ khách khí một phen vẫn là thu xuống dưới. Mời Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình nhập tọa, Hình Vĩnh Tiến lấy ra một cái pha lê đổ uống rượu, bên trong có việc trước ngược lại tốt mao đài. Thể chế xuất thân trên một điểm này đều phi thường chú ý, kỳ thật lấy ra cảnh của bọn hắn uống chút mao đài cũng không tính là gì. Vài chén rượu hạ đỗ, Hình Văn Hổ mới nói cho bọn hắn lần này bọn họ chạy tới mục đích chủ yếu, một là đối Hứa Thuần Lương lúc trước mời hắn ăn đất món ăn mời lại, hai là giới thiệu nhi tử Hình Vĩnh Tiến cùng Hứa Thuần Lương nhận biết, Hình Vĩnh Tiến đã tiếp vào bổ nhiệm, tháng sau liền muốn đi trước Đông Châu đảm nhiệm Đông Châu Nam Giang Ngân hàng phụ trách hoạt động tín dụng công việc, Hình Vĩnh Tiến tại Đông Châu bằng hữu không nhiều. Cho nên lão Hình nghĩ đến Hứa Thuần Lương. Đừng nhìn lần kia Thái Minh Hồ hội nghị tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Hình Văn Hổ đã đầy đủ khẳng định Hứa Thuần Lương năng lực, giúp hai người trẻ tuổi đáp cầu dắt mối, lấy sau nhi tử đi Đông Châu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Thuần Lương cùng Hình Vĩnh Tiến đụng phải một chén, Hình Vĩnh Tiến nói, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ta gọi ngươi Tiểu Hứa, ta đi Đông Châu, ngươi nhưng phải cho ta nhiều giúp đỡ chút. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài là thần tài. Về sau là ngài giúp ta một tay mới đúng. Hình Văn Hổ nói,
người trẻ tuổi chính là hẳn là trợ giúp lẫn nhau cộng đồng tiến bộ, vĩnh tiến, đừng xem người ta Tiểu Hứa tuổi trẻ, nhưng đối nhân xử thế phương diện ngươi đến cùng hắn nhiều hơn học một ít. Hình Vĩnh Tiến phi thường khiêm tốn liên tục gật đầu nói, kia là nhất định, Tiểu Hứa, không sợ ngươi chê cười, ta đã lớn như vậy cơ hồ không chút rời đi Nam Giang, Đông Châu ta lại không quen, lần này đi phụ trách hoạt động tín dụng nghiệp vụ, cũng không biết công việc ứng làm như thế nào khai triển đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lấy lão hình thân phận theo lý thuyết không dùng được mình, thân là Bình Hải Văn Lữ người đứng đầu, hắn tại thể chế bên trong tích lũy nhân mạch quan hệ tùy tiện lộ một chút cũng có thể đem Hình Vĩnh Tiến nhiệm vụ cho hoàn thành. Chuyển niệm tưởng tượng, càng là Hình Văn Hổ loại này càng là không muốn huy động nhân lực, giới thiệu mình cùng con của hắn nhận biết, một là giúp con của hắn trải đường, hai là đối năng lực chính mình tán thành. Tô Minh Tú đối đài truyền hình sự tình cảm thấy rất hứng thú, nắm lấy Tô Tình hỏi không ngừng, Tô Tình cùng với nàng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, về sau có thời gian có thể mời nàng đi đài truyền hình làm khách, thậm chí có thể đi một chút tiết mục hiện trận. Đừng nhìn Hình Vĩnh Thanh cùng Hình Vĩnh Tiến là hai huynh muội. Nhưng nàng cũng là hôm nay mới biết đại ca muốn đi Đông Châu nhậm chức, Hình Vĩnh Thanh vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta đang chuẩn bị đi Đông Châu ăn đồ nướng đâu, đại ca đi Đông Châu về sau ta liền có thể thường xuyên đi. Trương Mỹ Lan giận trách, đại ca ngươi đi xa như vậy, ngươi làm sao lại không có chút nào lưu luyến? Có gì có thể lưu luyến, hiện tại giao thông như thế phát đạt, hơn một giờ đã đến, mẹ, ta đại ca đều thành gia lập nghiệp ngài cũng nên buông tay. Trương Mỹ Lan nói, ta chỗ nào không có buông tay. Để tẩu tử ngươi nói. Tô Minh Tú cười cười, kỳ thật nàng đáy lòng cho rằng bà quản được quá rộng, nhất là đối Hình Vĩnh Tiến, chiếu cố đến từng ly từng tí. Lần này Hình Vĩnh Tiến quyết định đi Đông Châu nhậm chức vẫn là tại nàng cổ vũ dưới, Tô Minh Tú thật sự là chịu không được bà đối với hắn cưng chiều. Hình Văn Hổ nói, chỗ nào không đốt nướng, còn không phải đi Đông Châu ăn. Hình Vĩnh Thanh nói, cha. Ngài là không biết Đông Châu đồ nướng hai ngày này có bao nhiêu lửa, Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên. Hình Văn Hổ cười lên ha hả, ta làm nhiều năm như vậy văn lữ công việc, Đông Châu ta cũng đi vô số lần, ta làm sao lại chưa nghe nói qua Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên. Hình Vĩnh Tiến nói, Tiểu Hứa không phải liền là Đông Châu người nha, đến cùng có chuyện này hay không? Hứa Thuần Lương nói, có. Hắn điện thoại di động bên trong liền có hắn chân dung thạch bản dập, trực tiếp phát cho Hình Văn Hổ. Hình Văn Hổ phóng đại sau tỉ mỉ nhìn, có chút ngạc nhiên nói, a, thật sự là đang ăn thịt dê sỏ sâu nướng đâu. Trương Mỹ Lan nói, ta nghe tướng thanh thời điểm giống như có một đoạn như vậy, nhưng là ta cảm thấy đây không chịu nổi cân nhắc, muốn nói đồ nướng, xã hội nguyên thủy từ học được dùng lửa liền bắt đầu ăn thịt nướng, không thể bởi vậy liền nói Đông Châu là đồ nướng nơi phát nguyên. Hình Văn Hổ cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, đây là các ngươi Đông Châu mở rộng văn lữ thủ đoạn a. Hứa Thuần Lương nói, Hình Bí Thư, thật không phải chúng ta làm. Hình Văn Hổ nói, văn lữ mở rộng khẳng định phải kể chuyện xưa, tại sao muốn đem văn hóa cùng du lịch đặt chung một chỗ, bởi vì cuối cùng du lịch nội hạch là văn hóa, đến cuối cùng liều vẫn là văn hóa, thiếu khuyết văn hóa du lịch chỉ còn thiếu nội hàm, là không cách nào lâu dài. Kỳ thật hắn cũng chú ý đến hai ngày này Đông Châu đồ nướng nhiệt độ tiêu thăng, nhưng là Hình Văn Hổ cùng đa số người ôm cùng một dạng quan điểm. Hắn xử lý văn lữ công việc nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua dựa vào một đầu thiển cận nhiều lần liền có thể mang lửa một tòa thành thị văn lữ sự nghiệp, lấy hắn nhất quán kinh nghiệm, cho rằng Đông Châu đồ nướng lửa chỉ là hư hỏa, khó mà tiếp tục quá lâu thời gian. Hứa Thuần Lương tới cũng không thể tay không mà về, thừa cơ hướng Hình Văn Hổ đưa ra mời hắn đi Đông Châu thực địa khảo sát một chút, chỉ đạo một chút Đông Châu văn lữ công việc, Hình Văn Hổ thống khoái mà đáp ứng xuống, coi như Hứa Thuần Lương không đưa ra mời. Hắn cũng dự định đi một chuyến, dù sao nhi tử muốn đi Đông Châu công việc, làm vì phụ thân hắn có chút hiên lòng không dưới. Hình Vĩnh Thanh nửa đường đi trước, nàng hiện tại ở trường học. Bởi vì là lần đầu tiên đến nhà Hứa Thuần Lương tại Tửu Lượng bên trên giữ lại không ít, tổng cộng uống không đến nửa cân. 8 giờ rưỡi đêm, Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình cáo từ rời đi, Hình Vĩnh Tiến vợ chồng đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa, một mực chờ xe lái đi mới quay người về nhà. Tô Tình nói, Hình Bí Thư đối đứa con trai này rất để bụng. Hứa Thuần Lương cũng đã nhìn ra, Hình gia nhi tử là cái bảo, đối nữ nhi chú ý rõ ràng muốn ít một chút, lúc ăn cơm, Trương Mỹ Lan nhiều lần cho nhi tử gắp thức ăn, cũng không kiêng dè nhiều người như vậy tại. Hứa Thuần Lương nói, chuyện của người ta chúng ta không xen vào. Tô Tình nói, Hình Bí Thư không phải để ngươi quan tâm con của hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta cái nào dùng ta chiếu cố.
Nam Giang Ngân hàng Đông Châu chi nhánh ngân hàng phụ trách hoạt động tín dụng, tiền nhiệm sau cầu hắn đều cai đội. Tô Tình nói, ta cảm giác bọn hắn quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt. Hứa Thuần Lương nhìn Tô Tình một chút, Tô Tình có chút ngượng ngùng, mắng, nhìn cái gì vậy? Các loại đèn đỏ thời điểm, một chiếc xe gắn máy cũng dừng ở giáp sát trùng bên cạnh, cưỡi xe chính là một cái tóc dài nam tử, không có mang mũ giáp, mặc áo ba lỗ màu đen, mang theo kim sắc dây chuyền, trên cánh tay còn hoa văn một con rồng, xem xét chính là xã hội đen. Hứa Thuần Lương lưu ý đến ngồi ở phía sau nữ tử, hắn một chút liền nhận ra ngồi ở phía sau tòa nữ tử là Hình Vĩnh Thanh, hắn tướng phát hiện của mình nói cho Tô Tình. Tô Tình kinh ngạc nói, không có khả năng, nàng không phải về trường học sao. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ không nhìn lầm, mặc dù nữ tử kia mang theo mũ giáp, nhưng là Hứa Thuần Lương từ nàng ăn mặc vẫn là nhận ra kia là Hình Vĩnh Thanh. Một, Tô Tình có chút hiếu kỳ, thân là đại học phụ đạo viên Hình Vĩnh Thanh làm sao lại cùng loại này xã hội nhân viên hỗn cùng một chỗ. Nàng tăng lớn chân ga đi theo. Bất quá đối phương xe gắn máy cưỡi đến nhanh chóng, rất nhanh liền đem Tô Tình cho hất ra. Hứa Thuần Lương không để cho nàng dùng theo, mỗi người đều có cuộc sống của mình, Hình Vĩnh Thanh lựa chọn cùng người nào cùng một chỗ là tự do của nàng. Tô Tình tràn ngập mê võng nói, nhưng người kia dáng vẻ lưu manh, xem xét chính là tên côn đồ, Hình Vĩnh Thanh cái gì gia đình xuất thân. Nàng vẫn là cao giáo phụ đạo viên, không có khả năng nhất định là ngươi nhìn lầm. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta cũng không phải người tốt lành gì, ngươi không giống cùng ta trở thành bằng hữu. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Tô Tình nói xong mình đều không có ý tứ. Trải qua OMMIA cửa quán ba thời điểm, bọn hắn lại thấy được Hình Vĩnh Thanh cùng tên nam tử kia, lần này nhiều mấy tên nam nữ. Hình Vĩnh Thanh đã tháo xuống mũ giáp, lần này Tô Tình cũng nhận ra nàng, Hình Vĩnh Thanh hẳn là muốn ngăn cản tên nam tử kia tiến vào quán ba, hai người ngay tại ven đường phát sinh tranh chấp. Tô Tình dứt khoát đem xe dừng ở cách đó không xa nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái này lòng hiếu kỳ cũng được, nhắc nhở Tô Tình có thể đi, không cần thiết như thế chú ý người khác sự tình. Đúng vào lúc này, tên kia tóc dài nam tử hất ra Hình Vĩnh Thanh tay, chuẩn bị rời đi, Hình Vĩnh Thanh tiến lên bắt lấy cánh tay của hắn, lần này nam tử kia bị chọc giận tới, bỗng nhiên nâng tay lên cho Hình Vĩnh Thanh một bàn tay, cái này bàn tay đánh cho không lưu tình chút nào. Tướng Hình Vĩnh Thanh đánh ngã xuống đất. Tô Tình lập tức phát hỏa đẩy cửa xe ra liền xông ra ngoài, Hứa Thuần Lương muốn ngăn cản nàng đã chậm, Hứa Thuần Lương không phải sợ sự tình, hắn là sợ bại lộ, Hình Vĩnh Thanh khẳng định là không muốn người khác thấy được nàng cái dạng này. Tô Tình tiến lên đỡ dậy Hình Vĩnh Thanh, cả giận nói, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Đánh như thế nào nữ nhân? Hình Vĩnh Thanh cái này mới nhận ra trợ giúp mình chính là Tô Tình, xấu hổ cúi đầu, không có việc gì. Ta không sao, là chính ta không cẩn thận ngã sấp xuống. Nàng vừa nói chuyện, một vừa nhìn tên kia tóc dài nam tử, rõ ràng đối với hắn tràn đầy cố kỵ. Tên kia tóc dài nam tử lạnh lùng vô tình nhìn Hình Vĩnh Thanh một chút, cùng hắn mấy tên đồng bạn chuẩn bị đi vào hộp đêm. Tô Tình nhìn thấy Hình Vĩnh Thanh nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên, nàng hận nhất liền là nam nhân khi dễ nữ nhân, huống chi Hình Vĩnh Thanh nàng còn nhận biết Tô Tình đứng dậy cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Một. Tóc dài nam tử dừng bước lại, chuyển hướng Tô Tình, bên người mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi theo ồn ào, Trung ca, cái này tỉ muội tám thành là coi trọng ngươi. Tô Tình nói, xin lỗi, ta muốn ngươi hướng nàng trịnh trọng nói xin lỗi. Tóc dài nam tử ha ha cười một tiếng, ngươi để cho ta xin lỗi. Tốt, ngươi nếu là nguyện ý làm bạn gái ta, ta cái này hướng nàng nói xin lỗi. Hình Vĩnh Thanh đứng dậy dương dương nói, Mã Trung, ngươi quá phận, cái này là bằng hữu ta. Tóc dài nam tử là bạn trai của nàng Mã Trung. Mã Trung chỉ vào Hình Vĩnh Thanh mắng, ít mẹ nó quản ta muốn làm gì đều với ngươi không quan hệ. Tô Tình không sợ hãi chút nào nói, đừng tưởng rằng không ai có thể trị được ngươi, ta hiện tại liền báo cảnh. Mã Trung bên người mấy người phần phật một chút tướng Tô Tình vây quanh, Hình Vĩnh Thanh run giọng nói, được rồi, được rồi. Tô Tình cả giận nói, người hắn có gì mà sợ. Liền hắn cái kia hạ lưu dạng. Ngươi thích hắn cái gì? Mã Trung nói, nhà đầu, miệng thật độc, ngươi biết ta là ai không? Tô Tình nhìn thấy một đám đại hán khí thế hung hăng hướng nàng tới gần, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, xoay người đi nhìn Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương còn đứng ở giáp sát trùng bên cạnh quan sát đâu, Tô Tình biết hắn là cố ý, tức giận tới mức cắn răng, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương thở dài, cái này mới chậm rãi đi tới.
Mã Trung nhìn qua đi tới gần bọn họ Hứa Thuần Lương, hướng Tô Tình nói, bạn trai ngươi. Tô Tình do dự một chút, sau đó trợn tròn mắt phượng ngang. Có dạng này một vị bạn trai hoàn toàn chính xác tràn đầy cảm giác an toàn. Mã Trung hướng nàng cười cười nói, đương bạn trai ngươi cũng là một kiện cao nguy hiểm sự tình. Hứa Thuần Lương đi vào Tô Tình bên người, phất phất tay, bên cạnh chờ ta. Hình Vĩnh Thanh rũ cục lấy đầu, cũng không dám cùng Hứa Thuần Lương chào hỏi, chuyện đêm nay chỉ sợ là không dối gạt được. Mã Trung nói, tiểu tử, đừng mạo xưng là trang hảo hán, bày ra như thế cái thích xen vào chuyện của người khác bạn gái thật sự là quá nguy hiểm. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi vừa có phải hay không đánh nữ nhân? Mã Trung khinh thường nhìn qua hắn, mắc mớ gì tới ngươi a? Đến cùng đánh không có đánh a? Dám làm không dám nhận a? Mã Trung đưa tay phải ra chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, nữ nhân phạm tiện a không đánh không được, chọc tới lão tử, liền ngươi cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, Hứa Thuần Lương một cái tát tai liền quất vào trên mặt hắn, cái này bàn tay đánh đến gọn gàng mà linh hoạt. Đánh cho Mã Trung mắt tối sầm lại, thẳng tắp nằm trên đất. Tất cả mọi người bị một tát này uy lực gây kinh hãi, Hứa Thuần Lương nhìn qua Mã Trung đám kia đồng bạn khinh thường nói, bằng hữu không ít ai đến giúp hắn ra mặt a. Mã Trung, Hình Vĩnh Thanh thét chói tai vang lên vọt lên, nàng đi nâng bị Hứa Thuần Lương một bàn tay đập choáng Mã Trung. Tô Tình hiện tại cũng có chút hối hận, Hứa Thuần Lương nói không sai, mình liền không nên can thiệp vào, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hình Vĩnh Thanh lựa chọn Mã Trung loại này nát người nên làm tốt chuẩn bị tư tưởng, cô gái này người có phải hay không bị PUA, đầu óc rõ ràng không thanh tỉnh, dùng yêu đương não đều không đủ lấy hình dung nàng. Lúc này từ trong hộp đêm lao ra một đám người, là Mã Trung đồng bọn nhìn thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian động người. Hứa Thuần Lương từ đó thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, OMMIA giám đốc Phan Vệ Đông, hộp đêm này cũng là Hà Đông tập đoàn mới vừa từ Lam Tinh tiếp bàn cải tạo. Đoạn thời gian gần nhất Phan Vệ Đông đều tại đây, là nghe nói có người tại hắn cửa hộp đêm nháo sự cho nên ra tới xem một chút. Hắn cũng liếc mắt nhận ra Hứa Thuần Lương, không khỏi nhíu mày, người này có phải hay không âm hồn bất tàn a? Từ từ kinh thành đến Nam Giang, nhà ta hộp đêm mở ở đâu, ngươi liền náo ở đâu? Đây không phải có chủ tâm cùng bọn ta Hà Đông không qua được sao? Hứa Thuần Lương tiếp cận trong đám người Phan Vệ Đông, nha, Phan Thiểu A, chỗ nào đều có ngươi. Làm gì? Là nghĩ vây công vẫn là nghĩ luyện một mình. Phan Vệ Đông khoát tay áo, ra hiệu hắn người lui ra, hắn cùng Mã Trung lại không quen không cần thiết vì dạng này một nhân vật nhỏ gây phiền toái, sự tình làm lớn chuyện bọn hắn hộp đêm khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương đi vào Mã Trung bên người, một thanh nắm chặt tóc của hắn, Mã Trung đau đến hét thảm một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không hẳn là xin lỗi? Hình Vĩnh Thanh run giọng nói, ngươi buông hắn ra. Ta không muốn hắn nói xin lỗi, ta sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hứa Thuần Lương căn bản liền không để ý nàng, xin lỗi. Mã Trung cảm giác ra đầu của mình đều sắp bị xé thoát, kêu rên nói, thật xin lỗi. Hứa Thuần Lương ngay trước mặt mọi người trở tay lại rút Mã Trung một cái bạt tai, Mã Trung bị rút đến thiên hôn địa ám. Hứa Thuần Lương buông ra Mã Trung chân đứng không vững, phù phù một tiếng lại té lăn trên đất. Nương theo lấy Hình Vĩnh Thanh đau lòng rít lên một tiếng. Vây xem nhiều người như vậy, trong đó có không ít là Mã Trung bằng hữu, nhưng là không ai dám lên trước hỗ trợ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra Hứa Thuần Lương sức chiến đấu bạo dạp, hộp đêm bên kia càng là làm trên vách xem. Hứa Thuần Lương hướng Tô Tình nói, chúng ta đi thôi. Tô Tình nhìn qua Hình Vĩnh Thanh có chút giận không tranh ai bất hạnh, thở dài nói, người mau về nhà đi, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Hình Vĩnh Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Tô Tình lái xe rời đi thời điểm, nhìn thấy Hình Vĩnh Thanh còn tại nguyên chỗ bồi tiếp Mã Trung, tức giận đến hung hăng vỗ vỗ tay lái, nàng làm sao cái dạng này. Qua bất tranh khí, vì một cái hèn mọn cặn bã nam như thế ăn nói khép nép. Hứa Thuần Lương nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, gặp được loại chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào. Tô Tình nói, nàng làm sao lại coi trọng loại này nát người, ai nha. Ta thật sự là không nghĩ ra. Hứa Thuần Lương nói, khả năng tình yêu chính là mù quáng a, nói không chừng tên vương bát đản kia có chút dài chỗ để nàng dứt bỏ không được. Tô Tình nháy nháy mắt, luôn cảm thấy hắn lời này có chút không đứng đắn, gương mặt xinh đẹp có chút phát sốt, thấp giọng nói, người nói Hình Vĩnh Thanh sẽ không xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói, nàng cũng không phải cái kẻ ngu, người trưởng thành rồi, phải hiểu bảo vệ mình.
Tô Tình đạp xuống phanh lại, ta vẫn là không yên lòng, nếu không chúng ta về đi xem một chút, dù sao cũng là hình bí thư nữ nhi, đem nàng một người ở lại nơi đó, ta luôn cảm thấy không đành lòng. Hứa Thuần Lương biết nàng thiện tâm, nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình, Hứa Thuần Lương tự mình cho rằng Hình Vĩnh Thanh đáng đời bị đánh, rõ ràng xuất thân bất phàm, không phải nén giận phạm tiện, trước mặt mọi người chịu cái tát còn chết cũng không hối cải nếu để cho lão Hình biết không phải tức hộc máu không thể. Vì để cho Tô Tình an tâm, Hứa Thuần Lương đồng ý lại trở về một chuyến, chờ bọn hắn trở lại cửa hộp đêm, nhìn thấy người đã tản, Hình Vĩnh Thanh cũng không biết đi nơi nào, Tô Tình có chút gánh thầm nghĩ, nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đại nhân, cũng không phải cái kẻ ngu làm sao có thể xảy ra chuyện, Nam Giang chỉ an cũng không tệ lắm. Tô Tình không yên lòng lại lái về phía trước một đoạn, Hứa Thuần Lương trông thấy Hình Vĩnh Thanh, một người khập khiễng tại cách đó không xa đi tới, vừa đi vừa khóc, vừa vặn bầu trời lại đã nổi lên mưa, nhìn thật thê thảm một nữ. Hứa Thuần Lương đem phát hiện của mình nói cho Tô Tình đi phía trước dừng xe xong, tranh thủ thời gian cầm đem cây dù đuổi tới. Hình Vĩnh Thanh cảm giác có người giúp mình che mưa, xoay người nhìn lại là Tô Tình, tình cảm miệng cống trong nháy mắt mở ra, ghé vào Tô Tình trên vai liền khóc lớn lên. Hứa Thuần Lương ngồi ở trong xe, hắn không có ý định ra ngoài, trời mưa như thế lớn, lại chỉ có một thanh dù, ba người nhưng dung không được. Tô Tình là Hình Vĩnh Thanh cảm thấy không đáng, lấy điều kiện của nàng dạng gì nam nhân tốt tìm không thấy, hết lần này tới lần khác thích một cái không đến 4-6 lưu manh. Hình Vĩnh Thanh thút tha thút thít nói cho Tô Tình, nàng cùng Mã Trung là cao trung đồng học, hai người thời cấp 3 liền đàm bên trên, tình cảm rất sâu. Tô Tình nhưng không cho là như vậy, tình cảm sâu liền có thể tại trên đường cái ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh nàng. Nói hết lời, tướng Hình Vĩnh Thanh khuyên lên xe. Trải qua lần này giày vò, Tô Tình cũng kém không nhiều đều dính ướt, Hình Vĩnh Thanh về phía sau tòa ngồi xuống, vẫn là khóc không ngừng. Hứa Thuần Lương nhìn Tô Tình một chút, không nhìn còn khá. Cái này xem xét con mắt có chút không thể rời đi, Tô Tình quần áo trên người bị nước mưa ướt nhẹp, rất nhiều nơi biến thành hơi mờ, mà lại thiếp ở trên người, thật sự là quá muốn mạng, chăm chú nhìn có đốt đuốc lên, không nhìn có phải hay không có chút không tôn trọng người ta nhan trị. Tô Tình cũng ý thức được, xinh đẹp đỏ mặt lên, ngay trước Hình Vĩnh Thanh bột cũng không tốt nói, nhỏ giọng nói, mưa lớn, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm đường. Ý là ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn ta. Trong lòng có như vậy điểm thẹn thùng còn có chút mừng rỡ, chứng minh mình đối với hắn vẫn là có lực hấp dẫn. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, đưa ánh mắt thu hồi lại, lúc này trời mưa đến quá lớn, hắn đề nghị trước dừng ở dừng xe bên đường vị, chờ mưa điểm nhỏ lại đi. Trên cửa sổ xe đều là sương mù, Tô Tình lớn rồi điều hòa không khí, đến một lần thanh trừ trong xe sương mù, thứ hai mau chóng thổi khô trên thân, có chút mát mẻ, liên tiếp đánh hai nhảy mũi. Hứa Thuần Lương cởi áo khoác của mình giúp nàng khoác lên người, che khuất nàng tràn ngập dụ hoặc dáng người, thuận tiện cũng giúp nàng sưởi ấm, mình gần nhất tạp vụ quá nhiều, hẳn là hảo hảo tu luyện, không phải viên này đạo tâm lại muốn lơ lửng không cố định. Hình Vĩnh Thanh lúc đầu đều không khóc, nhìn thấy bọn hắn dạng này, trong lúc nhất thời lại xúc động tâm sự, ô ô lại khóc lên. Hứa Thuần Lương đem khăn tay đưa cho nàng, cố ý nói, đợi lát nữa trước đưa ngươi về nhà. Hình Vĩnh Thanh nói ta, không. Không quay về. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta liên hệ ca của ngươi tới đón ngươi. Cay. Ngàn vạn, vạn đừng, Hình Vĩnh Thanh còn thút thít, nàng cũng không dám để trong nhà biết. Tô Tình nói, ta mặc dù không hiểu rõ giữa các ngươi đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng là ta cảm thấy đánh nữ nhân nam nhân khẳng định không thể nhận, đúng không? Hứa Thuần Lương đồng chí. Nàng vốn cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ thuận lời nói của mình, nhưng Hứa Thuần Lương lại nói, cũng không thể cua đũa cả nắm. Có nữ nhân liền nên cho chút giáo huấn, không đánh không nhớ lâu. Hình Vĩnh Thanh khóc ra thành tiếng, ta đều như vậy, các ngươi còn xem thường ta. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, ta lại không nói ngươi.